Thiên Nam, ông gọi điện thoại cũng thật đúng lúc, tôi đang định mời ông qua đây bàn bạc một chút. Bây giờ mở cuộc họp hội ý, bàn bạc một chút. Buông điện thoại, Diệp Thiên Nam còn có chút buồn bực, Trịnh Thịnh thể hiện nhiệt tình như vậy, lẽ nào gã đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi. Nghĩ lại cũng đúng, Trịnh Thịnh cho rằng đã nắm chắc mọi việc trong tay, gã nào đâu biết, tất cả mọi chuyện đã nằm ngoài quỹ đạo của gã, quay về quỹ đạo của y. Có vô số sự thật lịch sử chứng minh, mỗi một người thất bại trước khi bị thất bại, vẫn còn dương dương tự đắc mà nghĩ mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đến văn phòng bí thư, thấy Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đã ngồi ở đó, giữa hai người hình như cũng đã có nói chuyện, vẻ mặt thần bí mà có vẻ đã hiểu lẫn nhau, khiến Diệp Thiên Nam trong lòng bất chợt sợ hãi. Lại thấy trong văn phòng không có Hạ Tưởng, lại càng hoảng hốt hơn, liền vội vàng trấn tĩnh hỏi. Chủ nhiệm Hạ sao lại chưa đến? T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Đồng chí Hạ Tưởng, lập tức đến ngay thôi. Trịnh Thịnh vẻ mặt nhàn hạ, còn có vẻ cười bí hiểm. Chương 1370, ván thứ nhất. Không biết vì sao, tim Diệp Thiên Nam đập càng nhanh, trong lòng có một chút cảm giác không hay, lẽ nào, xảy ra chuyện rồi. Không thể, sao có thể được. Diệp Thiên Nam không tin kế hoạch của y lại có sai lầm, bởi vì lúc này y còn chưa biết, Hứa Quan Hoa đích thân đến quân khu tỉnh Tương, còn Lâm Tiểu Viễn đã bị đích thân Hạ Tưởng đưa lên xe tù. Nếu tính luôn cả lần bức mạng người lần trước, cả hai lần vào tù của Lâm Tiểu Viễn, đều do Hạ Tưởng ban tặng, Lâm Tiểu Viễn hận Hạ Tưởng đến tận xương cốt cũng là điều có thể hiểu được. Nếu Hạ Tưởng không phải quyết tâm truy cứu đến cùng chuyện bốn cậu ấm tỉnh Tương, không có sự thù hận cố chấp của hắn, không có lòng vì dân của hắn, bốn cậu ấm tỉnh Tương có lẽ còn làm sằng làm bậy ở tỉnh Tương được nhiều năm nữa, thậm chí có thể cướp đoạt được số tài sản bất chính lên đến cả chục tỷ. Mà bốn cậu ấm tỉnh Tương đã thu tay khỏi những hạng mục, đã cùng Trần Pháp đạt được hiệp nhất, chuẩn bị làm lớn một chuyến, mở ra một con đường phát tài lớn và mau lẹ hơn, giai đoạn chuẩn bị đã được hoàn thành xong, chỉ thiếu gió đông nữa thôi. Nhưng gió đông còn chưa đến, sự kiện Lâm Tiểu Viễn đã khiến kế hoạch của bốn cậu ấm tỉnh Tương bị trì hoãn. Lâm Tiểu Viễn là một đóa hoa đầu tiên được mọc lên ở Tương Giang, y có thể thong dong mà trốn đi hay không, việc đó liên quan đến việc mở đầu một cuộc chiến. Liên quan đến sự thắng bại của một cuộc chiến, thậm chí liên quan đến việc một người có từ chức phó tỉnh lên đến chức tỉnh hay không. Đương nhiên, ngay trước mắt mà nói, không ai có thể ngờ được một mình Lâm Tiểu Viễn lại có thể gây ra một ảnh hưởng lan rộng đến như vậy, chỉ xem y là một quân cờ không mấy quan trọng mà thôi. Diệp Thiên Nam hao tâm tổn sức bảo vệ Lâm Tiểu Viễn, về căn bản mà nói, là vì bảo vệ Diệp Địa Bắc, phòng chứ con thuyền của Lâm Tiểu Viễn chìm xuống, sẽ kéo luôn cả ba con thuyền còn lại cùng chìm. Đồng thời, ý nghĩa tượng trưng cũng rất lớn, có thể đả kích trực tiếp và mãnh liệt vào niềm tin bành trướng của Hạ Tưởng. Chỉ có điều, tại sao bây giờ y cứ luôn có cảm giác bất an? Diệp Thiên Nam vẫn luôn cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh, ngồi bên cạnh Phó Tiên Phong, y thậm chí còn nghĩ có thể biết được điều gì đó khác thường từ vẻ mặt của Phó Tiên Phong, nhưng một Phó Tiên Phong khiến Hồ Ly cũng tự nhận không bằng bây giờ lại vẻ mặt thâm trầm bất định. Dường như đang lạc vào cõi tiên, lại dường như đang đợi cơ hội gì đó. Diệp Thiên Nam có chút thất vọng, thậm chí còn hoài nghi không biết Phó Tiên Phong đang ngồi trước mặt y có phải là Phó Tiên Phong đã từng trò chuyện vui vẻ và bàn bạc nhiều chi tiết hợp tác với y trước kia hay không. Y trước đây tự nhận mình là cơ trí đa mưu, nhưng trước mặt Phó Tiên Phong, luôn có cảm giác thiếu sức lực. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, thật khó khiến người ta có thể nắm bắt. Nhưng nghĩ đến lợi ích của nhà họ Phó ở tỉnh Yến, nghĩ đến Phó Tiên Phong cũng có mối quan hệ, Diệp Thiên Nam lại lấy lại tự tin, bởi vì có lý do để tin, Phó Tiên Phong cuối cùng cũng nghiêng về y. Ngồi ở đây bây giờ có 5 người, Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, y và Lương Hạ Ninh, Trịnh Hải Kỳ, từ trên kết cấu này có thể rút ra kết luận, đề cập đến xử lý quyết định và vấn đề điều chỉnh nhân sự, lại để cho mấy người cùng ngồi ngay ngắn đợi một mình Hạ Tưởng, có phải quá đề cao Hạ Tưởng rồi hay không? Đang lúc Diệp Thiên Nam định mở miệng nói vài câu, Hạ Tưởng lại nhanh hơn so với dự kiến nhiều, xuất hiện phía trước cửa. Hạ Tưởng vẫn với bộ dạng cũ, chỉ là với cái nắng hè hơi gay gắt một tí, khiến hắn đen hơn, nhưng lại khiến khuôn mặt anh tú của hắn không đến nỗi công tử bột nữa, dù sao cũng là thêm tuấn tú hơn. Có chút việc nên đến trễ, thật có lỗi vì đã để các vị lãnh đạo đợi lâu. Hạ Tưởng khách sáo cười nói, sau khi vào cổng, liền tự động ngồi bên cạnh Trịnh Thịnh.
Mọi người đã đầy đủ cả rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu họp. Trình Thịnh hơi gật đầu với Hạ Tưởng, dường như là trả lời cho câu nói vừa rồi của Hạ Tưởng, lại dường như là ám thị trước khi bắt đầu. Chủ đề của cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu thảo luận về việc vấn đề Thần Đông đã đến bước không thể chậm trễ được nữa, tỉnh ủy nhất định phải ra tay, nhất định phải dẹp loạn, nếu không, nhân dân Thần Đông sẽ mất đi niềm tin với tỉnh ủy, công tác ở Thần Đông cũng sẽ không thể tiếp tục triển khai được. Lời mở đầu là những câu nói cũ mềm, cũng không thể mới hơn được nữa, đơn giản chỉ là khi đến một trình độ chính trị nhất định, thì có những lời mở đầu không thể thay đổi được. Trịnh Thịnh mở đầu, nói với Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng giới thiệu trước một chút về ý kiến của Ủy ban kỷ luật đối với vấn đề Thần Đông. Hạ Tưởng liền khách khí nói. Trước tiên tôi xin báo cáo với những lãnh đạo ở đây về kết luận điều tra của Ủy ban kỷ luật về vấn đề Thần Đông. Thông qua việc thẩm tra đối với Tất Bằng, Cố Thế Kỳ, cộng thêm với những chứng cứ có được từ nhiều nguồn khác nhau, bước đầu đã cho thấy quan trường Thần Đông từ trên là thành ủy và thị trưởng, xuống đến cán bộ cấp cục, đều đã mục nát đến tận xương tủy, không làm cuộc phẫu thuật lớn thì không được rồi. Vấn đề Thần Đông thật sự những người ngồi đây sớm đã biết rõ ràng rồi, là sự kéo dài của chuyện cầu đường tỉnh Tương, cũng là Trịnh Thịnh mượn cơ hội thu quyền, bành trướng uy danh đồng thời tiến hành ván thứ nhất của việc điều chỉnh nhân sự. Trong 6 người đang ngồi, mỗi người có một suy nghĩ, ngoài Trịnh Hải Kỳ là người kiên định đi theo Trịnh Thịnh, tất cả mọi người đều muốn mượn cuộc chiến Thần Đông để kiếm được lợi ích của riêng mình. Trịnh Thịnh thì không cần phải nói, Phó Tiên Phong muốn là ngư ông đắc lợi, Diệp Thiên Nam cũng vậy. Còn Hạ Tưởng, cũng có một tính toán có lợi cho mình. Nhưng một cuộc chiến Thần Đông dù sao cũng quá nhỏ, sau cùng khi khói thuốc qua đi, cuối cùng có thể thu dọn chiến trường và thu được lợi, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Thậm chí có thể nói không khoa trương, chỉ đủ cho 2 người chia nhau thôi, ánh mắt Diệp Thiên Nam vô tình liếc qua Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng y thầm nghĩ, Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng có lẽ vẫn chưa hay biết gì, nếu không cũng sẽ không chọn thời điểm bây giờ để lật bài. Nếu đã lật bài rồi, y cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý. Dù sao vấn đề quan trọng cũng không phải ở chỗ phát động hội chiến Thần Đông hay không, mà là sau cuộc chiến, ai có tư cách để phân chia chiến lợi phẩm. Hạ Tưởng phát biểu xong, Trịnh Thịnh liền tiếp lời. Ý kiến của chủ nhiệm Hạ cũng là ý kiến của tôi, các đồng chí nói thử xem, có phải nên làm một cuộc đại phẫu thuật cho Thần Đông rồi hay không? Diệp Thiên Nam hơi chần chừ, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng là chỗ nào không ổn, cũng không thể nói rõ ràng ngay được, đang do dự, di động lại vang lên. Bình thường y ít khi mang di động bên mình, bởi vì thân là phó tỉnh ủy, không mang theo điện thoại chính là thể hiện thân phận. Nhưng hôm nay vì chuyện của Lâm Tiểu Viễn, khiến y tinh thần bất an, nên mang theo điện thoại. Di động vừa reo, y đang do dự có nên nghe hay không, Trịnh Thịnh đã nhìn qua. Thiên Nam, bây giờ đang họp. Phó Tiên Phong từ khi Diệp Thiên Nam bước vào đến bây giờ không nói gì, cũng bỗng nhiên nói. Đồng chí Thiên Nam, bây giờ đang thảo luận vấn đề quan trọng. Nhân vật số 1, số 2 cùng lên tiếng, Diệp Thiên Nam liền cười xin lỗi. Sau đó khóa máy hành động này khiến Diệp Thiên Nam hối hận cũng không kịp, thậm chí một khoảng thời gian dài sau còn khiến y canh cánh trong lòng, bởi vì nếu y không khóa máy, y nhất định sẽ không đồng ý phát động hội chiến Thần Đông, ít nhất cũng sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa để có được lợi ích chính trị lớn hơn. Nhưng lại bỏ lỡ mất rồi, suýt chút nữa khiến y tiếc hận vô cùng. Điện thoại là Lâm Hoa Kiến gọi đến, là nói cho y biết Lâm Tiểu Viễn đã xa lưới. Khóa máy xong. Tất cả lại yên tĩnh, Phó Tiên Phong phát biểu, tán thành ý kiến làm một cuộc đại phẫu lớn đối với thành phố Thần Đông. Diệp Thiên Nam lên tiếng, cũng tỏ vẻ đồng ý. Hạ Tưởng cũng đồng ý. Lương Hạ Ninh và Trịnh Hải Kỳ lại càng không có gì dị nghị, thế là, hội nghị đã đạt được thống nhất, quyết định áp dụng biện pháp bắt giam đối với thành ủy và thị trưởng Thần Đông. Thần Đông, bao gồm cả nhân vật số 1 và số 2 bên trong, tổng cộng có hơn 7 vị phó giám đốc sở. 12 cán bộ cấp cục trở lên, trong đó có 5 nhân vật đứng đầu, quận huyện 2 người, quy mô lớn, số lượng nhiều, cấp bậc cao, là một cơn gió lốc chống tham nhũng có quy mô nhất của tỉnh Tương từ trước đến nay. Trịnh Thịnh tự xưng là, hội chiến Thần Đông, có ý nghĩa là cũng giống như, cuộc chiến Tương Phàn, năm đó ở tỉnh Sở, Trịnh Thịnh tuy rằng không rõ mục tiêu, nhưng mỗi người ngồi đây đều hiểu rõ ràng, nhưng quyết tâm của Trịnh Thịnh rất lớn, không sợ liên lụy đến nhiều người, cũng không sợ làm lớn chuyện. Không sợ Trung ương hỏi đến, chỉ cần làm một cuộc chiến chống tham nhũng thật tốt,
làm thật tốt một cuộc uy danh chống tham nhũng ở tỉnh Tương. Trịnh Thịnh dõng dạc, lại một lần nữa bộc lộ giọng điệu truyền cảm khi diễn thuyết của gã, hơn nữa nói đến nỗi Lương Hạ Ninh cũng bị cuốn hút vào, càng khiến Trịnh Hải Kỳ nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng, ngoài mặt thì ủng hộ, thực tế trong lòng sớm đã có tính toán, sẽ không bởi vì sự cổ động của Trịnh Thịnh mà nhiệt tình lên để thay đổi chủ ý. Những người đang ngồi đây đều là những nhân vật quan trọng cấp tỉnh ủy, sự thống nhất trong cuộc họp, về cơ bản chính là quyết định, khi trình lên hội nghị thường vụ sẽ không hề bị trì hoãn mà được thông qua ngay, vì vậy, cuộc chiến thần đông lúc này, đã chính thức được mở màn. Cuộc chiến thần đông, được xưng là cơn lốc chống tham nhũng thần đông, lưu lại một sử sách rất hùng tráng trong lịch sử đất nước, có nhà sử học nghiên cứu về cuộc đời Hạ Tưởng đã đề cao cuộc hội chiến này như một cơn gió lốc trong việc chống tham nhũng. Nhìn nhận là một cuộc chiến quan trọng trong cuộc đời Hạ Tưởng, thậm chí còn có người cho rằng hội chiến thần đông đã đánh dấu Hạ Tưởng đã bước một chân lên cấp bộ trưởng. Mặc kệ sử học gia tuyên dương ý nghĩa nó như thế nào, nâng cao nó như thế nào, giải thích như thế nào, cái họ nhìn thấy cũng chỉ là bên ngoài. Hội chiến thần đông, thực tế từ lúc Hạ Tưởng quyết tâm bắt tay vào công trình cầu đường ở tỉnh Tương, bắt giam Tất Bằng, đã bắt đầu khúc nhạc dạo rồi. Khi bắt đầu chính thức mở màn, chứng tỏ tất cả các công việc phía sau đã chuẩn bị xong, kịch hay đã chính thức bắt đầu. Tất cả những kịch hay công bố ra bên ngoài, trước khi biểu diễn, đều đã hoàn thành những màn giao dịch phía sau. Sau khi quyết định tiến hành hội chiến thần đông, đề nghị của Trịnh Thịnh là tiếp tục thảo luận về vấn đề đề cử người trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, kịch hay đã bắt đầu rồi. Mỗi cây củ cải đều có một cái hố riêng, sau khi nhổ vô số củ cải rồi. Cái hố để lại mới là điều khiến mọi người cùng quan tâm. Vận mệnh của củ cải như thế nào, không ai quan tâm, cái hố để lại thuộc về ai, mới quan trọng. Lương Hạ Ninh lấy tài liệu ra, máy móc nói. Danh sách điều chỉnh nhân sự mà ban tổ chức cán bộ quyết định như sau. Danh sách rất dài, đủ để đọc gần 5 phút, trong phòng họp rất yên tĩnh, bao gồm cả Trịnh Thịnh, đều im lặng nghe phương án của ban tổ chức cán bộ. Mặc dù ai cũng hiểu rõ. Phương án của ban tổ chức cán bộ, không phải thể hiện ý đồ của Lương Hạ Ninh, mà là ý kiến của bốn người Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng. Lương Hạ Ninh cũng thích hợp để sắp xếp một hai vị trí, còn Trịnh Hải Kỳ thì chẳng được gì cả. Tiếng phổ thông của Lương Hải Ninh mặc dù không tốt lắm, nhưng y đọc rất chăm chú, theo từng tên từ trong miệng y tuôn ra, ánh mắt Trịnh Thịnh ôn hòa hắn, ánh mắt Phó Tiên Phong xa xăm, ánh mắt Hạ Tưởng bình tĩnh, còn ánh mắt Diệp Thiên Nam lại. Co rụt lại, cùng với biến chuyển trên sắc mặt, giận không thể tả. Chương 1371, mở màn nặng nề. Phương án điều chỉnh nhân sự của Lương Hạ Ninh chỉ là bản nháp, hoặc có thể nói là phác họa bước đầu, đưa ra trong hội nghị họp bàn công việc bí thư, đồng nghĩa với việc một bên đưa ra điều kiện trước, bên còn lại sẽ thảo luận giá cả. Với tình hình thông thường, quyền chủ động đưa ra điều kiện tiên quyết nằm trong tay bí thư, nhưng bí thư tuy là nhân vật số một. Khi ăn thịt, phần lớn cũng phải để lại một ít nước canh cho mọi người uống. Dù sao chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ, đều có quyền phát ngôn. Với tình hình đặc biệt, nếu quan hệ giữa bí thư và tỉnh ủy rất tốt, hai người cùng hợp lại, cơ bản đã có quyền lớn nhất, thậm chí tình huống người bên dưới không có canh mà uống cũng có thể xảy ra, nhưng không nhiều, không ai làm đến mức tuyệt tình như vậy, dù sao nhân vật số 1 số 2 đều là lãnh đạo. Nhưng làm việc cũng phải cần cấp dưới, hơn nữa đạo làm quan cũng chủ yếu phải biếu chia sẻ lợi ích mới có người đi theo. Diệp Thiên Nam nghĩ y đã đạt được sự thống nhất với Phó Tiên Phong, cho rằng lúc Phó Tiên Phong đề cử, có lẽ sẽ suy nghĩ đến những người mà y đã đề cử, bởi y và Phó Tiên Phong vừa mới trao đổi giao dịch, Phó Tiên Phong chắc chắn sẽ làm như y nghĩ, nên trước đó y cũng không ám thị gì với Lương Hạ Ninh. Không ngờ, Phó Tiên Phong hết sức tuyệt tình. Hoàn toàn không nhắc đến những người y muốn đề cử. Cũng tức là, phương án của Lương Hạ Ninh, chiếu cố đến ý đồ của Trịnh Thịnh, thực hiện theo tinh thần của Phó Tiên Phong, thậm chí cũng quán triệt theo chỉ thị của Hạ Tưởng, hoàn toàn đem một nhân vật đứng thứ ba trong tỉnh như y đá sang một bên. Một phó bí thư tỉnh ủy chủ quản nhân sự, khi phân chia thành quả thắng lợi, lại trở thành người ngoài cuộc, quả thật là một trò cười lớn. Diệp Thiên Nam phẫn nộ vô cùng. Phẫn nộ không chỉ vì Phó Tiên Phong hai mặt, cũng bởi vì Lương Hạ Ninh trước khi làm phương án điều chỉnh nhân sự, lại không hề trưng cầu ý kiến của y, cơ bản là một hành vi không hề xem y ra gì. Lương Hạ Ninh xem ra cũng coi như cùng hướng với y,
bây giờ không những càng lúc càng đi xa y, hơn nữa còn có xu thế trở thành ống loa của Trịnh Thịnh, khiến Diệp Thiên Nam phẫn uất vô cùng. Đồng thời bị Phó Tiên Phong vứt bỏ, bị Trịnh Thịnh ghét bỏ, mùi vị quả thật không hề dễ chịu, y gần như trở thành người cô đơn, khiến y cảm nhận được một cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Phương án này không được toàn diện, cá nhân tôi cho rằng, còn rất nhiều điểm cần phải sửa chữa. Tình thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn của Diệp Thiên Nam, y không còn khách khí nữa. Phương án không tốt lắm, Hạ Ninh, phương án này làm sao có thể thực hiện được? Tôi trước đó không hề biết chút gì, không hợp quy củ nhỉ. Mức độ hoài nghi đủ lớn mà cũng đủ trực tiếp, khiến Lương Hạ Ninh không biết phải ứng đối thế nào, sắc mặt có vẻ xấu hổ. Lương Hạ Ninh còn chưa nói gì, Trịnh Thịnh đã tiếp lời. Ban tổ chức cán bộ đã tham khảo ý kiến của tôi và Tiên Phong, cũng chỉ là đưa ra một bản nháp ban đầu, trưng cầu ý kiến của cậu và Hạ Tưởng. Nếu cậu đã có ý kiến, thì thử nói xem suy nghĩ của cậu đi. Hay cho một giọng điệu nhẹ nhàng đến như vậy, Diệp Thiên Nam thiếu chút nữa tức giận đến nỗi đập bàn mà đứng lên, nhưng y dù sao cũng là Diệp Thiên Nam, là một Diệp Thiên Nam nổi tiếng điềm đạm, trầm ổn mà kiên định, liền cưỡng chế lửa giận trong lòng. Có rất nhiều chỗ cần thay đổi, bây giờ nếu cứ chỉ ra từng điểm thì quá mất thời gian của các đồng chí, đợi lát nữa tôi và đồng chí Lương Hạ Ninh gặp riêng, có thể nói cụ thể một chút. Lời nói của Diệp Thiên Nam rất mềm mại, thực ra ý ở ngoài lời rất rõ ràng, y hoàn toàn phủ quyết phương án hiện tại, chuẩn bị làm một phương án khác, thái độ tỏ ra là, sẽ không hề nhường bước. Như vậy cũng tốt. Nằm ngoài dữ liệu của Diệp Thiên Nam, Trịnh Thịnh liền đồng ý ngay, chứ không tranh thủ thời cơ để thực hiện phương án của ban tổ chức cán bộ, lại nhường một bước. Tỉnh ủy tôn trọng ý kiến của anh. Diệp Thiên Nam mới thở phào, Trịnh Thịnh vẫn là Trịnh Thịnh của trước kia, không lớn mạnh hơn được bao nhiêu, cũng thiếu đi sự kiên quyết quyết đoán. Nếu hôm nay trong 6 người, 5 người cùng đồng loạt đồng ý phương án điều chỉnh nhân sự của ban tổ chức cán bộ, y dù có phản đối cũng vô dụng. Trịnh Thịnh lại không có ý định cưỡng chế y, cũng đúng, có lẽ không đến 3 tháng nữa, y đã là chủ tịch tỉnh Yến rồi, Trịnh Thịnh dù sao cũng phải cho một chủ tịch tỉnh tương lai như y một chút sĩ diện chứ. Nghĩ đến điểm đắc ý, Diệp Thiên Nam còn âm thầm liếc nhìn Hạ Tưởng, trong lòng nghĩ biểu hiện hôm nay của Hạ Tưởng có chút bất thường. Dường như không hề phát biểu ý kiến gì, trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì. Thuốc trong hồ lô của Hạ Tưởng, đối với người khác mà nói có lẽ vô hại, nhưng đối với Diệp Thiên Nam mà nói, lại là độc dược, Diệp Thiên Nam sắp phải nếm quả đắng rồi. Trịnh Thịnh cuối cùng cũng hỏi một câu cho đúng lễ tiết. Hạ Tưởng, đối với phương án của ban tổ chức cán bộ, cậu có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến. Hạ Tưởng trầm mặc nói. Nhưng ngoài ra có một việc khác cần phải báo cáo với các vị lãnh đạo một chút, con trai của đồng chí Lâm Hoa Kiến phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật kiêm giám đốc sở giám sát, là kẻ khả nghi trong một vụ án kinh tế nghiêm trọng, vì để không ảnh hưởng đến sự công chính và nghiêm túc của ủy ban kỷ luật tỉnh đề xuất với ủy ban kỷ luật trung ương, tạm thời đình chỉ công tác đối với đồng chí Lâm Hoa Kiến, mong tỉnh ủy phê chuẩn yêu cầu của ủy ban kỷ luật, đồng thời báo lên trung ương phê chuẩn. Như tiếng búa đánh vào đầu Diệp Thiên Nam, y chỉ cảm thấy trước mặt đen đi, suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất. Hạ Tưởng quá độc ác, trực tiếp bắt tay vào từ chỗ y không ngờ đến nhất, ăn miếng trả miếng, Diêu Kim Giai chỉ là muốn tìm Lý Tòng Đông điều tra, hắn lại trực tiếp tạm thời cách chức Lâm Hoa Kiến, quá tiểu nhân. Chủ nhiệm Hạ theo tôi được biết, Lâm Tiểu Viễn hình như vẫn chưa quy án, vì vậy cách nói kẻ khả nghi trong vụ án kinh tế, chỉ là kết luận phiến diện. Trong tình huống chưa có đương sự thừa nhận, lại để bố của đương sự tạm thời cách chức, không có đạo lý này chứ. Diệp Thiên Nam tức giận vô cùng, khi nói, tuy đã chú ý chừng mực nhưng cũng không tránh khỏi sự tức giận. Phó Bí Thư Diệp đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong. Hạ Tưởng trầm tĩnh từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng để lộ nụ cười thản nhiên, trong nụ cười đó, nhìn thế nào cũng có chút tà ác và nham hiểm. Lâm Tiểu Viễn vừa mới bị sa lưới rồi, đồng thời. Căn cứ theo những chứng cứ mà Ủy ban kỷ luật tỉnh đang nắm, trong tài khoản mật của Lâm Tiểu Viễn có 700 triệu không rõ nguồn gốc. 700 triệu. Trịnh Thịnh khiếp sợ tại chỗ. Phó Tiên Phong cũng biến đổi sắc mặt. Diệp Thiên Nam cũng gần như kinh hãi, dường như không có cách nào để hình dung tâm trạng của mình, trong chốc lát chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Y kinh ngạc không phải vì số tiền trong tài khoản của Lâm Tiểu Viễn. Lâm Tiểu Viễn có bao nhiêu tiền trong lòng y cũng biết rõ,
mà y kinh ngạc là vì Hạ Tưởng lại biết được rõ ràng đến như vậy về việc làm của Lâm Tiểu Viễn, chứng tỏ một sự thật không thể chối cãi, Hạ Tưởng đã thực sự ra tay với bốn cậu ấm tình tương rồi. Bởi vì Hạ Tưởng đã tiết lộ một tình tiết rất quan trọng của vụ án, khiến Trịnh Thịnh vô cùng tức giận, gã ngay lập tức đồng ý báo cáo lên Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương, yêu cầu tạm thời cách chức đối với Lâm Hoa Kiến, đồng thời hạn chế ra nước ngoài. Nói đùa à, con trai của một giám đốc sở giám sát, trong tay lại có tài khoản 700 triệu tệ, nếu đồn ra ngoài, mọi người không mắng đến mức ngập trời mới lạ. Bất luận tiền đến từ đâu, bất kỳ lý do gì cũng không thể tự bào chữa được. Lâm Hoa Kiến càng tự biện, cũng khó chối từ được sai lầm này. Vì tránh hiềm tị, nhất định phải tạm thời cách chức. Một Diệp Thiên Nam luôn biết trấn tĩnh và giữ đúng chừng mực lại mất đi sự tấn tĩnh, ngẩn người một lúc lâu, không nói được lời nào, hỏi gì cũng chỉ gật đầu đồng ý, mất đi năng lực tư duy. Còn có thể nói gì được chứ? Hai bất ngờ lớn trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu của y, khiến hàng phòng thủ trong lòng y suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn. Lâm Tiểu Viễn bất ngờ xa lưới, Hạ Tưởng nắm được chứng cứ xác thực, đã đặt Lâm Tiểu Viễn vào thế chết. Lâm Hoa Kiến, cũng xong đời rồi, trong lòng Diệp Thiên Nam run rẩy, bốn người đồng minh trong tình tương, từ đó mở ra một lỗ hổng chí mạng. Hội nghị họp bàn công việc bí thư với tốc độ nhanh chóng trước nay chưa từng có đạt được sự nhất trí. Sau đó do Hạ Tưởng đại diện cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh xin ý kiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, do Trịnh Thịnh đại diện tỉnh ủy xin ý kiến Trung ương, trịnh trọng đề xuất thông qua tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật thận trọng nghiên cứu, quyết định đồng chí Lâm Hoa Kiến tạm thời không phù hợp để tiếp tục tại nhiệm, quyết định tạm thời đình chỉ công tác 3 tháng, mong Trung ương, Ủy ban Kỷ luật Trung ương phê chuẩn. Lấy danh nghĩa tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật Trung ương để chính thức đề xuất, sự tình rất quan trọng. Sau khi Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhận được ý kiến đề xuất, lập tức tổ chức hội nghị thảo luận, thông thường, xin chỉ thị chẳng qua chỉ là một hình thức, nếu không phải Lâm Hoa Kiến có thân phận là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, thậm chí không cần xin chỉ thị của Trung ương, cán bộ cấp tỉnh ủy có toàn quyền xử lý. Nhưng hệ thống Ủy ban Kỷ luật có một đặc tính đặc thù, vì tôn trọng quyền uy của Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nên mới có trình tự này. Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương phối hợp như thế nào, phía tỉnh tương không thể biết được, chỉ biết sau khi xin chỉ thị được hơn một tiếng đồng hồ liền có câu trả lời chính xác, đồng ý với tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh tương, tốc độ trả lời nhanh chưa từng có. Liền chứng minh một điểm, Trung ương có những nhân vật quan trọng cũng đang quan tâm đến việc này, trực tiếp phát lệnh. Vụ án Lâm Tiểu Viễn, dường như là một cơn sóng nhỏ của tỉnh tương, nhưng lại trực tiếp kinh động đến biển lớn. Lâm Tiểu Viễn thân là một người dân bình thường, cũng nên lấy đó làm vui mừng. Chiều cùng ngày, Lâm Hoa Kiến nhận được thông báo chính thức của tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tạm thời cách chức 3 tháng. Lâm Hoa Kiến lẳng lặng tiếp nhận, không nói lời nào. Đêm hôm đó, Diêu Kim Giai không thu hoạch được gì ở tỉnh Tương lặng lẽ rời khỏi Tương Giang, bắt đầu từ đó, ngoài âm thầm gặp mặt Diệp Thiên Nam, những nhân vật chủ chốt trong tỉnh Tương, không ai để mắt đến y nữa. Từ đó, Diêu Kim Giai cũng hận Hạ Tưởng đến tận xương tủy. Cũng cùng đêm hôm đó, lúc Diêu Kim Giai thầm lặng rời khỏi tỉnh Tương, Liên Nhược Hạm và Vệ Tân đáp xuống sân bay Hồng Thụ ở Tương Giang, Hạ Tưởng đích thân đi đón. Cũng vào đêm hôm đó, Diệp Thiên Nam, Hồ Định và Dương Hằng Dịch khẩn cấp gặp mặt bàn đối sách, ba người trong vấn đề Lâm Hoa Kiến nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp lẫn nhau. Cuối cùng Diệp Thiên Nam cũng miễn cưỡng thuyết phục được Hồ Định và Dương Hằng Dịch, thống nhất được ý kiến. Mà cùng lúc với cuộc gặp mặt của ba người, Diệp Địa Bắc, Hồ Quân Tử và Dương Diêu Nhi cũng gặp mặt nhau, thương lượng phải tìm mọi cách để phân tán số tiền mình đang có trong tay, để tránh Hạ Tưởng cũng dùng thủ đoạn cũ mà điều tra ra được, cuối cùng lại bị kết cục thảm hại như Lâm Tiểu Viễn. Tương Giang, sóng dồn dập, sóng đè lên sóng. Hai ngày sau, Hứa Quan Hoa rời khỏi Tương Giang, Hạ Tưởng, Trương Hiểu, Hạ Bạc Viễn ra tiễn, tình ý tha thiết, nhiệt tình chân thành. Thậm chí cả phó chính ủy quân khu Đỗ Tri An đến Tương Giang để gặp mặt Hứa Quan Hoa, cũng cùng đi với Hứa Quan Hoa, về Bắc Kinh. Trước khi đi, Đỗ Tri An bắt tay Hạ Tưởng, cảm thán nói. Chủ nhiệm Hạ, mong sớm gặp lại. Hạ Tưởng cười. Anh Đỗ, còn nhiều thời gian mà. Nói xong, hai người nhìn nhau, cười ha ha. Hạ Tưởng thấy Trương Hiểu và Hạ Bạc Viễn có ý xích lại gần nhau, cũng cảm thấy vui mừng, nói với Hạ Bạc Viễn. Anh Bạc Viễn, cùng họ Hạ cả, tên của anh còn sâu xa hơn tên của tôi nữa. Hạ Bạc Viễn cười lớn.
Sai rồi, sai rồi, tên của tôi so với tên của anh, về phương diện tưởng tượng, kém hơn nhiều. Hai người cũng nhìn nhau cười. Trong tiếng cười của Hạ Tưởng và hai cán bộ quân đội, phong ba của tỉnh Tương, cũng đang dần hình thành một cơn gió lốc. Gió lốc, trước tiên hình thành ở một nơi mà không ai ngờ tới, đất bằng dậy sóng. Chương 1372, Lĩnh Nam có gió. Sau khi văn phòng thư ký thông qua một số ý kiến đối với việc xử lý vấn đề Thần Đông, hoàn toàn không nhắc đến thảo luận của Ủy ban Thường vụ, cân nhắc xuất phát từ bảo mật, giai đoạn hiện tại không nên công khai, đồng thời quyết định, bước hành động tiếp theo giao toàn quyền cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh phụ trách. Nói cách khác, khi nào giam giữ thẩm vấn thị trưởng và bí thư thành ủy Thần Đông, khi nào phát động hội chiến Thần Đông, đều do lời Hạ Tưởng định. Hai ngày trôi qua, Ủy ban Kỷ luật tỉnh không có chút động tĩnh, bên phía Thần Đông cũng bình thường như vậy, không thấy có gì bất thường, Diệp Thiên Nam lại bị Hạ Tưởng bầy bố, lại hối hận đồng ý bắt đầu hội chiến Thần Đông, cũng không lén thông báo cho bên Thần Đông, quy tắc bảo mật và tu luyện cơ bản của cán bộ lãnh đạo, y phải duy trì và tuân thủ. Hơn nữa lúc này Diệp Thiên Nam cũng không rảnh để ý đến một thành phố Thần Đông nhỏ bé, tuy y đã trải qua một lần thất bại to lớn, bị Hạ Tưởng thình lình ra tay kích động mạnh suýt nữa đập bàn chửi mẹ nó, nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hơn nữa lại thuận theo tình hình, phân tích thời cuộc, lại đưa ra một loạt bố trí nghiên cứu sách lược đối phó. Diệp Thiên Nam là Diệp Thiên Nam, bản thân y đã trải qua trăm trận chiến, không thể bị Hạ Tưởng một lần tình cờ đánh bại được, càng không thể nhận thua. Bởi vì y không chỉ phải giải quyết tất cả vấn đề còn sót lại của tỉnh Tương, mà còn phải thoải mái lên Bắc, đến tỉnh Yến nhậm chức chủ tịch tỉnh. Ai cũng không thể ngăn cản được bước chân tới và lòng tin chiến thắng của y. Một ngày trước khi Hạ Tưởng tiễn Đỗ Chí An, Diệp Thiên Nam đã hoàn thành bố cục tại Tương Giang, bay đến Bắc Kinh. Chỉ một chuyện nhậm chức chủ tịch tỉnh Yến mà lần đầu tiên chạy vào Bắc Kinh. Đồng thời cũng muốn gặp mặt cấp cao ở Bắc Kinh, chạy khắp nơi tranh thủ có được thêm nhiều sự ủng hộ. Mà chính vào ngày thứ hai Diệp Thiên Nam vào Bắc Kinh, Hạ Tưởng nhận được điện thoại Ủy ban Kỷ luật Trung ương, yêu cầu Hạ Tưởng lập tức vào Bắc Kinh tham gia một hội nghị quan trọng, cũng nhắc đi nhắc lại rằng hội nghị bắt buộc phải có sự tham gia của các nhân vật đứng đầu. Điệu hổ ly sơn ư, vào lúc hội chiến Thần Đông sắp sửa nổ ra, lại điều người đứng đầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh đi, dụng ý quá rõ ràng rồi. Sau khi Trịnh Thịnh biết được tin tức cũng rất tức giận. Thậm chí còn đề xuất lấy danh nghĩa tỉnh ủy đề nghị với Ủy ban Kỷ luật Trung ương cho Thương Giang đi thay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại khéo léo cảm ơn ý tốt của Trịnh Thịnh, rồi nói hắn muốn tự mình đi Bắc Kinh. Bí thư Trịnh không cần lo lắng, hội chiến Thần Đông đã chuẩn bị sẵn sàng, tối nay chính thức phát động, chi tiết cụ thể do một tay đồng chí Lý Tòng Đông phụ trách. Đồng chí Thương Giang hiện tại đang chủ trì công tác hàng ngày, các công việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều gọn gàng ngăn nắp. Sẽ không xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Hạ Tưởng tự tin cười. Tôi cũng đang muốn đi Bắc Kinh báo cáo với Ủy ban Kỷ luật Trung ương vài vụ lớn của tỉnh Tương. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tự tin và bình tĩnh của Hạ Tưởng, những bực bội trong lòng Trịnh Thịnh bỗng chốc bình ổn. Ông ta cũng biết, việc gây khó dễ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và việc Diệp Thiên Nam vào Bắc Kinh không phải không có liên quan. Nhưng ông cũng chẳng có cách nào. Ông không ảnh hưởng được đến quyết định của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Thậm chí bí thư tỉnh ủy quả là một nhân vật đứng đầu, nhưng cũng có nhiều chuyện không thể theo như ý mình muốn. Chỉ có điều Hạ Tưởng dường như quá mức bình tĩnh, ông cho rằng ngay khi hội nghị vừa kết thúc, Hạ Tưởng sẽ lập tức vội vã làm cho Thần Đông long trời lở đất, không nghĩ hai ngày đã qua rồi, một chút động tĩnh cũng không có, thật đúng là biết kiềm chế. Trịnh Thịnh mấy lần muốn hỏi Hạ Tưởng, Ủy ban Kỷ luật rốt cuộc sắp xếp bước tiếp theo như thế nào, cũng mấy lần kiềm lại. Ông không muốn thể hiện sự vội vàng của mình trước mắt Hạ Tưởng. Nếu không, nói không chừng sẽ làm Hạ Tưởng cho rằng ông thân làm bí thư tỉnh ủy mà cũng quá thiếu kiên nhẫn. Nhưng nói thật lòng, Trịnh Thịnh thật đúng là hơi thiếu kiên nhẫn, ông ta đến tỉnh Tương mấy năm rồi, hội chiến Thần Đông là trận đánh ác liệt quy mô lớn đầu tiên mà ông đối mặt, ông ta thật sự cũng có nóng vội. Nói theo hướng cá nhân, hội chiến Thần Đông là cuộc chiến để ổng thu quyền, là trận đầu tiên. Việc thắng bại sẽ liên quan đến đại kế tỉnh Tương sau này. Diệp Thiên Nam tuy có hy vọng điều nhiệm đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Yến, nhưng ngày nào lệnh điều động còn chưa xuống thì ngày đó vẫn không thể thoải mái. Những chuyện quan trường, sóng gió bất định, trước khi có công văn xuống thì lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn. Nói theo hướng lớn, cũng là liên quan đến chiến tích của ông ta ở tỉnh Tương. Nếu hội chiến Thần Đông thuận lợi,
tiếp theo đó sẽ thừa lúc đang nóng cứng rắn lật đổ Hoài Dương, hai cuộc đại chiến sẽ viết ra những nét đậm lên trang đương chức bí thư tỉnh ủy của ông ta, sẽ làm uy danh của ông tăng lên, làm cơ sở kiên cố cho nhiệm kỳ mới ở cục chính trị 2 năm sau. Hạ Tường đã tỏ vẻ chắc chắn như vậy, ông ta cũng không tiện hỏi thêm quá nhiều, đợi sau khi Hạ Tường đi, trong lòng ông đột nhiên nảy sinh một nghi vấn không nhỏ, thực ra, Hội nghị Ủy ban Kỷ luật Trung ương tuy nhắc đi nhắc lại yêu cầu người đứng đầu tham gia, nhưng cũng chẳng có mấy tỉnh nghiêm túc chấp hành, rất nhiều nơi đều là người phó đi họp, Hạ Tường lại vào lúc quan trọng như thế này nhất mực nghe lời đi Ủy ban Kỷ luật Trung ương họp, là thực sự chứng tỏ xem trọng cuộc họp Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hay còn mục đích khác. Hoặc nói, có liên quan gián tiếp đến việc Diệp Thiên Nam vào Bắc Kinh. Trịnh Thịnh thật sự đoán đúng một nửa. Hạ Tường đã định sẵn buổi chiều trước lúc bay sẽ chào tạm biệt Tào Thù Lê, và điện thoại cho Liên Nhược Hạm, Vệ Tân. Sau khi Liên Nhược Hạm và Vệ Tân đến Tương Giang, đúng như Hạ Tường lo lắng, đã thật sự vào ở trong biệt thự của Cổ Ngọc. Vốn dĩ biệt thự của Cổ Ngọc ở tiểu khu Tương Giang, Liên Nhược Hạm lại cố tình đùa dai, đặt tên biệt thự của Cổ Ngọc là Nam Cung, ý là Hành Cung Giang Nam. Hàng chữ vừa nói ra, hàm ý phong phú, Hạ Tường liền giả vờ không nghe thấy. Vừa không giải thích, lại không để ý tới, tóm lại là giống như lợn chết không sợ nước sôi, Liên Nhược Hạm cũng chỉ biết thở dài hết cách với hắn. Nhưng Hạ Tường tạm thời không dám đi Nam Cung nữa, cừ thật. Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thời, Vệ Tân, thêm vào một Lý Thấm, 5 người ở một chỗ thật quá ồn ào, làm người khác hết hồn. Nhưng cũng tốt, Tào Thù Lê cũng không đi Nam Cung, chỉ ở trong nhà, làm hết trách nhiệm của một người vợ, hầu hạ Hạ Tường đàng hoàng. Hạ Tường cũng hiểu suy nghĩ của cô, mắt không thấy, lòng không phiền là một mặt, mặt khác, cô bây giờ suy cho cùng là vợ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phải chú trọng hình tượng, không thể tùy tiện tụ tập với người khác nữa, bởi vì nhất cử nhất động có thể sẽ bị những kẻ có ý đồ khác để ý. Nhưng vì có việc phải dặn dò nên trước khi lên máy bay, Hạ Tường vẫn phải dặn dò kỹ lưỡng Liên Nhược Hàm, đương nhiên là việc có liên quan đến vấn đề 10 tỷ. Đại khái nói xong, thời gian không kịp nữa. Hạ Tường bèn bay khỏi Tương Giang. Lần đi thủ đô này, Hạ Tường có 3 chuyện phải làm, nhưng trước lúc hắn rời khỏi Bắc Kinh thì mồi lửa ở Tương Giang đã nhen nhóm, gió lốc đang nổi lên bên trong. Tỉnh Lĩnh Nam là tỉnh kinh tế lớn nhất trong nước, vì nguyên nhân duyên hải nên kinh tế phát đạt, vì vậy mà buôn lậu lộng hành. Không ngừng cấm buôn lậu trên biển, không phải không đủ lực, mà là vùng biển quá rộng lớn, không thể mỗi giờ mỗi khắc đều có thể canh phòng nghiêm ngặt mỗi chỗ trên mặt biển. Đương nhiên, ngoài những lý do trên ra, vẫn còn rất nhiều buôn lậu lộ liễu, chính là buôn lậu mà quân đội cấp cao hoặc địa phương ngầm đồng ý, dưới hình thức kinh tế hiện tại chiếm hơn một nửa toàn bộ các vụ án buôn lậu. Cấp cao của địa phương còn hơi dễ nói, có lúc vì nguyên nhân đấu tranh chính trị, cũng có khả năng bị bắt bất cứ lúc nào. Có nhiều thuyền buôn lậu khi nào đến, trên thuyền đại khái có những hàng gì, về cơ bản cục chống buôn lậu đều được biết trước, chặn hay không chặn, kiểm tra hay không kiểm tra. Không phụ thuộc vào giá trị hàng trên thuyền bao nhiêu, mà phụ thuộc vào việc ai là chủ thuyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối với buôn lậu thường dân bình thường, sách lược của cục chống buôn lậu sẽ là kiểm tra một nửa thả một nửa, kỳ thực cũng giống như thả, để cho người buôn lậu cho rằng có cách lách được, mới có thể trước sau có người kế tục mà mạo hiểm như vậy. Cũng chính vì công lao động không ngừng nghỉ của họ, mới tạo ra nguồn thuế lớn lao cho quốc gia. Cũng mang lại thu hoạch khá khẩm cho nhân viên cục chống buôn lậu. Kiểm tra một thuyền buôn lậu chắc chắc sẽ giữ lại một phần hàng, nói là đút túi thì hơi khó nghe một chút. Nói là hao tổn bình thường thì có thể che đậy được, suy cho cùng cảnh sát chống buôn lậu mạo hiểm chặn thuyền buôn lậu, thì cũng nên thu được gì đó. Hôm nay nhận được tin, tối nay sẽ có một thuyền buôn lậu cập bến, theo phân tích của tình báo, trên thuyền buôn lậu xe hơi, giá trị mấy hàng chục triệu nhân dân tệ. Đội chống buôn lậu chỉnh đốn chờ xuất phát, đến tối sẽ ra biển đi tuần. Tới địa điểm chỉ định ôm cây đợi thỏ. Đến khoảng 9 giờ tối, vẫn không có động tĩnh gì, lẽ nào tình báo nhầm. Đang lúc người đội chống buôn lậu cho rằng tối nay vồ hụt thì trên mặt biển vang tới tiếng gầm rú của cano. Người có kinh nghiệm dày dặn của đội chống buôn lậu, đội trưởng Lộ Văn Phi nghe thấy tiếng động cơ của cano không đúng, nhìn ra xa trong màn đêm, thân tàu khổng lồ. Ngập nước rất sâu, rõ ràng trọng tải vượt xa thuyền dân dụng. Tuy con thuyền rõ ràng đã được cải trang, nhưng trong lòng y vẫn trầm xuống, nghi ngờ tình báo bị nhầm, bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán của y, hàng buôn lậu trên chiếc thuyền buôn lậu ở trước mắt không phải là xe hơi.
Làm sao bây giờ? Lộ Văn Phi hơi do dự, nhưng nhận được mệnh lệnh là phải toàn lực ngăn chặn, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, y liền hạ quyết tâm trong nháy mắt, mệnh lệnh cho thuyền chống buôn lậu tăng tốc thẳng tiến, ngăn chặn thuyền buôn lậu. Mấy chiếc thuyền chống buôn lậu bật đèn sáng trưng, vô số cảnh sát chống buôn lậu vác súng lên đạn, bao vây lấy thuyền buôn lậu. Điều kỳ lạ là, chiếc thuyền buôn lậu không chút hoang mang, không hề có ý muốn thoát chạy, ngược lại dừng thuyền lại, một người bên trong bước ra, chắp tay đứng trên mũi thuyền, cười nhạt một tiếng rồi nói với Lộ Văn Phi. Đội trưởng Lộ, anh kiểm tra sai thuyền rồi, đồ trên thuyền, không phải một tên đội trưởng nhỏ bé như anh là có thể kiểm tra được. Lai lịch không nhỏ, đến tẩy của y cũng biết, Lộ Văn Phi mặc kệ điều này, yêu cầu đối phương chấp nhận lên tàu kiểm tra. Đối phương cũng không phản đối, mở khoang tàu ra. Lộ Văn Phi dẫn một cảnh sát chống buôn lậu lên thuyền, đặt chân xuống y mới thấy rõ tướng mạo vốn có của con thuyền trước mắt, lập tức trong lòng kinh hãi, là tình báo sai hay là có người cố ý làm khó y, bởi vì, con thuyền dưới chân là một con thuyền quân hạm. Buôn lậu của quân đội, địa phương không thể nói là không có quyền can thiệp, cũng phân thời điểm, phân trường hợp, phân thời cơ, nhưng có một nguyên tắc, chính là có thể không đụng vào thì đừng đụng. Bởi vì đứng đằng sau buôn lậu quân đội là một tay lớn. Không phải một đội trưởng chống buôn lậu nhỏ bé như y là có thể đụng tới. Càng làm cho Lộ Văn Phi khiếp sợ chính là, báo cáo sau khi kiểm tra, trên thuyền buôn lậu toàn là dầu mỏ, đầy một thuyền dầu mỏ. Trước hết mặc kệ giá trị bao nhiêu, quân hạm, buôn lậu, dầu mỏ, đều là chân tướng mà với cấp bậc của y, thì không đủ tư cách chạm đến, liên tưởng đến sự sai sót của tin báo. Ý nghĩ đầu tiên của Lộ Văn Phi chính là, lẽ nào lại là một âm mưu, bị người khác cho làm súng. Lộ Văn Phi không hề biết, hôm nay y chặn thuyền buôn lậu dầu mỏ của quân đội, nhìn thì có vẻ việc không hề lớn, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến thời cuộc, xa thì đến thế cục quân khu tỉnh Tương ở tỉnh Tương, thậm chí đến thế cục tỉnh Tương, nếu suy luận sâu xa, so sánh lực lượng với hội đàm chính trị trong nước từ nay về sau, đều có tác dụng như lửa cháy thêm dầu. Chương 1373, gió thổi hướng Bắc. Lộ Văn Phi hơi chần chừ, đối phương cười nhạt nói. Đội trưởng Lộ, nhấc nhấc tay, mặt mọi người đều dễ coi. Nếu làm cho lớn chuyện, cái chức đội trưởng này của anh cũng xong luôn, nói không chừng còn phải liên lụy đến cục trưởng của các anh. Giọng điệu rất lớn, thái độ rất kiêu ngạo. Lộ Văn Phi lại không nổi cáu được, tuy đối phương không mặc quân trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một quân nhân. Hơn nữa phỏng chừng cấp bậc cũng không thấp. Đối phương có sự ngạo mạn và mạnh mẽ của tư bản. Lộ Văn Phi liền rất khách sáo nói. Xin đợi một chút, tôi xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Đối phương không nói gì, tỏ thái độ lạnh lùng muốn làm gì cũng được. Lộ Văn Phi liền gọi điện cho cấp trên, nói rõ ràng tình hình. Lãnh đạo nghe xong, biết sự việc quan trọng, liền bảo Lộ Văn Phi giữ bình tĩnh cái đã, không được để xảy ra bất kỳ xung đột nào. Gã phải báo lên trên nữa. Khoảng chừng sau 10 phút, điện thoại của lãnh đạo rốt cuộc cũng đến. Đã xin chỉ thị, mệnh lệnh như sau, tạm giữ thuyền buôn lậu, đợi quân khu Dương Thành tiếp quản. Lộ Văn Phi biết, sự việc làm lớn, liên can đến đấu đá cấp cao. Thần tiên đánh nhau, người phàm như y cũng bị vạ lây, thật là bất hạnh. Nhưng thân làm cảnh sát, thiên chức là phục tùng mệnh lệnh. Lộ Văn Phi trầm mặt xuống, nói với đối phương. Xin lỗi, nhận được mệnh lệnh, tạm thời chúng tôi tiếp quản thuyền của các anh. Đối phương mặt đổi sắc ngay. Anh dám? Chẳng có gì là không dám, không nghe mệnh lệnh, y không có đường lùi, phục tùng mệnh lệnh, có thể sau này phải làm người chịu tội thay, nhưng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh trước đã. Bắt lại. Lộ Văn Phi gào to một tiếng, bước lên trước một bước, tự mình khống chế đối phương. Đối phương hoặc là không có gì để lo. Biết sẽ có người ra mặt giải vây, hoặc là tự biết đối lý, suy cho cùng là buôn lậu, dù sao chăng nữa, mặc kệ là lọ ai nào, anh ta không có phản kháng mà bó tay chịu trói. Cảnh sát chống buôn lậu nhanh chóng kiểm soát cục diện, đợi kiểm tra khoang thuyền phía dưới mới phát hiện, hóa ra phía dưới có mười mấy khẩu súng, còn có mười mấy tay lính, không khỏi thở ra, may mà đối phương không phản kháng, nếu không, nói không chừng hôm nay đã bỏ mạng ở đây rồi. Mỗi năm đều có vô số cảnh sát chống buôn lậu chết trên biển, bởi vì trong số buôn lậu không thiếu kẻ liều mạng, những việc cận kề cái chết nhiều đến quen mắt. Hôm nay, không, tối nay, xem như mạng lớn. Cảnh sát chống buôn lậu gặp may mắn,
nhưng đối với bí thư thành ủy Thần Đông Tống Song Thành và thị trưởng Liễu Bách Bình mà nói thì không phải là gặp may, mà là gặp xui xẻo lớn. Vấn đề Thần Đông tồn tại đã lâu, cũng sớm có người nhận định tỉnh ủy sớm muộn cũng sẽ đem Thần Đông đi mổ xẻ, nhưng một năm qua, hai năm qua, bí thư Tống Song Thành và thị trưởng Liễu Bách Bình vẫn cứ ở vị trí nhân vật số 1 số 2 như vậy, vững chắc bất động, như mặt trời ban trưa. Không ít kẻ chính trực cảm thấy thất vọng với việc hai hung thần trắng đen vẫn có thể tiếp tục làm sằng làm bậy ở Thần Đông. Thậm chí sau khi Tất Bằng và Cố Thế Kỳ bị ủy ban kỷ luật tỉnh lôi xuống, một gã phó thị trưởng thường trực và một gã phó bí thư thành ủy cùng nối tiếp nhau xa lưới, thân làm nhân vật số 1 số 2 như Tống Song Thành và Liễu Bách Bình lại không một chút liên quan trách nhiệm. Không ít người có hiểu biết đều cho rằng, tỉnh ủy nên lật đổ Tống Song Thành và Liễu Bách Bình được rồi đấy. Ai ngờ đợi mấy tháng, Tống Song Thành và Liễu Bách Bình vẫn cứ tỏa sáng rực rỡ ở Thần Đông, trên TV đưa tin, truyền thông tuyên truyền, mở đủ các cuộc họp, các công trình lớn của Thần Đông đều có bóng hai tên xuất hiện, đắc ý như gió xuân, hào quang không giảm. Khi nào kẻ mặt đen như mực, tim đen như thép Tống Song Thành mới bị rớt đài, mới làm Thần Đông trở lại sáng sủa. Khi nào kẻ mặt trắng như phấn, tim độc như dao Liễu Bách Bình mới có thể cút đi. Mới làm dân chúng Thần Đông không chịu sự ức hiếp của kẻ thích đao to búa lớn Liễu Bách Bình. Bởi vì Tống Song Thành da đen, làm việc thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ lại bài trừ khắp nơi, nên bị mọi người âm thầm đặt là hung thần đen. Còn Liễu Bách Bình da trắng, gặp người đa phần đều cười, nhưng lại nham hiểm, ăn tươi nuốt sống, nhận tiền mà không làm, hơn nữa hàng năm gây sức ép xây dựng thành phố Thần Đông, hàng năm đào đường, khâu khâu vá vá, làm dân chúng khổ sở. Đang không biết con đường nào đã bị kẹt xe, nên dân gọi là hung thần trắng. Hai tên hung thần đen trắng lại phối hợp rất ăn ý khi làm việc, rất ít khi có mâu thuẫn có chia rẽ như các bí thư và thị trưởng khác, hai tên kẻ trước đài, kẻ sau đài, phân định rạch ròi, làm kinh doanh Thần Đông chật như nêm cối, hoàn toàn nắm giữ đại cục Thần Đông, ủy viên thường vụ bên dưới, trừ phi cúng cho hai tên, nếu không mặc kệ là phân công quản lý chỗ nào, cũng đều rất khó triển khai công việc. Vậy nên, việc Tất Bằng xa lưới, đều cho rằng sẽ kéo theo Liễu Bách Bình, kết quả lại không. Sau đó Cố Thế Kỳ xa lưới, lại cho rằng có thể liên lụy đến Tống Song Thành, kết quả vẫn không. Thế là những tri thức và dân chúng Thần Đông đều thất vọng, chim quạ trong thiên hạ thường đen, từ xưa quan lại đều thường bao che nhau, ở đâu trong thiên hạ có chính nghĩa có thể nói. Bởi vì tỉnh ủy lâu lắm không hề động tĩnh. Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không truyền ra bất kỳ bước tiến nào về việc thẩm tra xử lý vụ án Tất Bằng và Cố Thế Kỳ, dần ra, đến cả Tống Song Thành và Liễu Bách Bình lúc đầu còn lo lắng đề phòng một thời gian cũng đã thôi cảnh giác, cũng cho rằng tỉnh ủy sẽ không làm gì với họ, suy cho cùng bọn họ cũng là cán bộ cấp sở thâm niên lớn rồi. Quan trọng nhất là, bọn họ là người mà Diệp Thiên Nam một tay đề bạt. Phó Bí Thư Diệp còn ở tỉnh ủy một ngày, thì địa vị của bọn họ vẫn cứ vững như bàn thạch, ai cũng không động nổi. Hạ Tưởng cái gì, Trịnh Thịnh cái gì, đều là phù vân, chơi thủ đoạn cơ hội hay đấu trí, ai cũng không sánh được với Phó Bí Thư Diệp. Huống hồ Phó Bí Thư Diệp sắp sửa thăng chức chủ tịch tỉnh, tiền đồ vô lượng, đừng nói một Hạ Tưởng nhỏ bé, như Trịnh Thịnh cũng phải nhường nhịn ba phần. Tống Song Thành và Liễu Bách Bình hơi kiềm chế một khoảng thời gian, liền trở về thói cũ, nhận định đã không còn lo lắng rồi. Chẳng những tiếp tục bài trừ ở Thần Đông, trắng trợn vơ vét hai lợi ích quan trọng kinh tế chính trị, lại còn muốn nhúng tay vào vấn đề chọn người kế nhiệm chức phó thị trưởng thường trực và phó bí thư. Hai người hợp kế, trừ phi là ứng cử viên được Phó Bí Thư Diệp gật đầu, nếu không, mặc kệ là ai đề cử, chỉ cần Phó Bí Thư Diệp phản đối, bọn họ sẽ đại diện chính quyền thị ủy Thần Đông liên kết chống lại. Bí thư và thị trưởng kiên quyết không đồng ý một vị trí bổ nhiệm nào đó, tỉnh ủy cũng rất khó xử. Bình thường thì trong tình huống này sẽ nhượng bộ, bởi vì công việc của một thành phố vẫn là lấy bí thư và thị trưởng làm chính, cứ cưỡng ép bổ nhiệm, công việc sẽ không thể triển khai, cũng sẽ phiền phức. Một thành phố nào đó của tỉnh Lĩnh Nam cũng đã từng xảy ra sự việc kiểu vậy, bởi vì thành ủy kiên quyết phản đối, cuối cùng tỉnh ủy đành thu hồi bổ nhiệm. Hôm nay sau khi tan tầm, Tống Song Thành và Liễu Bách Bình gặp mặt, rồi mỗi người tự đi tiếp khách. Tống Song Thành đi tiệc cùng thương nhân Hồng Kông. Còn Liễu Bách Bình phải đi thân mật cùng người tình. Sở thích của Liễu Bách Bình, Tống Song Thành biết rất rõ. Liễu Bách Bình năm nay 52 tuổi, thân thể giữ gìn cũng không tồi, nghe nói năng lực ở phương diện gì đó rất mạnh, từ việc y tìm người tình chỉ tìm sinh viên 18 tuổi trở lên là có thể rút ra kết luận, Liễu Bách Bình thật là kẻ háo sắc.
Nghe nói Liễu Bách Bình có 77 tình nhân, y còn làm riêng một bảng biểu cho các tình nhân, dùng môn thống kê và cách quản lý khoa học để quản lý số đông các tình nhân, ai đang kỳ thuận tiện, ai đang ở kỳ không tiện, ai thích tư thế gì, ai ghét tư thế gì, toàn bộ đều quản lý rõ ràng đàng hoàng, làm người khác thán phục. Tuy nhiên Tống Song Thành cũng chỉ là nghe nói, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy phần mềm quản lý của Liễu Bách Bình, nhưng ý chí mạnh mẽ muốn có đủ 100 tình nhân trong đời thì y đã nghe tận tai rồi. Tống Song Thành tuy chế giễu sự theo đuổi cả đời của Liễu Bách Bình, nhưng mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, không thể miễn cưỡng, gã thân làm bí thư thành ủy, chỉ huy chính là tư tưởng, dẫn dắt chính là bộ óc, không phải đến nửa thân dưới của người khác cũng đòi quản được. Bởi vậy, chỉ cười cho qua chuyện. Cùng thương nhân Hồng Kông ăn cơm xong, thời gian còn sớm, theo lệ thì vẫn còn tiết mục. Trong tiết mục, một cô gái tên là Trái Táo nhỏ đã khiến gã động lòng. Cô gái mặt tròn, dáng người không tồi, nhất là khuôn mặt đặc biệt có cảm giác vui vẻ, thật giống một quả táo đỏ, làm người khác không nhịn được muốn cắn một miếng. Nhưng ngẫm nghĩ rồi vẫn phải nhịn lại, gã là bí thư thành ủy, không phải người bình thường, vì phụ nữ mà để lỡ tiền đồ trước mắt là chuyện thường thấy, vẫn không được vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Sau khi kết thúc chương trình, thương nhân Hồng Kông còn có chương trình khác càng đặc sắc hơn, gã liền chắp tay cáo biệt. Bên ngoài bị gió nóng thổi, đột nhiên tỉnh táo hơn nhiều, suy nghĩ lại trở về với thế cục trong tỉnh. Phó Bí Thư Diệp có thể sắp đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Yến rồi. Phó Bí Thư Diệp mà đi, tất cả đường dây của Phó Bí Thư Diệp nhất định phải bện thành một sợi dây thường mới có thể chống lại được Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng. Trịnh Thịnh thì không sợ, Hạ Tưởng trẻ tuổi hùng khí, ra tay vừa chuẩn vừa ác, trời mới biết hắn có nổi điên mà một lần dọn dẹp sạch sẽ Thần Đông hay không. Cũng không thể. Hạ Tưởng là chủ N hiệu ủy ban kỷ luật tỉnh, muốn dùng chiêu với Đường Đường là một bí thư thành ủy như gã, phải thông qua hội nghị công việc bí thư phê chuẩn. Chỉ cần đưa lên hội nghị công việc bí thư thì phải qua cửa Phó Bí Thư Diệp. Cho nên Tống Song Thành vẫn rất tự tin, nhận định địa vị của gã rất vững chắc, bởi vì địa vị Phó Bí Thư Diệp ở tỉnh ủy rất vững, còn có xu thế thăng tiến nữa, sẽ không có ai động được gã. Vừa nghĩ về đầu tư lần này của thương nhân Hồng Kông, gã có thể từ đó thu được không ít, vừa đến cổng tiểu khu gã ở trong khu nhà của một thành ủy cũ, vẫn không chuyển đến khu nhà thành ủy cao cấp vừa khánh thành, cũng là vì chứng tỏ trong sạch. Không có đông lãnh đạo thành ủy ở trong khu nhà thành ủy cũ, bởi vậy, bình thường rất yên tĩnh, hôm nay sao lại có hơi nhiều xe. Dường như có nhiều gương mặt lạ, chuyện gì đây? Tống Song Thành lại chú ý đến nơi mà gã ở, có mấy người đi đi lại lại, dường như đang đợi gì đó. Xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào người ủy ban kỷ luật tới rồi? Tống Song Thành tim đập nhanh hơn, đang muốn bảo tài xế quay đầu xe, không được vào, tài xế lại cười nói. Cục trưởng Lưu cũng kỳ quái, nửa đêm nửa hôm lại chuyển nhà, dường như bảo là bây giờ chuyển thì may mắn. Thật không biết nghĩ như thế nào đây? Tống Song Thành mới nghĩ lại có một chuyện như thế, mới thở phào một cái, nghĩ thầm rằng đều nói bí thư thành ủy uy danh, ai biết được đằng sau cái uy danh đó. Mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng có người của ủy ban kỷ luật từ trên trời rơi xuống mang đi chứ. Đều nói làm quan là ngon, ai hiểu được nỗi khổ trong đó, hai. Sau đó lại cười, bảo rằng không có gì, còn thần hồn nát thần tính, lại nói, ủy ban kỷ luật bắt người, ở đâu có cái lý nửa đêm nửa hôm tới bắt chứ. Tống Song Thành xuống xe, quay lưng thấy xe riêng của mình biến mất trong góc, khoảng chừng chưa được 10 phút, gã vẫn chưa kịp lên lầu, xe riêng lại quay lại. Thư ký xuống xe mở cửa xe, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Bí thư Tống, thành ủy có việc gấp, mời ngài lên xe. Tống Song Thành không nghi ngờ gì, liền bước lên xe. Có hai người ngồi ở ghế sau xe, không quen biết, sắc mặt lạnh lùng như hai ông ôn thần lờ mờ trong chiếc xe. Trong nháy mắt Tống Song Thành đã hóa đá, thật là ngẩng đầu thấy quỷ. Đãi ngộ của Tống Song Thành cũng coi như tốt, nếu gã biết việc Liễu Bách Bình đã bị bắt, gã hẳn là phải thấy may mắn, ít nhất gã còn giữ được thể diện. Chấm, trong một đêm, gió đã thổi về hướng Bắc, từ lĩnh Nam sang tỉnh Tương, lửa đốt cả trại. Chương 1374, một đêm biến đổi, hội chiến Thần Đông. Nếu Liễu Bách Bình được chọn, y thà rằng chọn bị người của Ủy ban kỷ luật bắt đi trước mặt mọi người khi đang làm báo cáo công việc chính quyền ở Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng đỡ thảm hại không thể tưởng như bây giờ, thật mất mặt vô cùng, cả đời y chưa bao giờ khó coi như thế này.
căn cứ gợi ý của phần mềm quản lý của hắn, suy tính theo độ tuổi và chu kỳ sinh lý của đàn bà, hôm nay là ngày âu yếm của băng khiết Liễu Bách Bình không thích cách nói lật bài, càng muốn gọi là âu yếm và nuông chiều. Hơn nữa, y có lý do tin tưởng, mỗi tình nhân của y đều khát vọng được đến ngày âu yếm, bởi y chính là thần của họ, là toàn bộ hạnh phúc của họ. Băng khiết là người nhỏ tuổi nhất trong số tình nhân của Liễu Bách Bình, nhưng sự lẳng lơ của người con gái với tuổi tác lớn nhỏ thật sự không có quan hệ gì, kẻ có kinh nghiệm đàn bà như Liễu Bách Bình đã trải nghiệm một cách sâu sắc trên thân thể băng khiết, nếu một người con gái bẩm sinh lẳng lơ, thì từ khi vỡ lòng cô đã như vậy rồi. Băng khiết chính là bẩm sinh lẳng lơ không nghi ngờ gì nữa. Khi cùng với y, cô vẫn là trinh nữ. Kết quả sau mấy lần, sự hưng phấn và sôi nổi của cô suýt soát như muốn đòi mạng Liễu Bách Bình, cũng khiến Liễu Bách Bình thực sự phấn chấn như hồi xuân. Bởi vậy trước đêm nay, Liễu Bách Bình chuẩn bị ít nhất phải làm 3 lần, y tin rằng hiện tại càng dẻo dai, càng già càng khỏe, càng chí khí ngút trời. Sự thật, giống như y đoán, sau 2 lần, y vẫn dư thừa tinh lực, tin rằng chỉ cần nghỉ ngơi một tiếng, làm thứ 3 có thể thành công viên mãn. Liễu Bách Bình trần truồng ôm băng khiết nói lời tình tứ đàn ông bất kỳ cấp bậc nào, bất kỳ độ tuổi nào, chỉ cần vẫn còn có lòng muốn theo đuổi con gái, thì đều sẽ có ưu điểm giữ những lời ngon tiếng ngọt nói đến chỗ hứng thú, đồng chí Bách Bình lại cảm thấy nhiệt tình dâng cao. Vẫn phương pháp khoa học là hay, thống kê quản lý tình nhân, vừa có thể khiến khi mỗi tình nhân cần y nhất, y đều xuất hiện kịp lúc, lại khiến y có thể giữ đủ sự mới lạ và sức nóng đối với mỗi người tình, mãi mãi ở trạng thái như đêm tân hôn. Mỗi ngày làm chú rể, đêm đêm thay cô dâu, kệ mẹ họ ai là mẹ vợ. Liễu Bách Bình cũng không dễ dàng, người đã qua 50, vì lấy lòng tình nhân, lại có thể vác súng lên ngựa bất cứ lúc nào, thực sự cũng rất làm khó y. Chỉ có điều đang lúc đồng chí Bách Bình ra sức lực oai hùng của hổ dữ tiếp tục bán sức làm tốt công việc, đột nhiên có tiếng sấm nổ vang ngoài cửa sổ, âm thanh rất lớn, dọa cho y run đến mức từ trên giường té ngay xuống đất. Sau đó lại suy ngẫm lại. Không đúng, hôm nay trời nắng, ở đâu ra có sấm? Chắc chắn là có ai nã pháo. Liễu Bách Bình giận tím mặt, nửa đêm nửa hôm đốt pháo cái gì, ý thức thật kém, bây giờ có bao nhiêu người đang vận động, ảnh hưởng người khác sinh hoạt vợ chồng chính là cái tội lớn nhất. Y bước đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ định giống lên vài câu, dạy người nổ pháo phải hiểu đạo đức xã hội, vừa mở cửa sổ lại nghe một tiếng động long trời lở đất. Lần này không phải là pháo, là cửa phòng bị người khác phá. Thực ra, ngay lúc Liễu Bách Bình xuống giường, băng khiết cũng xuống theo, đến sau lưng y, muốn kéo y về, kết quả, cảnh tượng lãng mạn của một đôi nam nữ trần truồng đứng nhìn ra cửa sổ đã mãi mãi ở lại trong mắt những nhân viên ủy ban kỷ luật phá cửa tiến vào. Người của ủy ban kỷ luật cũng coi như gặp nhiều biết nhiều, thấy muôn hình muôn vẻ sắc mặt các quan tham, có người liền té xỉu, có người sụi lơ trên mặt đất, có người ngoan cố đến cùng, đương nhiên, cũng có bắt quan tham đang ngủ trên giường với tình nhân. Nhưng cảnh tuyệt đẹp như trước mắt thì là lần đầu tiên được thấy. Thật đúng là thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Cộng thêm khuôn mặt không biết làm sao của Liễu Bách Bình và băng khiết, chậm rãi quay người lại, vẻ mặt khiếp sợ không hiểu chuyện gì, có thể nói là màn kịch buồn cười nhất, ý vị sâu xa nhất trên đời. Đúng rồi, thực ra đời người là một vở kịch lớn, trên sân khấu thì ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ nghênh ngang. Xuống sân khấu trần truồng, đều xấu như nhau. Chỉ có điều ai cũng không biết cuộc đời mình lúc nào sẽ nói chào cảm ơn, sẽ nói chào cảm ơn với cách nào. Liễu Bách Bình xấu hổ vô cùng, y không ngờ rằng, y lại chào cảm ơn với cách vô cùng mất mặt như thế. Trong một đêm hè rất chi bình thường, một đêm bình thường không có gì đặc biệt trong mắt dân chúng thành phố Thần Đông, điều không ai biết chính là, chỉ trong một đêm, Thần Đông đã biến đổi lớn. Hơn nữa lại là biến đổi triệt để. Ngày hôm sau, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Thần Đông đi làm như thường, rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện, Bí thư Tống Song Thành trước giờ vẫn luôn đến văn phòng đúng giờ, mấy năm qua lần đầu tiên đến muộn. Hơn nữa lại không phải đến muộn bình thường mà lại muộn nguyên cả buổi sáng. Đồng thời, thị trưởng Liễu Bách Bình cũng cả buổi sáng không lộ mặt. Toàn bộ tòa nhà thành ủy tràn ngập trong không khí căng thẳng và lo âu, lẽ nào là tất cả mọi người đều đoán được cái gì đó. Nhưng không ai dám nói ra, chỉ sợ vạ miệng. Mãi đến giữa trưa, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thương Giang, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy Văn Thành Nguyên xuất hiện ở Thành ủy Thần Đông, chủ trì cuộc họp toàn thể cán bộ, tuyên bố quyết định của Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh.
qua phê chuẩn của tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh thẩm tra, bí thư thành ủy Thần Đông Tống Song Thành, thị trưởng Liễu Bách Bình do có khả nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên bị bắt giữ theo luật. Mặt khác tỉnh ủy phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định, đồng chí Hình Diệc Hồng nhậm chức bí thư thành ủy Thần Đông, đồng chí Dư Thiên Tống nhậm chức phó bí thư thành ủy Thần Đông. Sau khi tuyên bố quyết định xong, Thương Giang và Văn Thành Nguyên thay nhau đại diện ủy ban kỷ luật tỉnh và ban tổ chức cán bộ tỉnh phát biểu nói chuyện, yêu cầu cán bộ đảng viên Thần Đông tuân theo đại cục, kiên quyết thực hiện tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy. Đồng thời chỉ ra, đại bộ phận cán bộ đảng viên Thần Đông đều là những cán bộ tốt, kiên quyết nguyên tắc, có tính đảng, cá biệt lãnh đạo muốn bành trướng, tham ô hủ bại, không ảnh hưởng đến lòng tin của tỉnh ủy đối với Thần Đông. Vấn đề Thần Đông, ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ tiếp tục xâm nhập điều tra, bất luận liên can đến ai, đều sẽ kiểm tra đến cùng. Cán bộ đảng viên có vấn đề, không được có tâm lý gặp may, kịp thời tự thú với ủy ban kỷ luật, tranh thủ xử lý khoan hồng. Thời gian cuộc họp không dài, sau khi Hình Diệc Hồng và Dư Thiên Tống phát biểu nói chuyện xong, cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Thương Giang và Văn Thành Viên cũng không ở lại, nhưng chóng quay về Tương Giang. Thế là, trụ sở thành ủy Thần Đông một đêm biến đổi, Hình Diệc Hồng và Dư Thiên Tống chưa từng xuất hiện trong mắt dân chúng Thần Đông đã trở thành nhân vật số 1 số 2 Thần Đông. Tuy nhiên, sự bổ nhiệm của tỉnh ủy vẫn còn để lại cái đuôi, khiến cho người khác đoán giả đoán non. Đầu tiên, cái ghế trống đã lâu phó thị trưởng thường trực của Tất Bằng vẫn còn để trống. Thứ hai, chỗ trống phó bí thư thành ủy của Cố Thế Kỳ vẫn chưa được điền vào. Đương nhiên, người sáng suốt đều rõ sự bổ nhiệm chức phó bí thư thành ủy của Dư Thiên Tống là để mở đường cho vị trí thị trưởng bước tiếp theo. Người càng biết rõ nội tình thì biết Dư Thiên Tống vốn dĩ là phó trưởng ban thư ký ủy ban, sau khi chủ tịch tỉnh phó đến mới nhanh chóng gần gũi với chủ tịch tỉnh phó. Còn Hình Diệc Hồng trước giờ là người trung tuyến với bí thư Trịnh, nói cách khác, đại cục của thành phố Thần Đông đã bị bí thư Trịnh và phó Tiên Phong nắm giữ, vậy kẻ không cam làm người đi sau là phó bí thư Diệp sẽ đi về đâu? Hay là chức vụ để lại vẫn đang có kè mặc cả? Lúc Thương Giang và Văn Thành Viên rời khỏi Thần Đông, cái tin Tống Song Thành và Liễu Bách Bình bị bắt giam đã được truyền đi, phố lớn ngõ nhỏ vang lên tiếng pháo, thậm chí còn có cả tiếng khua chiêng gõ trống chúc mừng. Trong tiếng pháo, Thương Giang và Văn Thành Viên nhìn nhau, trên mặt không biết là ngại ngùng hay là may mắn. Điều làm Diệp Thiên Nam không nghĩ tới chính là, kẻ vẫn luôn yếu đuối và rất ít khi có quyết định nhanh chóng như Trịnh Thịnh, thừa lúc y chạy vào Bắc Kinh, cùng uy lực còn lại khi Hạ Tưởng phát động hội chiến Thần Đông trong đêm, sau khi trời sáng, được tin đã bắt Tống Song Thành và Liễu Bách Bình, mở cuộc họp thường vụ khẩn cấp, định ra ứng cử viên bí thư thành ủy và thị trưởng Thần Đông ngay tại chỗ. Lý do là, thành phố Thần Đông không thể một ngày không có nhân vật số 1 số 2 chủ trì công việc toàn diện. Trịnh Thịnh khí thế dâng cao, trong cuộc họp thường vụ đã vô cùng kiên định lên án hình tượng xấu của Thần Đông, công bố không làm to chuyện, ông ta cũng đã làm xong việc chuẩn bị tiếp nhận câu hỏi của lãnh đạo Trung ương bất kỳ lúc nào. Lòng quyết tâm và sự ra tay đột ngột của Trịnh Thịnh gây sốc cho tất cả mọi người. Đặc biệt là Hồ Định và Dương Hằng Dịch, gần như sốc đến trợn mắt há mồm. Bởi vì bọn họ trước đó không nghe thấy điều gì, cảm giác bỗng chốc cách xa trung tâm chính trị. Diệp Thiên Nam trước đó chắc chắn biết hành động mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh sắp làm, nhưng không hề tiết lộ chút tin tức nào cho bọn họ. Hồ Định và Dương Hằng Dịch nhìn nhau, đều nhìn ra sự bất mãn và khó hiểu trong mắt đối phương. Hồ Định tin, sự khó hiểu của Dương Hằng Dịch giống như của y, vì sao Diệp Thiên Nam không tiết lộ dù chỉ là một chút tin tức. Làm bọn họ không hề hay biết gì thì sẽ lộ rõ quyền uy của gã có phải không? Quá rồi, có hơi quá rồi. Hồ Định không dễ tức giận, hôm nay, lại thực sự có hơi căm tức, đúng là vì sự giấu giếm của Diệp Thiên Nam mới khiến y và Dương Hằng Dịch bị đánh không kịp trở tay, bị động một cách thảm não vô cùng. Dương Hằng Dịch cũng vô cùng bất mãn, cũng không biết phó bí thư Diệp rốt cuộc nghĩ thế nào, giấu người khác còn được, lại giấu giếm y và Hồ Định, rốt cuộc là thế nào? Diệp Thiên Nam rốt cuộc là suy nghĩ thế nào, Hồ Định và Dương Hằng Dịch không kịp suy xét rồi, cuộc họp thường vụ không có Diệp Thiên Nam trấn thủ, đồng thời tình hình lại vắng Hạ Tưởng, cộng với sự ngầm thừa nhận của Phó Tiên Phong, Trịnh Thịnh hoàn toàn nắm giữ nhịp điệu, chẳng những nhất trí biểu quyết thông qua ủng hộ hành động của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mà còn thông qua ứng cử viên bí thư thành ủy và thị trưởng Thần Đông do ban tổ chức cán bộ đề cử. Khi đề cử ứng cử viên lãnh đạo đảng chính chủ yếu Thần Đông, Hồ Định và Dương Hằng Dịch thầm nhìn mắt nhau, bởi vì Diệp Thiên Nam không có, hơn nữa sự việc đột ngột, rốt cuộc là có nên bỏ phiếu tán thành không?
Vấn đề nhân sự trước giờ vẫn là quan trọng nhất, Hồ Định và Dương Hằng Dịch đều rõ Diệp Thiên Nam vẫn luôn nắm quyền nhân sự không buông, mới khiến cho y có địa vị trong tỉnh ủy như hôm nay. Vấn đề là, cho dù bỏ phiếu chống, cũng có thể không làm nên chuyện gì, còn dễ để lại ấn tượng không rõ lý lẽ cho người khác, suy cho cùng Thần Đông xảy ra chuyện lớn rồi. Còn may, ứng cử viên mà ban tổ chức cán bộ đề cử, chỉ có bí thư thành ủy và thị trưởng, không có tiếp tục đề cử khác, làm cho Hồ Định và Dương Hằng Dịch thở phào một cái, cũng không do dự nữa, bỏ phiếu tán thành. Nếu ban tổ chức cán bộ đề cử ứng cử viên khô tất cả các vị trí chống của Thần Đông, sẽ chứng minh bí thư Trịnh và chủ tịch tỉnh phó muốn chia toàn bộ thành quả thắng lợi của Thần Đông, cách ăn uống như vậy khó coi quá. Còn may, chỉ đề cử hai vị trí quan trọng, để lại không ít, chính là vẫn còn để ý đến thể diện Diệp Thiên Nam. Hồ Định và Dương Hằng Dịch không hẹn mà cùng suy nghĩ, uy quyền phó bí thư Diệp vẫn còn, bí thư Trịnh và chủ tịch tỉnh phó đều phải nhượng bộ ba phần. Thực ra hai người đều đoán sai, Trịnh Thịnh không một miếng nuốt cả thành phố Thần Đông, không phải là quan tâm đến cảm giác của Diệp Thiên Nam, mà là để lại một cái bẫy. Chương 1375, có rất nhiều người sẽ không cam tâm. Hội chiến Thần Đông, trước tiên đã làm kinh động đến Trung ương. Đang trong hội nghị ủy ban kỷ luật Trung ương, Hạ Tưởng sau khi liên tiếp nghe được các thông tin từ lĩnh Nam và tỉnh Tương, hắn dương dương tự đắc nhập một ngụm trà gạch dưới tuy không phải là thứ trà hảo hạng gì, nhưng lại thấy ngọt miệng, dư vị lưu lại hồi lâu. Mọi người đều nói lĩnh Nam phong cảnh đẹp, quả thực là không sai. Sự can thiệp của quân khu Dương Thành ắt phải làm kinh động đến thế cục của quân khu tỉnh Tương, theo đó cũng sẽ khiến cho người đứng sau hậu trường nào đó ở Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Chính trị không có việc nhỏ, thuyền buôn lậu dầu mỏ ở quân khu tỉnh Tương, dãi nắng dầm mưa, bao lâu nay vẫn bình an vô sự, phát đạt dưới con mắt của quân khu Dương Thành trước nay vẫn chưa phát hiện ra. Nói đùa à, quân nhân trong quân khu không phải không phát hiện ra mà coi như không thấy mà thôi. Lĩnh Nam là nơi phong cảnh tuyệt đẹp, quân khu Dương Thành là một trong 7 quân khu lớn trong nước, nhưng phong cảnh chẳng ra gì, vì thế có người không cam lòng, mượn cơ hội vơ vét của cải. Chỉ cầu đường tiền tài chứ không cầu con đường làm quan, nói vậy, cấp cao của quân khu Dương Thành cũng biết rõ điều đó, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Mượn vùng đất trù phú của lĩnh Nam, lại có thêm sự bao bọc của quân khu Dương Thành, mấy năm gần đây tự nhiên phát triển nhanh chóng, tiền tài cuồn cuộn đến. Lĩnh Nam nhập, tỉnh tương xuất, phân công hợp tác, có lợi cùng hưởng có họa cùng chia, cũng hạnh phúc viên mãn được nhiều năm nay. Con đường tài lộc vốn rất nghiêm ngặt, không chút nhầm lẫn. Nhưng bởi vì có sự dính dáng đến Diệp Địa Bắc ở tỉnh Tương, cũng vì có thêm sự tham gia của Hạ Tưởng, mà lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng đứt xích này. Một thuyền dầu không đáng bao nhiêu tiền, coi như là tạm giữ, cũng không đáng để một vài người chịu tổn thất nặng, nhưng ý nghĩa tượng trưng trong nó lại rất lớn, nghĩa là phía tỉnh Tương có người cung cấp con đường, ở quân khu Dương Thành có người trấn át áp lực, dưới sự kết hợp của hai bên nên mới xảy ra việc thuyền buôn lậu cải trang thành thuyền dân được. Một thuyền dầu. Nhưng có liên quan đến các cán bộ cấp cao của quân khu Dương Thành, cán bộ cấp cao quân khu tỉnh Tương, còn có nhân vật lớn ở Tương Giang, sự nhiều và rộng trong những nhân vật và sự việc liên quan, hậu quả nghiêm trọng tới mức không phải người bình thường nào cũng tưởng tượng được. Phó chính ủy quân khu Dương Thành Đỗ Tri An có việc bận, Trương Hiểu và Hạ Hồ Viễn của quân khu tỉnh Tương cũng bận rồi, đúng rồi, Trần Pháp Toàn cũng khẳng định là có việc, bận hơn cả là Diệp Địa Bắc. Một số người cho rằng đánh lạc hướng hắn. Giữ lại Bắc Kinh, hắn sẽ không thể phát động hội chiến Thần Đông ở tỉnh Tương được, không thể cùng một lúc ra tay ở hai nơi được nữa. Ha ha, vẫn là quá đánh giá thấp khả năng của hắn, hoặc nói một cách chính xác hơn là đánh giá thấp sức mạnh của những người phụ nữ của hắn. Nếu nói công lao việc thúc đẩy giữ lại con thuyền chở dầu buôn lậu một nửa là của Cổ Ngọc, vì lời giới thiệu của Cổ Ngọc mới khiến hắn và Đỗ Tri An vừa quen đã thân, mới có thể hợp gu với Hạ Bạc Viễn. Hơn nữa còn thành công trong việc thúc tiến quan hệ giữa Hạ Bạc Viễn và Trương Hiểu, mới có thể bày ra một vở kịch hay. Như vậy, khiến một kẻ chuẩn bị chuyển tiền để sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể trốn ra nước ngoài như Diệp Địa Bắc, đột nhiên mở to mắt phát hiện dường như có một món làm ăn vô cùng có lợi đang đến với gã, nhưng khiến gã lập tức thay đổi ý kiến quyết định tạm thời ở lại Tương Giang, lại là Lý Thấm. Lý Thấm lấy thân phận là nhà đầu tư, thông qua những con đường thông thường phát ra tin đồn. Trước là tiếp xúc với Dương Diêu Nhi, sau đó qua Dương Diêu Nhi giới thiệu mới có thể làm quen được với Diệp Địa Bắc. Lý Thấm từng đi du học tại Mỹ, cùng với kinh nghiệm làm tài chính tại nước ngoài của cô,
còn cả tính cách nề nếp, thái độ vô cùng nghiêm túc, tất cả những điều đó khiến Diệp Địa Bắc nhận định Lý Thấm là một người kinh doanh đích thực. Mà nhất cử nhất động của Lý Thấm đều lộ vẻ ngạo mạn, có chí khí, càng khiến cho Diệp Địa Bắc nghĩ rằng Lý Thấm có tiền có thế. Quả nhiên, khi Lý Thấm trong lúc vô tình nhắc đến việc mình đang dự định đầu tư một khoản khoảng 1 tỷ vào Tương Giang, khiến Diệp Địa Bắc dường như ngừng thở. Sau đó Lý Thấm mặc nhiên nói là đô la Mỹ, thiếu chút nữa làm cho Diệp Địa Bắc té xỉu. So sánh với Lý Thấm, Diệp Địa Bắc là một ông chủ lớn, hoặc có thể nói là gã nhà giàu mới nổi thì càng phù hợp trực giác cảm giác của Diệp Địa Bắc, bởi vì hạ tưởng rời đi một khoảng thời gian mà không được sử dụng đến, cuối cùng cũng đã được sử dụng đến. Đương nhiên, Diệp Địa Bắc không dễ dàng tin rằng chuyện hay từ trên trời rơi xuống mà bỏ công điều tra bối cảnh của Lý Thấm gạch dưới khẳng định tất cả đều bình thường gạch dưới Lý Thấm có lý lịch trong sạch gạch dưới đợi đến khi Lý Thấm nói là thứ cô muốn chính là những hạng mục có thể nhanh nhìn thấy hiệu quả. Diệp Địa Bắc lại càng yên tâm, hàm xúc mà đưa ra ý kiến rằng dầu mỏ dễ kinh doanh, chỉ cần có nơi tiêu thụ, gã sẽ cung cấp được nguồn hàng không bao giờ cạn kiệt. Qua mấy lần tiếp xúc, gần như đã đạt được ý định, tuy chỉ là ý định, nhưng Lý Thấm một lần đã có ý định điều động 500 triệu đô la Mỹ khiến Diệp Địa Bắc càng thêm tin tưởng. Nếu hoạt động đúng cách thì người đàn bà trước mặt sẽ giúp gã kiếm được một khoản lớn, khiến tiền tài của gã càng tăng nhanh chóng. Không ai có thể từ chối được sự mê hoặc của lợi nhuận, có món lợi nhuận 100% sẽ khiến cho con người xông pha không ngại hiểm nguy, có lợi nhuận 300% thì khiến con người ta điên cuồng. Buôn lậu dầu mỏ chính là món lợi nhuận 300% đó. Lý Thấm giơ một ngón tay ra trước mặt Diệp Địa Bắc, khẽ chu môi. Tôi muốn có 1 triệu dầu, muốn xem qua chất lượng dầu, cũng muốn quan sát một chút con đường của các ông có thông thoáng hay không, sau đó mới quyết định hợp tác một lần. Nếu tất cả đều thuận lợi, thực lực của tôi Diệp Tiên Sinh không cần lo lắng, chỉ cần con đường của Diệp Tiên Sinh không vấn đề gì, vốn của tôi cũng không hề có vấn đề gì cả. Cô cười một cách thản nhiên, lại bổ sung thêm một câu. Xin lỗi, sống ở nước ngoài lâu rồi, quen nói đô la Mỹ. Biểu hiện và tư thái rất tây của Lý Thấm càng khiến cho Diệp Địa Bắc hết sức tín phục. Diệp Địa Bắc không đi nữa, có việc với lợi nhuận như vậy sao gã có thể bỏ qua. Ngay sau đó đã bắt tay vào làm thuyền dầu đầu tiên. Những chi tiết cụ thể hơn, Hạ Tưởng cũng không hoàn toàn nắm rõ, hắn cũng không cần thiết việc gì cũng phải hỏi, điều hắn chỉ cần biết đó là tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Hơn nữa, điều làm hắn hài lòng là, thực sự hắn chưa chắc đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thiên hạ, nhưng hắn thật sự là người đàn ông may mắn nhất. Những người phụ nữ của hắn, quả thật danh bất hư truyền. Cũng không biết bọn họ sau này có còn làm ra chuyện gì lớn nữa hay không. Bây giờ mới chỉ có 2 người là Cổ Ngọc và Lý Thấm ra tay. Hạ Tưởng cười thầm, gác lại tâm tư, màn mở đầu thứ nhất của hội chiến thần đông, coi như đã hài lòng. Thực ra, về lâu dài, hội chiến thần đông thực sự thua xa mức ảnh hưởng của cơn gió lĩnh nam đối với thế cục trong tương lai. Nếu ví hội chiến thần đông như tiếng sấm bất chợt trên đồng bằng, như vậy cơn gió lĩnh nam chính là quả bom ném xuống nước sâu, mức ảnh hưởng của nó trong khoảng thời gian tương đối dài, khiến nội quân nhộn nhạo, tấn công vào lòng một số người. Thế cục ở bước tiếp theo, có lẽ vẫn còn phát triển theo hướng càng lớn càng rộng hơn, bởi vì Diệp Địa Bắc sẽ không cam tâm, lợi nhuận hàng trăm triệu nếu mà bay mất, còn hơn là chết vì đau xác thịt. Tất nhiên gã sẽ phát huy hết sức lực, tổ chức lại lô hàng thứ hai. Trần Pháp Toàn không cam tâm. Một người thuận buồm xuôi gió trong thời gian dài, một lần bị ngược gió sẽ rất khó chấp nhận. Không biết chừng sẽ làm náo động quân khu Dương Thành, chờ sau này tổn thất lớn hơn, náo động đến quân ủy cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thiên Nam sẽ không cam tâm, hội chiến thần đông gã không ra mặt, không thể hiện rõ sức nặng nên có, chưa được chia lợi ích, khẳng định sẽ nghĩ cách để có được phần nên có. Còn một điểm nữa, tại tỉnh Tương, gã vẫn chưa nắm được thứ gã muốn có, trước khi rời đi. Gã không sắp xếp tốt mọi thứ, sao có thể cam lòng? Mặc dù Hạ Tưởng rất hoài nghi, Diệp Thiên Nam có rời khỏi tỉnh Tương để bắt tiến ra tỉnh Yến hay không, thì vẫn chưa có đáp án. Ánh mắt lại rơi thẳng lên người của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Long Gia Thành đang chậm rãi nói chuyện trên đài, trong lòng nghĩ hội nghị quan trọng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương lần này, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh trên cả nước đến tham gia cũng chỉ có hơn chục người đến tham gia. Nói cho cùng hắn cũng đã nể mặt chủ nhiệm Long lắm rồi. Cũng không biết sau khi nghe thông tin lĩnh Nam nổi gió và hội chiến thần đông, chủ nhiệm Long sẽ có tâm trạng ra sao.
Tuy nhiên Hạ Tưởng nhớ đến một lần Long Gia Thành đại diện Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến nói chuyện với hắn, cũng không tránh khỏi hơi đau đầu, bởi vì Long Gia Thành đề xuất, Ủy ban Kỷ luật Trung ương có ý muốn hắn đến đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Ủy ban, đặc biệt muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Hạ Tưởng rất khéo léo nhưng cũng rất kiên quyết từ chối. Trước tiên không nói đến việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm như vậy là muốn điều hắn rời khỏi Tỉnh Tương, không làm trợ thủ cho Trịnh Thịnh nữa, không muốn hắn triển khai cơn lốc chống tham nhũng tại Tỉnh Tương, dụng ý thâm thúy hơn càng khiến người ta căm hận. Sau khi hắn đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh tại địa phương, sau đó có thể thăng nhiệm lên chủ tịch tỉnh, rồi bí thư, còn đường phía trước rộng mở. Mà một khi tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương, thì sẽ hoàn toàn bị hạn chế trong hệ thống của Ủy ban Kỷ luật, đừng nói đến việc vào cục chính trị nữa, đến kinh nghiệm làm chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy đều không có, sau này lên được chức bộ cũng là cao lắm rồi. Chiêu nham hiểm nhất chính là chặn đứng tiền đồ của hắn. Tuy chỉ có ý đồ thăm dò, cũng có khả năng mượn cớ thăm dò phản ứng của Tổng Bí Thư hoặc nhà họ Ngô, nhưng Long Gia Thành đề xuất việc này quá trực diện, vẫn khiến Hạ Tưởng căm tức, vô cùng không vui. Ăn như vậy cũng khó coi quá rồi. Thực ra Hạ Tưởng không hề biết bên trong màn kịch đó, Long Gia Thành không phải ăn quá khó coi, cũng không phải chỉ có một mình phía Long Gia Thành muốn đánh động hắn, phía Thủ tướng cũng đã có ý định điều hắn rời khỏi Tỉnh Tương. Làn sóng lớn hơn đang trong quá trình nung nấu, Hạ Tưởng phải đón một sự việc trọng đại liên quan tới cuộc khảo nghiệm tiền đồ cá nhân. So với bộ mặt nặng nề khó coi của Hạ Tưởng ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, lần này đến Bắc Kinh, Diệp Thiên Nam có thể dùng cụm từ lo lắng hết lòng và thu hoạch bội thu để hình dung. Vừa đến Bắc Kinh, Diệp Thiên Nam đã có một cuộc gặp với Thủ tướng. Sau đó, Thủ tướng lại giới thiệu gã với Long Gia Thành. Diệp Thiên Nam và Long Gia Thành tất nhiên là có quen biết, nhưng đây là lần đầu tiên gã ngồi với Long Gia Thành mà có mặt cả Thủ tướng nữa. Một cuộc gặp rất có ý nghĩa giữa ba bên. Điều làm Diệp Thiên Nam vui hơn là, sau đó Chủ tịch Quốc hội cũng đã tiếp kiến gã. Diệp Thiên Nam tự tin cho rằng, gã để lại ấn tượng tốt với chủ nhiệm Long và Chủ tịch Quốc hội. Sau vụ việc đó, Thủ tướng cũng biểu đạt cách nhìn hàm xúc tương tự như vậy, có nghĩa là, việc bổ nhiệm Chủ tịch tỉnh của gã đã được thừa nhận từ ba vị có trọng lượng trong Thường ủy Cục Chính trị. Diệp Lĩnh Nam gần như cười ra tiếng. Chỉ có điều Diệp Lĩnh Nam mỉm cười quá sớm, gã đã đánh giá thấp thủ đoạn của Hạ Tưởng, cho rằng mọi thứ ở Tỉnh Tương đều bình ổn, cho rằng làm khó mà giữ Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, làn sóng ở Tỉnh Tương không trào lên được, chỉ có chờ sau khi gã trở về, mới có thể bắt đầu giao dịch. Diệp Thiên Nam càng đánh giá thấp hiểu biết về chính trị của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đến Bắc Kinh lần này, không phải chỉ để tham gia hội nghị của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, ngoài việc chỉ huy từ xa hội chiến ở Tỉnh Tương, ở Bắc Kinh, cũng đang âm thầm có tâm địa muốn ngáng chân gã. Hơn nữa còn là từ Nam xuống đến Bắc, từ lĩnh Nam xuống đến Tỉnh Tương, lại từ Tỉnh Tương một đường lên Bắc rồi xuống đến Trung Nam Hải. Chương 1376, tin đồn ở Bắc Kinh. Sau khi tin tức về hội chiến thần Đông lan tới Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương, khắp nơi chấn động. Vận mệnh của cán bộ cấp sở hoàn toàn nắm giữ trong tay tỉnh ủy là thật, nhưng cùng lúc nắm được thị trưởng và bí thư thành ủy cũng là đại sự chấn động cả nước. Điện thoại của Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương liên tiếp gọi đến tỉnh ủy Tỉnh Tương. Nếu nói có một bí thư tỉnh ủy mạnh mẽ, là các quan trong tỉnh tốt phúc, Trịnh Thịnh ở Tỉnh Tương có thể không đủ cứng rắn, nhưng đối với cấp trên thì thừa sức, điện thoại của Trung ương, thong dong ứng đối. Nghi ngờ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì thản nhiên đáp lại. Quan to một tỉnh nếu dũng cảm gánh vác mọi trách nhiệm, cấp trên nhiều lúc sẽ không có cách nào khác. Sức mạnh của Trịnh Thịnh tự nhiên đến từ sự tín nhiệm của Tổng Bí Thư đối với gã, do đó, khi đối diện với sự trách móc của Ủy ban Kỷ luật Trung ương vì phía Tỉnh Tương không kịp thời báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, giọng điệu của gã khách khí nhưng chẳng có mấy phần cung kính. Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng là do suy xét cho đại cục, đang dự định sau khi giải quyết hoàn toàn vấn đề ở Thần Đông, mới báo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ngụ ý là sau khi kết thúc sự việc, Ủy ban Kỷ luật Trung ương thụ lý vụ án là được, trong thời gian xử án tốt nhất là Ủy ban Kỷ luật Trung ương không cần nhúng tay vào. Còn nữa, tình hình cụ thể, chủ nhiệm Hạ đang ở Bắc Kinh, anh ấy sẽ báo cáo xin chỉ thị Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Gác điện thoại từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Trịnh Thịnh cười nhạt một tiếng. Tay với ra quá dài rồi, cẩn thận không thu về được. Tuy nhiên nghĩ lại, cũng lạ, sự việc đã phát sinh rồi,
sao Hạ Tưởng không báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hắn đang tính tuần điều gì? Hạ Tưởng trước khi đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng đã nói trước mặt Trịnh Thịnh là có hai vụ án lớn cần phải báo cáo lên Ủy ban, nhưng sau khi đến lại thay đổi chủ ý, bởi vì hắn vừa đến Bắc Kinh đã nghe thông tin Thủ tướng giới thiệu Diệp Thiên Nam gặp mặt Chủ tịch Quốc hội và Long Gia Thành. Sự cạnh tranh thật sự là không nhỏ, Hạ Tưởng thầm kinh ngạc, cùng lúc đó trong lòng lại có thêm một toan tính khác. Có lúc vươn càng cao, ngã càng đau, đúng thật là chân lý, chỉ có điều tất cả mọi người trong quá trình vươn lên chỉ muốn đạt được đỉnh cao vô tận, không hề nghĩ tới khi rơi xuống sẽ như thế nào. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một chút thông tin không bình thường, bởi vì với cấp bậc của Thủ tướng, với tầng lớp của Long Gia Thành và Chủ tịch Quốc hội, cuộc gặp mặt kể trên hoàn toàn có thể giữ được bí mật, nhưng hắn lại là người biết rõ nội tình trước tiên, không phải là mạng lưới của hắn ở Bắc Kinh là sâu rộng, mà là có người cố ý tung tin đồn. Hạ Tưởng đã nhạy bén ý thức được rằng, có người muốn đỡ Diệp Thiên Nam lên vị trí cao, có người là thể hiện, có người là mượn cơ hội để giành lấy lợi ích chính trị, v.v. Lòng người thật phức tạp, tình hình cũng rất phức tạp, chiều hướng phát triển sự việc lại càng phức tạp hơn. Hắn liền tạm thời gác lại tâm tư, vẫn chưa báo cáo với Long Gia Thành về trọng điểm và triển vọng của công tác chống tham nhũng tại tỉnh Tương. Bởi vì Hạ Tưởng biết rằng, hai sự kiện thuyền buôn lậu và hội chiến thần đông ở lĩnh Nam cùng lúc truyền đến Bắc Kinh, đến tay các thế lực lớn, sẽ tạo ra một loạt các hiệu ứng bùng nổ, có rất nhiều sự việc, sẽ trở thành xuất phát điểm hoàn toàn mới. Những việc trước đây đã đồng ý rồi, hoặc sẽ thay đổi hướng suy nghĩ, thậm chí đổi ý, cho nên, một số người vẫn là không nên vui mừng quá sớm. Chấm, quả không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, Long Gia Thành đã hẹn gặp hắn trước. Đồng chí Hạ Tưởng, đồng chí giải thích thế nào về vụ việc ở Thần Đông? Giọng điệu của Long Gia Thành rất lạnh nhạt, nhạt đến mực người ta không đoán ra được là y đang vui hay tức giận, vừa như là buột miệng hỏi, lại vừa như câu chất vấn đầy vẻ không hài lòng. Người khác có lẽ trước mặt Thường ủy Cục Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sẽ cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy có một áp lực không tên, nhưng Hạ Tưởng thì không, hắn không những không như vậy, mà còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nói vậy, vẫn phải cảm ơn những phong ba bão táp mà hắn đã trải qua ở Tần Đường năm đó, chỉ có những người chính thức trải qua bão táp mới có thể hiểu được niềm vui khi nhìn thấy cầu vồng, đồng thời điều thu được càng nhiều đó là, kẻ thúc đẩy đằng sau trận bão đó hoàn toàn không có sự kính nể. Bởi vì hắn là kẻ thắng, nói một cách khiêm tốn, hình dung ở một góc độ khác, chủ nhiệm Long đang ngồi trước mắt đã từng xuất chiêu với hắn, thất bại rồi, mà còn thất bại một cách hồ đồ. Hắn còn phải sợ gì chứ? Đối phương đã đánh ra quân bài quá thấp trước mặt hắn, gần như không còn con bài nào khác để đánh, ngoài sự tôn trọng đủ để giữ thể diện cho đối phương, quyền uy của Long Gia Thành và uy thế của kẻ bề trên, đối với Hạ Tưởng cũng không đủ sức uy hiếp. Vấn đề Thần Đông tồn tại đã lâu, Ủy ban Kỷ luật tỉnh muốn giải quyết triệt để những phần tử xấu của Thần Đông, chỉ là thời cơ chưa quá chín muồi, bây giờ đúng là đã đến lúc rồi. Hạ Tưởng trả lời qua loa. Lẽ ra vừa đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, tôi đã muốn báo cáo với chủ nhiệm Long, nhưng dường như chủ nhiệm Long luôn không có thời gian, đành phải chờ tới bây giờ. Long Gia Thành tức giận, ý mà Hạ Tưởng ám chỉ đã quá rõ ràng, là gã có thời gian đi gặp Diệp Thiên Nam nhưng lại không có thời gian gặp hắn, cố ý châm biếm gã có phải không? Tuy có tức giận nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, bởi vì điều mà Hạ Tưởng nói là sự thật, hơn nữa, vì thể hiện sự uy nghiêm của mình, sao gã có thể tỏ vẻ thất lễ trước mặt cấp dưới dễ dàng như vậy được? Hơn nữa, nói một cách chính xác, Hạ Tưởng cũng không phải là cấp dưới trực tiếp của gã. Long Gia Thành tuy không rõ dụng ý chính của Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh khi phát động hội chiến Thần Đông, đương nhiên tranh quyền là một mặt, nhưng suy xét lại, một bên phải tranh quyền, tất nhiên một bên phải nhường quyền, trong quá trình tranh nhường quyền như thế, tới cấp phó chủ tịch tỉnh trở lên, không phải là cuộc đấu đá sinh tử nhưng cũng là cuộc đọ sức trên chặng đường công danh phía trước. Thu quyền của ai? Đương nhiên là của Diệp Thiên Nam. Trong lòng Long Gia Thành liền cảm thấy không thoải mái, gã vừa mới ủng hộ Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng liền đánh ra một đòn mạnh tay, cũng may chưa công khai tỏ thái độ, nếu như gã lỡ công khai tỏ thái độ ủng hộ Diệp Thiên Nam rồi, tỉnh Tương lại điều tra ra được Diệp Thiên Nam có quan hệ không thể chối từ được với vấn đề Thần Đông, thì gã sẽ phải làm sao? Hạ Tưởng, quả nhiên làm cho người ta không thể an tâm, ánh mắt Long Gia Thành rất tùy ý đảo qua mặt Hạ Tưởng. Trong lòng cũng biết rõ thái độ của Hạ Tưởng đối với gã cũng rất bình thường, gã cũng không thể hỏi được cụ thể hơn,
huống hồ Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không muốn quá nhúng tay vào việc của Ủy ban Kỷ luật địa phương. Tỉnh Tương có Trịnh Thịnh, chỉ cần Trịnh Thịnh ra mặt thay Hạ Tưởng, gã cũng phải tuân thủ nguyên tắc của trò chơi. Trước mắt công tác chống tham nhũng là một việc quan trọng của Trung ương, được, hội chiến thần đông triển khai rất tốt, phải làm một cơn gió lốc càn quét sạch những thế lực tham nhũng, để cảnh tỉnh tất cả những quan tham. Long Gia Thành liền khẳng định ý nghĩa của hội chiến thần đông, rồi lại nói. Hạ Tưởng, suy nghĩ cẩn thận một chút, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang rất cần một cán bộ có tinh thần đấu tranh với tham nhũng, có khí chất có nhiệt huyết, khi nào suy nghĩ xong rồi, thì nói cho tôi biết. Tôi rất hoan nghênh cậu đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ra khỏi văn phòng Long Gia Thành, Hạ Tưởng thầm lắc đầu, Long Gia Thành cứ một mực muốn điều hắn đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nếu như Hạ quyết tâm làm cho bằng được, thì cũng không phải không có hy vọng. Nếu thật sự đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương rồi, thì tất cả những ước mơ thăng tiến của hắn đều tan thành mây khói. Đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên, không khỏi mỉm cười, có một người quan đang đi tới Diệp Thiên Nam. Đến Bắc Kinh 2 ngày rồi, còn chưa gặp Diệp Thiên Nam lần nào, cũng có chút tiếc nuối. Đương nhiên, Diệp Thiên Nam e rằng không muốn gặp hắn. Diệp Thiên Nam sau khi nghe đến hội chiến thần đông, vẫn chưa có sự hoảng loạn quá lớn, bởi vì hội chiến thần đông hội chiến đang trong quá trình chuẩn bị, sớm muộn cũng sẽ nổ ra, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều hơi khiến người ta chấn động là thì ra Hạ Tưởng không đích thân trấn thủ ở Tương Giang, người còn ở Bắc Kinh mà dám phát động rồi. Có dũng khí và quyết đoán. Sau đó nghe được Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong hoàn toàn nắm trong tay hội nghị thường vụ, sau khi đã định ra người trúng cử vào bí thư thành ủy và thị trưởng thần đông, cuối cùng Diệp Thiên Nam cũng có hút hoảng loạn, điều gã lo lắng nhất không phải là thế mạnh của Trịnh Thịnh mà là kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo Phó Tiên Phong. Vẫn may, khi nghe được chỉ mới xác định được người trúng cử vào bí thư thành ủy và thị trưởng, những vị trí khác còn chưa có danh sách, Diệp Thiên Nam thở phào. Nhận định là Phó Tiên Phong vẫn chưa bỏ đi, Trịnh Thịnh vẫn chưa có thời cơ nuốt gọn thần đông, sự thực cũng gần như chứng minh được sự phỏng đoán của Diệp Thiên Nam, vừa rồi Phó Tiên Phong mới gọi điện thoại đến, hàm xúc mà nói rằng thế cục tiếp theo của thần đông, phải chờ sau khi gã trở về mới lại thảo luận tiếp. Ngụ ý là thỏa thuận giữa gã và Phó Tiên Phong vẫn có hiệu lực như cũ. Phó Tiên Phong là người thông minh, để mà so sánh. Những thứ gã có thể mang lại cho Phó Tiên Phong còn nhiều hơn nhiều so với Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng, vì thế, Phó Tiên Phong vẫn đồng ý đứng về bên gã, hơn nữa đầu cơ trục lợi là thiên tính của Phó Tiên Phong, muốn gã yên phận đúng thật là hy vọng xa vời. Nhưng sau khi nghe xong điện thoại của Phó Tiên Phong, lại có một cuộc gọi khác gọi tới, tin đồn về Lĩnh Nam bây giờ mới được truyền đến tai Diệp Thiên Nam. Sau khi nghe được biến cố tại Lĩnh Nam, Diệp Thiên Nam vừa mới bay lên mây lại bị một chậu nước rửa chân từ trên trời giáng xuống, bởi vì trong nháy mắt gã đã đoán ra được âm mưu cực lớn đằng sau vụ việc, đúng vậy, chính xác là âm mưu. Một thuyền dầu không đáng bao nhiêu tiền, nhưng không phải là vấn đề một chiếc thuyền dầu mà là vấn đề biến cố từ quân khu Dương Thành xuống đến quân khu tỉnh Tương, vốn bình yên vô sự bao lâu nay, đột nhiên lại bị chặn lại, nếu sớm một chút hoặc muộn một chút thì không đáng để Diệp Thiên Nam phải nghĩ ngợi. Nhưng lại đúng đêm hôm trước của hội chiến thần đông, khiến gã ngay lập tức ngửi thấy điều gì bất thường. Hai sự việc xem chừng không có mối quan hệ gì, nhưng sự thật lại có một mối liên hệ khá lớn. Còn như đằng sau biến cố tại Lĩnh Nam có hay không có bóng dáng của Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam tạm thời không dám khẳng định, nhưng gã khá nhạy cảm ý thức được rằng, nếu biến cố ở Lĩnh Nam mà xử lý không tốt, dẫn tới hàng loạt mắt xích liên quan. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới bước mấu chốt trong việc đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Yến của gã. Muốn tới cánh cửa của cấp tỉnh, không có sự ủng hộ của bên quân đội thì đừng nghĩ có thể đứng vững được. Diệp Thiên Nam liền quyết định báo cáo ngay với Long Gia Thành về hội chiến thần đông, một là biểu thị thái độ, thể hiện thiện ý và tin tưởng của gã với Long Gia Thành, hai là mượn cớ thăm dò ý tứ của Long Gia Thành, bởi vì người đứng sau Long Gia Thành, đến nay vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong quân sự. Nhưng người đó đã không xuất đầu lộ diện, tất cả mọi việc đều có một vài người đại diện phát ngôn trên bục phát biểu sự tồn tại của quyền uy, Long Gia Thành là một trong những người như thế. Biến cố ở Lĩnh Nam, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến bước kế tiếp của Diệp Thiên Nam, gã không vội mới là lạ. Không ngờ tới là gặp Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam vẫn tỏ vẻ thong thả, chủ động bắt tay Hạ Tưởng, hỏi han một cách thân thiết. Bao giờ về, xem chúng ta có cùng đi trên một chuyến bay được hay không? Hạ Tưởng vẫn muốn ở lại Bắc Kinh ít nhất là 2 ngày nữa,
bởi vì hắn đã hẹn gặp Cổ Thu Thật và Ngô Tài Dương. Gặp Cổ Thu Thật là muốn tặng gã món quà lớn, còn gặp Ngô Tài Dương là muốn làm một sợi dây thừng lớn, tặng cho Diệp Thiên Nam. Chương 1377, giai đoạn 2 của ván thứ 2. Cùng lúc Hạ Tưởng gặp mặt Cổ Thu Thật, hội chiến Thần Đông ở tỉnh Tương chính thức đi vào giai đoạn thứ 2. Bí thư Thành ủy Thần Đông và thị trưởng cùng bị bắt, gây ra một chấn động lớn trong chốn quan trường, Thần Đông trên dưới đều hoảng loạn, người người bất an, mặc dù tỉnh ủy đã bổ nhiệm bí thư Thành ủy và thị trưởng mới, nhưng những người bên dưới trong lòng hiểu rõ, bây giờ ở Thần Đông từ bí thư Thành ủy, thị trưởng đến phó bí thư Thành ủy, phó thị trưởng thường trực, đã có 4 nhân vật có trọng lượng bị rất ngựa, xem chừng, tỉnh ủy quyết tâm trấn áp Thần Đông. Các quan viên to nhỏ có dính líu, trước đây uy phong khắp 8 hướng, bây giờ uy phong quét đất, đều biết rồi lo lắng hãi hùng, mới biết hoảng sợ cũng không có ngày kết thúc, mới biết hối hận đã không kịp. Chỉ là, đã muộn rồi. Ngày hôm sau, Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại có người đến, dưới sự phối hợp của Ủy ban Kỷ luật thành phố Thần Đông, trưởng ban tổ chức cán bộ Thần Đông cũng trực tiếp bị bắt giam và thẩm vấn, đồng thời, một loạt các nhân vật số 1 số 2 ở các khu huyện trực thuộc Thần Đông cũng bị bắt. Một trận hội chiến Thần Đông hội chiến với thanh thế lớn, sức cạnh tranh và quy mô của nó còn lớn hơn cả trận chiến Tương Phản năm đó, hơn nữa từ các mặt động tác nhanh, quy mô lớn, ra tay tàn bạo, những điều đó đều hơn chứ không hề thua kém. Trên dưới Thần Đông, đều là tiếng kêu than, thậm chí nghe nói có người còn sợ tới mức ngất xỉu phải vào nhập viện. Năm đó, khi nhận quà, nhận tiền nhận đến mềm tay, bây giờ mọi việc nổ ra, sợ tới mức tê não, vẫn buông một câu xưa cũ sớm biết có ngày hôm nay sao trước đây lại làm. Chỉ có điều, ở trong nước, tham ô cũng là một nghề đem lại lợi nhuận cao đến mức kinh ngạc, khả năng bị thất thủ cực thấp, do vậy sức cạnh tranh có lớn mấy cũng không nương tay, cũng có vô số người che giả măng mọc, với tinh thần vì đại cục mà không sợ gì cả, phấn đấu hết mình để tham ô. Xét đến cùng, tham ô không phải không thể trị tận gốc, mà là chế độ không đủ hoàn thiện, tâm lý tham lam và xảo trá của con người, không vì nâng cao chức vụ và sự cao thấp của cấp bậc mà thay đổi, do vậy chỉ trông cậy vào những cán bộ lãnh đạo có đạo đức, nghiêm khắc với chính bản thân, chính là việc người ngốc nói chuyện viển vông. Sau cuộc tấn công lần hai ở Thần Đông, không ít người trong lòng vẫn còn mộng tưởng về Diệp Thiên Nam, còn cho rằng chờ sau khi bí thư Diệp trở về sẽ còn có thể khiến bọn quan viên bớt thất vọng. Nhưng với việc trong khoảng thời gian ngắn phát động tấn công hai lần, bí thư Trịnh hạ quyết tâm, không để có đường lui, bí thư Diệp vẫn ở Bắc Kinh, ngoài tầm tay với. Hiệu ứng quân bài domino đã hiện ra. Vốn dĩ vẫn còn tồn tại những tên tham quan cắn răng không chịu nhả, có người chủ động tiếp nhận vấn đề, có người tự thú, cũng có người cắn sang người khác, thậm chí còn có. Trong tình hình cấp bách, để bảo vệ mình đã cắn sang Diệp Thiên Nam. Qua thẩm vấn một cách hệ thống của Ủy ban Kỷ luật, tra hỏi riêng, lại có lời khai của mấy người chỉ hướng về Diệp Thiên Nam. Sự tình trọng đại, Ủy ban Kỷ luật lập tức xin chỉ thị từ Bắc Kinh của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng trả lời. Tất cả đều lấy chỉ thị của bí thư Trịnh làm chuẩn. Thương Giang và Lý Tòng Đông liên kết cùng báo cáo với Trịnh Thịnh, sau khi Trịnh Thịnh nghe xong, một hồi lâu không nói gì, cuối cùng bày tỏ sự đau lòng. Trước tiên cứ đè nén lại đã, phát sinh vấn đề như vậy, tỉnh ủy cũng có trách nhiệm, cá nhân tôi cũng khó từ chối thừa nhận sai lầm này. Chờ đồng chí Diệp Thiên Nam về, tôi sẽ trực tiếp đi tìm anh ấy nói chuyện. Sau đó, Trịnh Thịnh lại tổ chức cuộc họp, thảo luận vấn về nhân sự tại Thần Đông, trước khi họp gã cố ý tiến hành thảo luận bí mật với Phó Tiên Phong. Cuộc họp tổng cộng có 5 người tham gia, gồm Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Dương Hằng Dịch, Lương Hạ Ninh và Trịnh Hải Kỳ. Cuộc họp vừa bắt đầu, Trịnh Thịnh liền nhấn mạnh. Tôi đã gọi điện cho Bí Thư Diệp và chủ nhiệm Hạ, hai đồng chí đều tỏ vẻ ủng hộ công việc của tỉnh ủy, hy vọng mọi người có được nhận thức chung như vậy, sau đây tiến hành họp. Một câu nói đã quyết định sự việc. Cuộc họp hôm nay diễn ra dưới sự thiếu vắng hai nhân vật quan trọng là Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng nhưng vẫn có hiệu quả và phù hợp với trình tự. Mà cố ý mời Dương Hằng Dịch tham gia cuộc họp, cũng là xuất phát từ suy nghĩ cân bằng, là biểu hiện nhún nhường, lịch thiệp của Trịnh Thịnh. Nhưng Dương Hằng Dịch cũng biết rõ, y không có quyền phát ngôn quá lớn, hơn nữa phía Ủy ban Kỷ luật lại giấu giếm việc này quá kín, y thân là bí thư đảng ủy lại không biết nội tình của hội chiến Thần Đông, có thể nói. Hội chiến Thần Đông do một tay Hạ Tưởng thao túng, do Trịnh Thịnh hỗ trợ từ phía sau, do Phó Tiên Phong đồng ý phát động, lại có thêm một hội chiến bí mật nữa có sự tham dự của Diệp Thiên Nam,
chỉ có 4 nhân vật đứng đầu tỉnh ủy có tư cách biết thời gian và phương thức cùng quy mô và lực lượng phát động cụ thể. Những người khác, chỉ là đứng một bên quan sát và phụ họa thêm. Cho dù y biết được ám thị của Diệp Thiên Nam, phải quyết không nhường bước trước cánh cửa lợi lộc, nhưng Dương Hằng Dịch lại không định sẽ cứng rắn tới cùng, y khác với Diệp Thiên Nam và Hồ Định, y chỉ có một đứa con gái, không cần kiếm thì tiền cũng tiêu không hết, dù sao cũng không có con trai, tiền vừa đủ là được rồi, nguy hiểm quá thì thôi không làm nữa. Bởi vì để kiếm được tiền mà phải mạo hiểm mất chức rồi ngồi tù, cuối cùng vẫn vào tay con rể thì tội gì phải khổ vậy. Trong lòng Dương Hằng Dịch vẫn còn mưu tính khác, dù sao không biết chừng Diệp Thiên Nam phải rời khỏi tỉnh Tương, y không xứng bởi vì lợi ích không tính toán lại cách xa Trịnh Thịnh, sau này y còn muốn ở lại tỉnh Tương thì phải nghĩ xa hơn một chút. Bởi vì sự ba phải của Dương Hằng Dịch, bởi vì sự phụ họa của Phó Tiên Phong, cuối cùng hội nghị ban bí thư lần này cũng đạt được sự nhất trí cao, trực tiếp chọn được người trúng tuyển vào ghế trống trong thành ủy Thần Đông. Có nghĩa là, Diệp Thiên Nam đã bị loại bỏ một cách không thương tiếc. Tuy cuộc họp ban bí thư không phải là quyết định chính thức, vẫn còn phải trình lên hội nghị thường vụ biểu quyết, nhưng trong trường hợp vắng mặt hai đồng chí cầm quyền là Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng, lấy lý do sự việc cấp bách, cũng có thể triệu tập hội nghị thường vụ, chỉ cần được hơn nửa số phiếu trở lên thì quyết định coi như có hiệu lực. Sau khi quyết định của hội nghị truyền ra, không những người dân Thần Đông càng hoang mang, ngay cả tỉnh ủy cũng có không ít người lo lắng. Cứ luôn ngóng về phía Bắc Kinh, bí thư Diệp sao vẫn vui quên trời đất ở Bắc Kinh mà vẫn chưa quay về Tương Giang đã sắp nổi lửa rồi. Thực ra Diệp Thiên Nam không phải không muốn về, chỉ là hiện tại gã ở Bắc Kinh, bị nhiều thứ ràng buộc, có muốn xoay người cũng khó. Trong khi không ngừng nhận được thông tin từ tỉnh Tương, sau khi nhận được cuộc điện thoại nghe thì có vẻ khách sáo nhưng thực ra rất quả quyết của Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam biết rằng, hội chiến Thần Đông. Gã đã thua thật rồi. Không nhận thua không được nữa, bây giờ người vẫn ở Bắc Kinh, ngoài tầm tay với, quay về dập lửa cũng không kịp nữa, cho dù bây giờ có quay về, cũng không ngăn chặn được cơn sóng dữ, chấp nhận chịu thua, gác lại Thần Đông, ở lại chờ sau này tính tiếp. Chỉ có điều khiến Diệp Thiên Nam khó hiểu chính là, Hạ Tưởng rõ ràng đã họp xong rồi, cũng đã đi hết các quy trình tiếp đãi với Long Gia Thành, sớm đã chẳng có chuyện gì, còn ở lại Bắc Kinh làm gì nữa. Chẳng lẽ là, trong lòng lóe lên một ý niệm, cũng chẳng nghĩ sâu xa thêm nữa, Diệp Thiên Nam không hề cho rằng Hạ Tưởng, một cán bộ cấp phó tỉnh cỡ nhỏ, còn muốn can thiệp vào con đường thăng tiến của một cán bộ cấp phó tỉnh như gã. Hiện tại, những người quyết định vận mệnh chính trị của gã trước tiên là mấy vị ủy viên thường vụ lớn, tiếp theo là ủy viên cục chính trị, Hạ Tưởng vẫn còn cách xa vạn dặm, đến người gác cửa còn không với tới. Điều khiến Diệp Thiên Nam cảm thấy khó khăn vẫn còn nhiều. Vì thế rốt cuộc Hạ Tưởng ở lại Bắc Kinh làm gì, gã cũng không lưu tâm đến. Biến sự tại lĩnh Nam, quả thật như gã nghĩ, lợi ích làm xúc động nhiều người, dẫn đến hàng loạt các phản ứng móc nối với nhau, từ khi gió bắt đầu nổi lên ở quân khu Dương Thành, thổi một đường tới quân khu tỉnh Tương, đến bây giờ lại đến quân ủy. Theo nội tình mà Diệp Thiên Nam biết, quân khu Dương Thành lần đầu từ sau khi tiếp quản thuyền buôn lậu, kiểm tra quân hạm lại không ngờ thuộc quân khu Dương Thành. Phó chính ủy Đỗ Tri An giận tím mặt, đập bàn, yêu cầu kiểm tra nghiêm khắc. Mà mấy chục quân nhân trên tàu, một nửa là người của quân khu Dương Thành, một nửa là của quân khu tỉnh Tương, thế là điện thoại trong văn phòng của tư lệnh của quân khu tỉnh Tương Trương Hiểu và chính ủy Tô Chỉ Kiều, cùng vang cùng một lúc. Ý kiến của Trương Hiểu là, tuyệt đối không nhân nhượng, phải truy cho cùng, Tô Chỉ Kiều trả lời rằng, tôn trọng ý kiến của quân khu Dương Thành, nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Sự việc không nên làm to tiếng, kinh động đến quân ủy trung ương thì không tốt. Còn như nội bộ quân khu Dương Thành cãi vã thế nào, mấy chục quân sĩ xử lý ra sao, mà quân khu tỉnh Tương hỗn loạn thế nào, dưới sự phối hợp của Hạ Hồ Viễn, Trương Hiểu đã áp đảo Tô Chỉ Kiều, v.v. Nội tình có liên quan đến vấn đề quân sự cơ mật, mặc dù Diệp Thiên Nam là phó bí thư tỉnh ủy, cũng không có quyền biết, nhưng điều gã biết là sau việc thuyền dầu buôn lậu qua quá trình nung nấu, đã biến thành trận đấu tranh giữa các phe phái quân sự. Phe phái đấu tranh là đề tài muôn thuở, không lấy gì làm lạ, nhưng điều khiến Diệp Thiên Nam không ngờ tới chính là Trương Hiểu cũng không biết có mục đích gì, trực tiếp đem sự việc tố cáo lên quân ủy trung ương, đã tố cáo Trần Pháp Toàn, tố cáo Trần Pháp Toàn có tham dự vào vụ buôn lậu dầu, đồng thời bao che cho Lâm Tiểu Viễn, tội ác tày trời. Quân khu Dương Thành dường như cũng mặc nhận sự tố cáo của Trương Hiểu, cũng không áp chế, chỉ qua loa một chút.
đã đem sự việc trực tiếp chuyển lên Bộ Tổng Chính trị. Cuối cùng, Diệp Thiên Nam không rét mà run, rốt cuộc sự kiện tàu buôn lậu đã liên quan đến cả Trần Pháp Toàn và Lâm Tiểu Viễn, mà Trần Pháp Toàn và Lâm Tiểu Viễn cùng có một sợi dây liên lạc Diệp Địa Bắc. Diệp Thiên Nam biết rằng, bất kể đằng sau sự việc có sự xuất hiện của đôi tay hắc ám của Hạ Tưởng hay không, cuối cùng sự việc vẫn chỉ hướng vào gã, mục đích là trong đêm trước khi gã lên chức chủ tịch tỉnh Yến, muốn tạo ra trở ngại, không để gã lên chức một cách thuận tiện. Muốn hại gã, đừng có mơ, Diệp Thiên Nam phẫn nộ. Tuy nhiên điều mà Diệp Thiên Nam cảm thấy vui mừng chính là, phạm vi ảnh hưởng của sự việc tàu buôn lậu còn lan rộng hơn gã tưởng tượng, sau khi người đứng đằng sau nghe thấy, đã nổi giận, đưa ra chỉ thị tinh thần cao nhất. Chỉ thị tinh thần là gì, gã cũng không hiểu hết, chỉ có điều gã biết là, đã có mệnh lệnh bí mật chuyển tới quân khu Dương Thành, bắt buộc phải bảo vệ Trần Pháp Toàn. Bảo vệ Trần Pháp Toàn, Diệp Địa Bắc sẽ tạm thời an toàn, Diệp Địa Bắc an toàn, thì sẽ không còn nguy hiểm nhiều nữa, là một bước quan trọng đối với tình hình trước mắt của gã. Còn về việc vụ án Lâm Tiểu Viễn có ảnh hưởng tới Diệp Địa Bắc hay không, Diệp Thiên Nam tạm thời không suy xét đến, bởi vì gã tin tưởng Lâm Hiểu Viễn sẽ thông minh mà giữ bí mật, biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, hơn nữa vụ Lâm Tiểu Viễn không nhanh đến vậy, chờ khi sự việc phát triển thì việc của gã đã được xác định chắc chắn rồi. Chỉ cần gã một bước tiến vào cấp bộ, chẳng khác nào có bùa hộ mệnh bên mình, trừ khi mắc sai lầm nghiêm trọng, nếu không, Trung ương cũng không dễ dàng bắt một gã chủ tịch tỉnh, đến lúc đó ai có thể làm gì gã. Phó bộ và chính bộ chỉ kém một bước, trên thực tế đãi ngộ chính trị cách biệt một trời, nói gì cũng phải đưa ra một bước quyết định mấu chốt. Hạ Tưởng nếu dám chặn con đường thăng tiến của gã có thể không do dự mà đá hắn một cái, thậm chí có thể ép hắn, cùng phân thắng bại. Chấm, một Hạ Tưởng khiến Diệp Thiên Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này vẻ mặt tươi cười ngồi trước mặt Cổ Thu Thật, tự tiện giơ một ngón tay ra. 10 tỷ đô la Mỹ. Chương 1378, cách dùng thứ hai của 10 tỷ. Giờ đã là giữa mùa hè, thủ đô mùa hè, khô ráo mà nóng bức, rất khó tìm được một chỗ mát mẻ. Đương nhiên, môi trường điều hòa không khí không tính, ở lâu trong phòng bật điều hòa làm cho người ta cảm giác không phải hưởng thụ, mà là chịu tội. Cổ Thu Thật cũng có nhã hứng, dẫn Hạ Tưởng đi đến một hồ nước lớn dập dềnh. Mặt hồ rộng lớn, cuộn sóng nghiêng nghiêng, bốn phía núi bao quanh, quả thật là một chốn bồng lai tiên cảnh. Hạ Tưởng còn có chút kinh ngạc. Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến chốn này? Có một số nơi, chưa bao giờ được công khai. Cổ Thu Thật dẫn Hạ Tưởng lên du thuyền không lớn nhưng vô cùng thoải mái, chỉ có Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật. Sau khi du thuyền khởi động, thong thả tiến về giữa hồ. Non sông tươi đẹp, non xanh nước biếc, lại ánh mặt trời rất tốt, không khí bên trong mát mẻ, không khỏi khiến Hạ Tưởng vui vẻ thoải mái, tâm tình tốt. Cổ Thu Thật cũng có ý tứ, mời hắn lên thuyền. Hiện tại xem như cùng một chiến tuyến. Nói đến cuộc gặp gỡ hôm nay, cũng là kết quả tất nhiên của nhu cầu cả đôi bên, tuy nhiên cũng là Cổ Thu Thật khởi đầu, ông ta chủ động gọi điện thoại tới, nói là Hạ Tưởng đi vào thủ đô học, ông ta chắc sẽ rất tận tình. Cổ Thu Thật học đại học ở thủ đô, tự nhận một nửa mình là người thủ đô, nói là phải tận tình với khách, cũng coi như nghe được. Hạ Tưởng liền vui vẻ đáp ứng, thật ra hắn cũng vẫn chờ mong gặp mặt Cổ Thu Thật. Gần đây, thời gian Cổ Thu Thật ở thủ đô rất nhiều, dù sao tiến vào bộ chính trị là sự tình thiên đại, không tự mình hoạt động không được. Nhưng từ khí sắc trong ánh mắt Cổ Thu Thật mà nói, Hạ Tưởng rõ ràng, sự tình hơn nửa không quá thuận lợi. Lực cản, khẳng định rất lớn. Không cần nghĩ cũng có thể biết, vào lúc Tổng Bí Thư tăng cường bố cục, người khác cũng sẽ không ngồi chờ, chắc chắn cũng sẽ tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân mình. Lần này Bộ Chính trị không ngờ có hẳn một danh sách ghế trống, không ngừng đề bạt người của mình lên, người khác cũng muốn. Cho nên tới nay, mới chỉ nghe nói một ứng cử viên là Cổ Thu Thật, khẳng định không bình thường, người khác không phải không muốn đề danh, hẳn là vẫn chưa cân nhắc người nào thích hợp. Một khi đề cử được nêu ra, khẳng định là mọi điều kiện so với Cổ Thu Thật phải tốt hơn một ít, mới có lực đè đầu Cổ Thu Thật. Cũng may, dựa vào phỏng đoán và hiểu biết tình huống cụ thể của Hạ Tưởng, thế lực gia tộc không đề danh ứng cử viên, cũng không có ý đề danh, khiến cho Hạ Tưởng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có nhà họ Ngô tham dự, phần thắng của Cổ Thu Thật được nâng cao không ít. Còn có một chút biến cố, nội bộ đoàn hệ, Cổ Thu Thật được hưởng ứng nhiều nhất nhưng kinh nghiệm lý lịch chưa chắc đứng thứ nhất,
cũng có khối người xếp hạng trước ông ta dù sao vẫn còn trẻ một chút, e là ở trong nội bộ đoàn hệ, cũng không chắc là cùng chung tiếng nói. Hơn nữa phía quân đội cũng có thể lên tiếng phản đối, cho nên muốn Cổ Thu Thật tiến vào bộ chính trị, mức độ khó khăn không hề bình thường. Trên thuyền có trà, Cổ Thu Thật tự mình ngâm trà, không cho Hạ Tưởng nhúng tay. Còn nói, đường đường bí thư tỉnh ủy Cổ Thu Thật, cũng không biết làm sao có thời gian nhàn rỗi mà nghiên cứu trà đạo, ngâm trà trình độ hạng nhất, thủ pháp nghiễm nhiên vô cùng lão đạo. Uống trà Cổ Thu Thật tự tay ngâm, Hạ Tưởng ha hả cười. Người có thể may mắn được uống trà do chính ông tự tay ngâm, trong nước cũng không có mấy người, quả thật rất vinh hạnh. Cổ Thu Thật cũng cười. Một ly trà khiến cho cậu cảm thấy vinh hạnh, ý tứ là nói, nếu tôi để cậu giúp tôi một đại ân, tôi lại mời anh uống trà là được sao? Hạ Tưởng nghe ra ngụ ý của Cổ Thu Thật, liền nói. Hiện tại tôi ở trên thuyền của ông nói cái gì là làm cái đó, nếu không ông không cho thuyền vào bờ thì tôi chắc sẽ thảm lắm. Cổ Thu Thật cười ha ha. Tôi không đến mức ngáng chân cậu đâu. Ánh mắt lại hướng ra dãy núi phía xa xa. Hạ Tưởng, cậu ở tỉnh Tương Đồng tính gây sức ép đúng là không nhỏ, ngay cả chủ ý của quân đội cũng đánh rồi, thật chỉ có cậu. Cổ Thu Thật thăm dò cái gì? Hạ Tưởng liền bật cười ha hả. Bí thư Cổ cứ nói đùa, tôi không có chút chức vụ quân đội nào, làm sao dám đánh chủ ý của quân đội. Sợ là có người lan truyền nhầm cái gì, chứ những người quen biết tôi đều biết rằng, tôi vốn là người tốt và thành thật. Cổ Thu Thật im lặng cười, hiển nhiên không tiếp thu cách nói tự xưng cho thỏa đáng nhân cách của Hạ Tưởng, nhưng cũng không có ý phản đối, mà còn nói. Tôi khuyến cáo cậu một câu, phương hướng đúng nhưng bước chân không nên bước quá lớn. Hạ Tưởng áy náy kinh hãi, biết lời nói tùy tùy ý nhưng kỳ thực vẫn là có ý cảnh cáo ngầm, cũng khiến trong lòng hắn hiểu được, phía sau màn luôn luôn có một lực lượng của người nào đó còn khổng lồ đến kinh người, không thể tiếp xúc, vừa chạm vào đã bị bắn ngược trở lại. Nói vậy cũng đã cảm nhận được sự di chuyển khác thường của quân đội, và áp lực của người nào đó. Cũng nhờ bí thư Cổ chuyển lời lại với tổng bí thư, trong lòng tôi đều biết rõ, bước chân rất cẩn thận, sẽ không xuất hiện bất luận tình huống gì không thể đoán trước. Hạ Tưởng với khuôn mặt trẻ tràn ngập tự tin. Ông cũng cứ yên tâm, từ lĩnh Nam đến Tương Giang, rồi đến Trung Nam Hải, phát triển nhanh chóng, thẳng cho đến vùng Trường Bạch Sơn Hắc Long Giang, tôi hôm nay đến, cũng có một chuyện nhất thiết phải nói với bí thư Cổ. Cổ Thu Thật lập tức nghe ra sự ám chỉ mãnh liệt trong lời nói của Hạ Tưởng, không khỏi cầm bình trà lên, rót nước trà cho Hạ Tưởng. Nói như thế nào? Cho phép tôi nói nho nhỏ mà bảo mật một lần, không phải cố ý thừa nước đục thả câu, là có một số việc, chỉ có tôi tự mình biết mới tốt. Hạ Tưởng tin tưởng Cổ Thu Thật có thể hiểu được ý tứ của hắn, hắn không nói ra nguyên nhân, Cổ Thu Thật sẽ không biết, nếu sự tình không thành, cũng chỉ mình hắn là người chịu trách nhiệm, Cổ Thu Thật có thể không đếm xỉa đến. Cổ Thu Thật ngây người sửng sốt, lắc đầu. Hạ Tưởng, cậu là người tôi thấy có cá tính cổ quái nhất. Làm cho người ta không nhận ra cậu là người còn trẻ tuổi, tuy nhiên lại nói, cậu cũng là người trẻ tuổi mà tôi yêu thích nhất tán thành nhất. Tấm lòng của cậu, tôi xin ghi nhận, nhưng cậu phải nói cho tôi một ít sự tình bên ngoài, thì cũng tốt để lòng tôi được biết rõ. Tôi khẳng định sẽ nói một số gì đó, nhưng trước đó, cũng muốn nhờ ông nói cho tôi biết, ứng cử viên ủy viên Bộ Chính trị sẽ có mấy người. Cổ Thu Thật không chút do dự, vươn ba ngón tay. Tính cả tôi, ba người. Mặt khác hai người cậu cũng biết một là Mã Vạn Chính, người kia là Vu Hậu Thật. Mã Vạn Chính thì không cần phải nói, so với Cổ Thu Thật thì kinh nghiệm lý lịch dày hơn, mà so với Cổ Thu Thật cũng là bậc lão niên. Tuy nhiên việc khiến Hạ Tưởng thấy lạ chính là, Mã Vạn Chính được xem là nhân lực của phái nào, hắn hiểu rõ trong lòng, chắc chắn không phải phái của Tống Bí Thư, nhưng Vu Hậu Thật thì có chút kỳ quái, bởi vì y từng có gần 10 năm ở Trung ương đoàn. Nhưng ở cương vị cấp thứ trưởng Ngủ Đông 10 năm, theo sau trên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, vượt qua chủ tịch tỉnh mà thăng nhiệm bí thư tỉnh ủy. Lý lịch của y có rất nhiều chỗ hắn không hiểu, không khỏi làm Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, y cũng có thể là đoàn hệ, một lần nữa để danh y, chẳng lẽ đã mâu thuẫn với Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật nhìn thấy Hạ Tưởng nghi ngờ, cười lắc lắc đầu. Rất nhiều sự tình cũng rất phức tạp, cậu cũng có thể hiểu được một chút. Không cần tôi phải nhiều lời. Chỉ nhẹ nhàng điểm qua, cũng không nói sâu hơn, lại chuyển vào vấn đề của Hạ Tưởng. Được rồi, tới phiên cậu. Hạ Tưởng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, buông xuống,
lại đưa lên uống một ngụm. Cũng giống như việc uống trà vậy, ngụm thứ nhất chưa nhận ra được hương vị, ngụm thứ hai mới biết được trà không còn như ban đầu. Gió của lĩnh Nam thổi tới tỉnh Tương trời sẽ mưa, trời mưa tới Tương Giang, bên trong Tương Giang có một Lâm Tiểu Viễn, bốn người Lâm Tiểu Viễn và Diệp Địa Bắc, Dương Diêu Nhi, Hồ Quân Do, người ta gọi là bốn cậu ấm tỉnh Tương, bọn họ mấy năm qua ở tỉnh Tương vơ vét của cải, ít nhất cũng có mấy chục lần trăm triệu. Riêng một mình Lâm Tiểu Viễn, thẩm tra ra ngay hơn 700 triệu tiền bất chính. Cổ Thu Thật cũng không biến đổi sắc mặt, một đứa con trai giám đốc sở giám sát tỉnh có thể cướp đoạt hơn 700 triệu tệ, thật sự là cả gan làm loạn. Lại suy nghĩ sâu hơn, lập tức như phát hiện ra điều gì. Bốn người này ở tỉnh Tương có phải Diệp Địa Bắc cầm đầu? Hạ Tưởng cười mà không nói, nâng chén ra hiệu. Cổ Thu Thật cũng nâng chén trà lên, suy nghĩ sâu xa một lát. Hạ Tưởng, cậu nói hết ngọn ngành cho tôi đi, cậu chuẩn bị rót bao nhiêu tiền vốn? Hạ Tưởng không chút để ý vươn một ngón tay. 10 tỷ, đô la Mỹ. Cổ Thu Thật hoảng sợ. Tôi hỏi cậu độ mạnh yếu, không phải hỏi đầu tư vốn, hơn nữa, cậu từ nơi nào có được 10 tỷ đô la Mỹ? Theo tôi được biết, cậu luôn luôn vượt qua thử thách về kinh tế, đùa một chút, cậu cho dù có tham ô, cũng không thể cướp đoạt được 10 tỷ. Hơn nữa còn là đô la Mỹ. 10 tỷ đô la Mỹ, khẳng định sẽ có, cũng nhất định cam đoan với bí thư Cổ, tuyệt đối không đi vào con đường trộm cướp. Giờ chỉ có thể nói như vậy, cũng không biết có đáng giá với tình cảm của việc hôm nay ông tự mình ngâm trà hay không. Hạ Tưởng vẻ mặt thực nhẹ nhàng, giọng điệu rất trêu chọc. Cái nhíu mày cau mặt của Cổ Thu Thật lúc mới gặp Hạ Tưởng đã giãn ra, giống như một làn nước biếc sinh động, ông vuốt cằm cười. Giá trị, vật siêu giá trị, tôi vừa phát hiện, ở cùng với cậu, luôn làm cho người ta thưởng thức những niềm vui bất ngờ. Hạ Tưởng lại lắc đầu nói. Tôi nói với ông một câu trong lòng, tôi hiện tại tâm tình giống chiếc thuyền này, phiêu phiêu đáng đáng, nơm nớp lo sợ. Ha ha, Hạ Tưởng, con đường của anh rất thẳng rất rộng mở, chỉ cần không quá khác người, làm sao phải nơm nớp lo sợ. Tôi thấy cậu chưa từng phải lùi bước, tôi đây rất khâm phục dũng khí và thủ đoạn của cậu. Cổ Thu Thật biết Hạ Tưởng muốn ông ta truyền lời hộ, ông ta tự nhiên biết rõ ý trong đó. Tổng bí thư gần đây không có thời gian gặp cậu, cậu cũng không nhớ đến, địa bàn tỉnh Tương kinh doanh tốt, nơi không cần cậu quan tâm, chắc chắn sẽ có người thay cậu quan tâm. Hay cho một câu người thay hắn quan tâm, Hạ Tưởng chỉ biết, hôm nay gặp mặt, không phải không được gì, mà được sự thấu hiểu giữa đôi bên. Tuy rằng giữa hắn và Cổ Thu Thật thuộc loại bí hiểm, dường như cái gì cũng không chỉ rõ ra, nhưng lại cái gì cũng tường tận, Hạ Tưởng cũng rất là vui vẻ, làm sao có dáng điệu nơm nớp lo sợ. Còn có một điểm mấu chốt, hắn tự tin cho rằng, Cổ Thu Thật đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Đến lúc này, Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, ở mấu chốt đầu tiên trong ba chiến dịch lớn, hắn đã có thể buông tay đi chú tâm triển khai. Buổi tối muốn gặp Ngô Tài Dương, cũng là một việc rất rườm rà, Hạ Tưởng chỉ biết, lần trước ông cụ nhà họ Ngô vẫn chưa buông ra, chỉ có điều thái độ hơi buông lỏng, mà hôm nay gặp Ngô Tài Dương, tất sẽ hội đàm đến trọng tâm vấn đề. Có thể nói, đây là mấu chốt quyết định thành bại của hắn. Tuy nhiên nghĩ đến thủ đoạn hắn sắp dùng để đối phó Ngô Tài Dương, trên mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, thậm chí còn để tay lên ngực tự hỏi lương tâm, có phải quá âm hiểm một chút hay không? Chương 1379, 8 người phụ nữ ở Tương Giang. Vụ án Lâm Tiểu Sa Viễn, vào ngày thứ ba sau khi Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, đã đạt được tiến triển bước đầu. Trần Tập Minh đứng vững trước mọi áp lực, cố gắng đem vụ án hoàn thành. Lần này, Mai Hiểu Lâm công khai tỏ thái độ, ra sức ủng hộ Trần Tập Minh, mà Cổ Kiên Hiên cũng bỏ qua tất cả biện hộ qua điện thoại, bởi vậy, vụ án mới trong thời gian ngắn đã đột nhiên tiến triển mạnh mẽ. Cũng là có ích cho giai đoạn trước của công tác được sung túc. Kỳ thật công lao điều tra được tài khoản bí mật của Lâm Tiểu Viễn, vừa quy công cho Nghiêm Tiểu thì cung cấp manh mối, vừa muốn cảm tạ Liên Nhược Hạm và cơ quan tài chính nước ngoài có quan hệ hợp tác chặt chẽ. Cũng là khiến Diệp Thiên Nam kinh ngạc vì sao Hạ Tưởng nhanh như vậy nắm giữ mọi chi tiết về Lâm Tiểu Viễn, càng làm cho Lâm Tiểu Viễn khiếp sợ cục công an thành phố không ngờ phá vỡ bí mật y nhiều năm lập kế hoạch, khiến cho phòng tuyến tâm lý muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại của y, trong nháy mắt đã sụp đổ. Tuy nhiên Lâm Tiểu Sa chỉ giải thích một phần sự thật, đồng thời chỉ thừa nhận chính mình chỉ gánh vác một phần tội lỗi, không khai ra một người nào trong ba người Diệp Địa Bắc, Hồ Quân Do và Dương Diêu Nhi.
bởi vì y cũng rõ ràng, y tự mình giao phó không cần lo, lại khai ra người khác, một là không đáng là bạn bè, hai là không giảm bớt được tội, mà còn ngược lại. Hơn 700 triệu tiền tài bất chính, cho dù Lâm Tiểu Viễn có mấy cái đầu, cũng không sống nổi. Nếu như thế nào cũng khó lòng thoát chết, Lâm Tiểu Viễn hy vọng còn có thể bảo vệ vài kẻ đồng phạm và Lâm Hoa Kiến, mặc dù y cũng biết, có lẽ tiền đồ của cha mình cũng chấm dứt. Lâm Tiểu Viễn đoán đúng, ngay ngày y nhận tội, Cục Công an thành phố, Ủy ban Kỷ luật thành phố đem tài liệu báo cáo lên Sở Công an tỉnh, Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lập tức Trịnh Thịnh quyết định, truy cứu trách nhiệm Lâm Hoa Kiến. Sau khi qua điện thoại trưng cầu ý kiến đồng ý của Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng, hội nghị thường vụ thông qua biểu quyết, sau đó báo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chính thức bãi miễn chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh của Lâm Hoa Kiến, đồng thời dựa theo pháp luật cũng bãi miễn vị trí giám đốc sở giám sát của y. Hành động này ở tỉnh Tương gây chấn động tuy rằng không lớn, rất nhiều người cũng không biết nội tình cho rằng Lâm Hoa Kiến tuy là cán bộ cấp sở, nhưng những tâm lý kinh ngạc mang đến cho cán bộ tầng cao ở tỉnh Tương, mãi mãi lớn hơn ảnh hưởng của một hội chiến thần đông. Bởi vì Lâm Hoa Kiến tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng là một trong bốn người mấu chốt của tỉnh Tương, thân là phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiêm giám đốc sở giám sát, mặc dù không bằng Diệp Thiên Nam, Hồ Định và Dương Hằng Dịch đều là cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng vị trí đặc thù của ông ta là sự tiện lợi bản thân ở Ủy ban Kỷ luật, khiến ông ta trong bốn người ở tỉnh Tương cũng là một cây cầu đóng vai trò quan trọng. Lâm Hoa Kiến bị bãi miễn tới cùng, mặc dù trong sự dự đoán, nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không kéo dài, trực tiếp thực hiện phúc đáp ý kiến, khiến cho Hồ Định và Dương Hằng Dịch trong lòng nhấp nhổm, cho dù biết Lâm Hoa Kiến bởi vì Lâm Tiểu Viễn, khó chối được sai lầm này, nhưng giữa Diệp Thiên Nam và Ủy ban Kỷ luật Trung ương không phải nghe nói quan hệ không tồi sao, làm thế nào mà không một chút khoan nhường vậy. Lâm Hoa Kiến thất thế, là sau khi bốn cậu ấm tỉnh Tương bị mở ra một lỗ hổng, cây cầu quan trọng của bốn cậu ấm tỉnh Tương bị bớt thời gian, hơn nữa ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất là, ở hệ thống Ủy ban Kỷ luật lại không có cơ sở ngầm, khiến cho Hồ Định và Dương Hằng Dịch biết, Hạ Tưởng còn muốn đối phó với bốn cậu ấm tỉnh Tương, không, ba cậu ấm tỉnh Tương hạ thủ, bọn họ sẽ làm mọi thứ trước mắt thành một màu đen kịt, một chút cũng không biết hướng đi trong nội bộ của Ủy ban Kỷ luật sẽ ra sao. Tạo thành xung kích mãnh liệt và trực tiếp đối với tâm lý của Hồ Định và Dương Hằng Dịch. Sau đó, qua Ủy ban Kỷ luật tỉnh, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đề cử, tỉnh ủy báo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương phê chuẩn, bổ nhiệm Thương Giang làm phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiêm giám đốc sở giám sát, xếp hạng của Lý Tòng Đông được tiến lên một bậc, đồng thời, Đào Hà Giang được bổ nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, là một bước tiến mới trên diện rộng. Mà Ngũ Tiểu Toàn cũng tiếp nhận chức vụ trưởng ban thư ký Ủy ban Kỷ luật tỉnh của Đào Hà Giang, đồng thời kiêm nhiệm tránh văn phòng, và gia nhập hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật. Bởi vậy, nhân lực quan trọng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh toàn bộ là người của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ở thủ đô, vẫn chưa đích thân chấn giữ, Ủy ban Kỷ luật tỉnh dĩ nhiên thay đổi nhân sự, thiên hạ đại biến, rất nhiều người không khỏi vô cùng thán phục Hạ Tưởng. Chẳng lẽ Hạ Tưởng thật sự là liệu sự như thần, mọi chuyện đều đi trước một bước? Hạ Tưởng lại chưa từng cho rằng mình là, hắn chỉ biết, hắn có thể có được ngày hôm nay, tất nhiên là nhờ sự cố gắng, cũng như cách đối nhân xử thế và nhân phẩm. Người trong quan trường, có lẽ trong hàng ngày, kết giao ngắn hạn, vì ích lợi trước mắt, nhưng phải giao hữu trường kỳ, nhân phẩm vẫn là trên hết. Ích lợi nhất thời có lẽ có thể đổi lấy chỗ tốt trước mắt, nhưng về lâu dài, một người vẫn cần nhất bằng hữu không tách rời. Đương nhiên, nếu muốn khiến Hạ Tưởng cảm thấy đắc ý một chút đó là, có một nhóm phụ nữ xinh đẹp như hoa đồng thời lại có năng lực lực xuất chúng và chăm lo gia đình giúp hắn, hắn thật đúng là hạnh phúc đến nơi đến chốn. Cũng phải thừa nhận, Hạ Tưởng tuy rằng người ở thủ đô, nhưng hắn có quân đoàn nương tử khổng lồ màu đỏ rất lớn ở Tương Giang, không nhắc đến Liên Nhược Hạm và Cổ Ngọc, cũng không nhắc đến Vệ Tân và Lý Thấm, bởi vì mấy người họ ở trong Giang Nam Hành Cung, có thể bình an vô sự thì đại cát đại lợi rồi, lại khiến Hạ Tưởng không ngờ chính là, Phó Tiên Tiên đi tới Tương Giang từ trước, hơn nữa còn vào lúc hắn không ở đấy. Càng làm cho Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, sau khi Phó Tiên Tiên tới Tương Giang, vừa không gọi điện thoại cho hắn, cũng không đi tỉnh ủy tìm Phó Tiên Phong, mà trực tiếp ngựa quen đường cũ đi tới Giang Nam Hành Cung, về sau Hạ Tưởng hỏi mọi người, ai cũng không thừa nhận dẫn đường cho Phó Tiên Tiên, cho dù Liên Nhược Hạm không quá thích Phó Tiên Tiên, Lý Thấm cũng không thể nào nói chuyện với Phó Tiên Tiên, nhưng Cổ Ngọc vẫn thu xếp phòng cho Phó Tiên Tiên.
Hơn nữa Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên quan hệ cũng rất tốt, đến lúc này, 6 người đẹp trong Giang Nam Hành Cung, chia làm 2 phái, Liên Nhược Hạm cầm đầu một phái, bao gồm Lý Thấm và Vệ Tân, Cổ Ngọc cầm đầu một phái, bao gồm Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên. Hai phái tuy rằng không thể nói là phân biệt rõ ràng, căm thù nhau, nhưng về phân cao thấp thì không sai biệt cho lắm. Về thực lực, đương nhiên là phái Liên Nhược Hạm đứng đầu, hơn nữa cao không thể với tới. Nhưng bàn về xinh đẹp như hoa, lại là phái Cổ Ngọc, dù sao Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên đều so với Liên Nhược Hạm, Lý Thấm và Vệ Tân phải kém hơn vài tuổi. Hơn nữa đặc biệt Nghiêm Tiểu Thì trang điểm tinh xảo nhất, Liên Nhược Hạm đẹp thì đẹp rồi, nhưng mặt mộc của cô vẫn phải thua Nghiêm Tiểu Thì về mặt trang điểm. Dù cho chỉ kém một chút, cũng làm cho người ta buồn bực. Cũng may giữa hai phái đều không phải là thế nước lửa, đều là kiên trì lấy Hạ Tưởng làm trung tâm, duy trì ích lợi của Hạ Tưởng, đả đảo lực lượng đối địch vì hai điểm cơ bản, phương hướng lớn không khác nhau. Bởi vậy, cho dù có đấu tranh, cũng thuộc mâu thuẫn nội bộ của quần chúng nhân dân, có thể tha thứ, có thể thích hợp dung túng, nhưng phải hết thảy nắm trong tay dưới đại cục của Hạ Tưởng. Mâu thuẫn bên trong quần chúng nhân dân, một khi tăng lên vì mâu thuẫn bên ngoài thì mâu thuẫn không thể chấm dứt. Cũng may Hạ Tưởng thật đúng là một người đàn ông hạnh phúc lại còn may mắn, Liên Nhược Hạm trước kia tùy hứng, hiện tại đã thay đổi tính tình, đoan trang mà chính thống, ra dáng nương nương quyền uy Tây Cung, Đông Cung Tào Thù Lê khoanh tay đứng nhìn, lại thái độ rất cao, làm cho người ta ngưỡng mộ. Thống nhất nhận thức tư tưởng của 6 người phụ nữ trong Giang Nam Hành Cung, dạy bảo mọi người hễ là có lợi cho lợi ích của Hạ Tưởng, nhất định phải giữ gìn. Hễ là bất lợi cho Hạ Tưởng, nhất định phải phản đối. Đồng thời luôn cường điệu, mấy chị em có thể ở cùng một chỗ, cũng có thể đóng cửa cãi nhau, nhưng tuyệt đối phải nhớ kỹ một điều, việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, nếu ai làm ảnh hưởng hình tượng, hào quang to lớn của Hạ Tưởng, rất xin lỗi, mấy chị em nhất định sẽ chịu hậu quả. Tuyệt không nương tay. Quy định của Liên Nhược Hạm đạt được sự nhất trí của mọi người. Dưới sự hài hòa, cũng có vài điều không ổn xuất hiện, Lý Thấm cảm thấy mình tốt bụng, cho rằng Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên chỉ dựa vào khuôn mặt ăn cơm, không có gì bản lãnh thật sự, đương nhiên cô cũng chưa hiểu rõ, Nghiêm Tiểu Thì cũng có sản nghiệp của chính mình, hơn nữa lời nói cũng thật thà, cũng là hàng tỷ phú. Tuy rằng đối với Liên Nhược Hạm và Cổ Ngọc tài sản không thể so sánh được, nhưng cũng coi như là nhân trung long phượng. Trong mấy người, cho dù thực lực kinh tế yếu nhất thì Vệ Tân cũng có hơn 10 triệu tài sản, đều là người phi thường khó có thể sánh bằng, nhưng trong mắt Lý Thấm chỉ là mưa bụi. Quan điểm của Lý Thấm là, nữ nhân không lấy xinh đẹp làm động lòng người, phải lấy bản lĩnh tung hoành thiên hạ. Nghiêm Tiểu Thì là người thông minh, đã sớm nhìn ra sự ngạo mạn và khinh thị của Lý Thấm, cô vốn định cổ động Cổ Ngọc và Lý Thấm so sánh cao thấp. Bởi vì Cổ Ngọc dù sao ở lĩnh Nam cũng đã giúp Hạ Tưởng rất nhiều, nhưng Cổ Ngọc tính tình hòa nhã, không chấp nhặt Lý Thấm. Cổ Ngọc không sao cả, nhưng Nghiêm Tiểu Thì lại chịu không nổi thái độ cao ngạo của Lý Thấm. Lý Thấm thường xuyên tự xưng là thành viên tổ chức kinh tế thứ nhất bên Hạ Tưởng, thậm chí còn nói năm đó khi cô ở quận Hạ Mã đã giúp Hạ Tưởng ra sức chiến đấu Nguyên Minh Lược, đánh cho một Nguyên Minh Lương có trong tay tài chính 10 tỷ phải chật vật chạy trốn, tan tác tả tơi. Liên Nhược Hạm mặc dù không khoe khoang, nhưng cũng toát ra thái độ đã vì Hạ Tưởng lập công lao hiển hách, càng thêm khiến Nghiêm Tiểu Thì không phục. Không phục thì không phục, nhưng nghĩ lại, cô quả thật không giúp Hạ Tưởng việc quan trọng gì, ngược lại, cho tới nay đều là Hạ Tưởng giúp cô, nếu không có Hạ Tưởng chỉ điểm, cô cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Kỳ thật không chỉ Nghiêm Tiểu Thì trong lòng bất an, người khổ sở hơn chính là Vệ Tân, bởi vì Vệ Tân đặt mình giữa mọi người, trong lòng vẫn khó có thể bỏ được sự tự ti và mất mát. Cô tự nhận dung mạo không bằng Nghiêm Tiểu Thì, kinh tế thì không bằng Lý Thấm, xuất thân không bằng Liên Nhược Hạm, trợ giúp con đường làm quan của Hạ Tưởng không bằng Cổ Ngọc, lại vẫn làm Hạ Tưởng thêm phiền, chỉ có gây phiền toái cho Hạ Tưởng, khiến cho cô có ý niệm bỏ đi. Cũng may, Liên Nhược Hạm mắt tinh tường như ngọc, nhìn ra sự chênh lệch của Vệ Tân, lặng yên nói cho cô, kỳ thực nên theo độ cao thấp chính trị để đối đãi về sự so sánh giữa mấy người bây giờ. Bởi vì độ cao tư tưởng trung tâm của mọi người thống nhất dưới ánh hào quang chói lọi của Hạ Tưởng, đều là vì Hạ Tưởng mà không phân tốt xấu. Vệ Tân nghe như hiểu gì đó, mới thấy thoải mái trong lòng, đã biết Liên Nhược Hạm giảo hoạt. Tuy nhiên nghĩ thông suốt thì thông suốt, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không có ý vị gì cả, vẫn muốn vì Hạ Tưởng làm chút cái gì mới yên tâm, nhưng cô vừa vô tài lại không thực lực, có thể vì Hạ Tưởng mà làm gì được. Hạ Tưởng hiện tại phu nhân ở bên cạnh, lại không cần cô chiếu cố,
lại có Liên Nhược Hạm, cũng không cần cô Chu Ứng, cô thật đúng là vô dụng. Kỳ thật so với sự ăn năn của Vệ Tân, Phó Tiên Tiên thẳng thắn hơn. Sau khi cô đến, đầu tiên là kinh ngạc, lại thấy mấy chị em tranh giành sắc đẹp, cô liền có cảm giác nguy cơ, lại thấy mọi người đều dựa vào bản lĩnh, lấy biểu hiện tầm quan trọng, cô càng có thêm tâm lý khẩn cấp. Phó Tiên Tiên cũng là người cực thông minh, đồng thời, cô cũng tùy hứng và làm theo ý mình. Cô không giống Vệ Tân tâm tư không quả quyết, cũng không như Nghiêm Tiểu thì nhiều suy nghĩ, cô nghĩ đến là làm, nếu cô chịu ân huệ của Hạ Tưởng nhiều nhất, lại vẫn không giúp được Hạ Tưởng cái gì, sẽ giúp hắn một lần, hơn nữa còn phải giúp hắn một đại ân, ngay trước mặt tất cả các cô gái này. Khiến cho Hạ Tưởng đau đầu nhất, sự kiện 8 người phụ nữ làm loạn ở Tương Giang dở khóc dở cười và âm thầm hạnh phúc, bởi vậy đã mở ra phần mở đầu. Chương 1380, nguy hiểm im lặng đến gần. Kỳ thật Tương Giang hiện tại 8 người phụ nữ tề tụ, hơn nữa 6 người ở chung một chỗ, so sánh hơn thua với nhau, Hạ Tưởng tuy rằng ở thủ đô, trong lòng cũng biết. Khi Tào Thù Lê gọi điện đến, hắn đang cùng Tiếu Giai nói chuyện, nghe giọng điệu của chính quy phu nhân hắn nhận ra một chút căng thẳng và bất mãn. Hóa ra trước kia thật sự là coi thường anh, sức hấp dẫn của anh thật sự là ưu việt, tính cả em thì 8 người phụ nữ đều ở Tương Giang, anh so với Vi Tiểu Bảo còn hơn cả Vi Tiểu Bảo. Tuy là chất vấn, nhưng giọng điệu vẫn là giọng điệu quen thuộc của cô bé Lê, kiềm chế mà lý trí, duy trì điểm mấu chốt. Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn Tiếu Giai một cái, Tiếu Giai hiểu ý, lập tức lặng yên đóng cửa đi ra ngoài. Quả thật, cô bé Lê thật đúng là nghĩ oan cho hắn, cho tới nay hắn luôn là người tốt, thật muốn tính ra, trong 8 cô gái, tình cảm giữa hắn và cô bé Lê không cần nói, tình đầu ý hợp. Mà với Liên Nhược Hạm, là lâu ngày sinh tình, với Mai Hiểu Lâm, là đánh lầm đụng lẫn, với Cổ Ngọc, là việc ngẫu nhiên, với Nghiêm Tiểu Thì, là cuộc đời thở dài. Với Vệ Tân, càng không cần phải nói, là hai kiếp tình sâu, ai cũng không thể cự tuyệt quán tính mạnh mẽ. Mà với Tiếu Giai, xem như tuổi trẻ nông nổi, hoặc là tình cảm mãnh liệt thoáng chốc, có lẽ đều là cuộc đời đàn ông, cơ hội phạm sai lầm rất nhiều, tính ra Hạ Tưởng coi như tự chủ, rất nhiều thời điểm đều kiềm chế được, ví dụ như Hoa Nhài Vàng, Bạc, như Dương Bối, như Thu Viên, như Tùng Phong Nhi, như Dương Diêu Nhi. Hạ Tưởng tự nhận không phải một người đàn ông chí khí, nhưng lấy thân phận và địa vị của hắn, có thể hạ bút thành văn khiến rất nhiều phụ nữ đổ xô theo, nhưng hắn không đáp ứng, hơn nữa còn cự tuyệt rất nhiều phụ nữ hấp dẫn, coi như hắn cũng có chút vốn tự, có phải hay không? Đương nhiên, những điều này chỉ có thể giữ lại dưới đáy lòng, là bí mật lớn nhất của hắn, ngay cả cô bé Lê cũng không thể biết được. Hắn cũng biết, chắc chắn trong lòng cô bé Lê cũng không thư thái, nhưng rất nhiều sự tình không khống chế nổi đã xảy ra, hơn nữa lại không thể quay đầu, chỉ có thể thuận theo lẽ tự nhiên. Em cũng không nên nghi oan cho người tốt. Hạ Tưởng ho khan một tiếng, biện giải cần thiết phải có, hơn nữa cô bé Lê cũng an ủi và dẫn đường. Anh và Liên Nhược Hạm thì không cần phải nói, Vệ Tân và Lý Thấm là Nhược Hạm đưa đế, tính tình Nhược Hạm anh cũng biết, cô gần đây ít chuyện, mượn lấy em ra làm trò tiêu khiển. Anh thì ngược lại, không giúp em khuyên cô ấy ít gây chuyện thôi, tránh làm phiền em. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc là bạn tốt, Tương Giang lại là quê nhà của Nghiêm Tiểu Thì, các cô này cũng không ai quản được. Phó Tiên Tiên thì càng không cần phải nói, cô ta chính là một ma nữ, phản nghịch, tùy hứng, cố ý gây chuyện sinh sự. Tào Thù Lê không nói nữa, Hạ Tưởng biết rõ tính tình của cô bé Lê lén lút lau mồ hôi, biết tạm thời lừa dối để cho xong chuyện, liền tiếp tục. Không đúng, tổng cộng mới có 7 người, lấy đâu ra 8 người chứ? Tào Thù Lê than thở một câu. Còn có một Mai Hiểu Lâm. Hồ đồ. Hạ Tưởng hơi to tiếng. Mai Hiểu Lâm đến Tương Giang còn sớm hơn anh, làm sao có thể với cô ấy được? Có phải em chê anh gần đây công việc còn chưa đủ nhiều, đến Tương Giang chủ yếu làm anh thêm phiền lòng đúng không? Em là ai? Em là Tào Thù Lê, là chính quy phu nhân của Hạ Tưởng, đối với những người phụ nữ có ý nghĩ an phận với chồng của em, phải độ lượng, phải nhân nhượng, phải thể hiện thái độ khiến những người phụ nữ khác biết khó mà lui, khiến các cô đều cảm thấy em là người vợ ưu tú nhất thế gian, đồng thời, cũng là người có thể làm cho người đàn ông cảm thấy tự hào và kiêu ngạo. Một phen tận tình khuyên bảo và dẫn đường, Tào Thù Lê đầu hàng. Tiếu Giai chờ Hạ Tưởng nói chuyện điện thoại xong mới đẩy cửa tiến vào, cô ở bên ngoài nghe được rõ ràng lời nói của Hạ Tưởng, liền vô cùng kính nể nói.
Em hiện tại càng ngày càng khâm phục anh, nói dối như vậy mà ánh mắt không hề chớp, mặt không đỏ, tâm không nao, cảnh giới đã đạt đến ngưỡng phi thường, không còn là người em biết từ hồi còn là con nít nữa. Hạ Tưởng cười ha hả. Quá khen, thực tình anh còn phải học tập rất nhiều. Tiếu Giai lườm hắn một cái, dùng sức nhéo cánh tay hắn. Anh chính là một đồ tồi làm cho người ta yêu, làm cho người ta hận. Hạ Tưởng trước khi gặp Ngô Tài Dương, dành ra thời gian quý báu tới gặp Tiếu Giai, là bởi vì cần Tiếu Giai phối hợp ở bản địa. Hắn giải thích một hồi, Tiếu Giai đầu tiên là gật đầu đáp ứng, sau lại có nghi vấn. Thế này có phải quá phiêu lưu không? Không hề, anh đã nắm vững trong tay. Hạ Tưởng cười xoa xoa nhẹ đầu Tiếu Giai. Anh làm việc, em cứ yên tâm. Em đã buôn bán nhiều năm, cũng đã rõ ràng, đôi khi gióng trống khua chiêng, một nửa thực một nửa giả, vấn đề chính trị cũng vậy, không khác biệt lắm. Tiếu Giai vui vẻ ra mặt. Em chỉ là thuận miệng mà hỏi, sợ anh bởi vì Ngô Tài Dương là cha vợ Mác giả mà đối xử mất đi chừng mực. Em nghĩ, anh lừa dối cha vợ Mác giả giúp cha vợ thật của anh, trong lòng có chút áy náy hay không? Không có. Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột. Chính trị là chính trị. Thân tình là thân tình, ích lợi là ích lợi, nhà chính trị, nhất định phải phân được nặng nhẹ, hơn nữa trưởng ban Ngô là một người khoan dung độ lượng, ánh mắt ông ấy cao xa, chỉ thấy trời xanh, không thấy núi cao. Tiếu Giai cười quyến rũ. Anh nói cái gì là làm cái đó, dù sao ở trong mắt em, anh chính là núi cao, chính là trời xanh. Hạ Tưởng ôm Tiếu Giai, xoay người rời đi, lấy thái độ của núi cao và bầu trời. Cùng với Ngô Tài Dương tiến hành một lần va chạm trí tuệ ngang cấp. Mà ngay khi Hạ Tưởng trên đường đi tới gặp Ngô Tài Dương, Diệp Thiên Nam thừa cơ rời khỏi thủ đô, khẩn cấp trở về Tương Giang. Tâm tư Diệp Thiên Nam giờ phút này, không thể hình dung nổi. Ngay từ đầu ông ta đã đối với hành trình lần này, có chút vừa lòng, bởi vì hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, mặc kệ là khắp nơi gặp hậu quả, tuy nhiên vẫn có vài nhân vật quan trọng ngầm đồng ý với ông ta. Hoặc là vài ủy viên bộ chính trị khen ngợi ông ta, đều khiến ông ta cảm thấy vô cùng tốt bụng, rất có một ngày sẽ thăng quan tiến chức, lên như diều gặp gió. Thậm chí khiến ông ta mơ hồ có cảm giác tự đắc, nếu không có chuyện gì bất ngờ nhỏ nhặt không tính, chỉ nói những bất ngờ lớn, nhưng sơ suất lớn tại thời kỳ hòa bình gần như không có, ngai vàng chủ tịch tỉnh của ông ta, là nơi mà với tay có thể chạm tới, nếu không phải thời cơ chưa tới. Nói không chừng ông ta hiện tại có thể ngồi trên đó và cảm nhận một chút uy phong của chủ tịch tỉnh. Nhưng, trên thế giới sợ nhất một chữ chính là, nhưng đã xảy ra sự không ngờ, là bất ngờ nhỏ không sai, hơn nữa nhìn từ ngoài vào, dường như tiền đồ của ông ta cây cột lớn cũng không đánh đổ được. Nhưng Diệp Thiên Nam cũng có trái tim mãnh liệt, bởi vì có tính cảnh giác cực cao giống hắn, lập tức đã nhận ra nguy hiểm đang lặng yên tới gần. Thậm chí có thể nói, đã gần trong gang tấc. Lâm Hoa Kiến bị miễn chức, Diệp Thiên Nam đứng đầu. Kỳ thật tiền đồ của Lâm Hoa Kiến khó giữ được, cũng là nằm trong dự liệu, nhưng căn cứ kinh nghiệm suy đoán của Diệp Thiên Nam, cho dù vụ án Lâm Tiểu Viễn đã kết thúc, ít nhất cũng phải 3 tháng về sau mới có thể tiến hành xử lý Lâm Hoa Kiến, làm sao có chuyện Lâm Tiểu Viễn còn chưa bị kết án chính thức, Lâm Hoa Kiến đã có phương thức xử lý. Tỉnh ủy tỉnh Tương nhanh chóng phản ứng cũng không có gì, Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng tâm tư giống nhau. Đã sớm muốn bố trí Lâm Hoa Kiến vào chỗ chết và thật nhanh chóng, nhưng điều làm người ta khó hiểu là ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nếu sau khi tỉnh ủy báo lên trên, Ủy ban Kỷ luật Trung ương lấy cớ sự thật không rõ cần điều tra rõ lý do, tạm không ý kiến phúc đáp, tỉnh ủy bình thường cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chờ Ủy ban Kỷ luật Trung ương chính thức đáp lại. Ủy ban Kỷ luật Trung ương kéo dài cho 2-3 tháng là bình thường, tỉnh ủy cũng thường sẽ kiên nhẫn chờ. Người làm quan, 2-3 tháng kiên nhẫn đều có thể. Nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương chẳng những nhanh chóng trả lời, hơn nữa còn phê chuẩn thỉnh cầu của tỉnh Tương, tốc độ cực nhanh, làm việc hiệu suất cao, không thể không làm cho người ta hoài nghi trong đó có nội tình gì kinh người. Kỳ thật ở trên còn không tính là nguyên nhân căn bản khiến Diệp Thiên Nam khiếp sợ, bởi vì cho dù trình tự vượt xa bình thường, tốc độ siêu nhanh, vẫn không đến mức trầm ổn quá độ, một người kiến thức rộng rãi như ông ta biến sắc. Sở dĩ khiến ông ta trong lòng vô cùng bất an chính là, bởi vì ông ta vừa mới cầu xin tha thứ với Long Gia Thành, nói là Lâm Hoa Kiến không đơn giản, nhiều năm qua vì đảng và quốc gia cẩn trọng, không dám có một chút thả lòng, bản thân công tác cần cù và thật thà, chưa bao giờ sai lầm.
cũng chưa từng có trắc trở về cuộc sống và kinh tế, là một dấu hiệu thật là tốt. Cho nên Ủy ban Kỷ luật Trung ương đối với vấn đề Lâm Tiểu Viễn, phải phân biệt đối xử, Lâm Hoa Kiến tất nhiên không làm tròn bổn phận dạy con không nghiêm, nhưng chỉ là một người cha không làm tròn bổn phận, không phải là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh không làm tròn bổn phận. Diệp Thiên Nam ăn nói khéo léo, ba hoa chích chòe. Long Gia Thành nghe được vô cùng để tâm, liên tục gật đầu, cuối cùng tỏ thái độ trịnh trọng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhất định sẽ thận trọng đối xử với Lâm Hoa Kiến, sẽ không khiến một đồng chí tốt vì đảng vì nước bị oan uổng. Chiếm được lời nói từ chính miệng Long Gia Thành, Diệp Thiên Nam trong lòng rất chắc chắn, vốn định ở thủ đô thêm một ngày, hoạt động lại mọi nơi một phen, làm sâu sắc cảm tình, giữ chắc cơ sở, không ngờ như một tiếng sấm nổ bên tai, Lâm Hoa Kiến bị bãi miễn đến cùng. Sao lại, thế, sao lại, có thể? Diệp Thiên Nam trong lòng khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ này qua đi rồi đến sợ hãi khác, chủ nhiệm Long rõ ràng đáp ứng với ông ta sẽ bảo vệ Lâm Hoa Kiến, đường đường Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sao lại có thể lật lọng? Ông ta đương nhiên không dám trực tiếp hoài nghi quyền uy của Long Gia Thành, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không khỏi không giật mình kinh hãi. Tuy nhiên nghĩ lại, mới cân nhắc ra chút ý nghĩa. Long Gia Thành chỉ đáp ứng việc thận trọng đối xử Lâm Hoa Kiến, từ đầu đến cuối không đáp ứng bất luận cái gì, chỉ có ông ta tự cho là phải vậy. Chỉ có điều, Diệp Thiên Nam bởi vậy lập tức bừng tỉnh rất nhiều, trước tiên không đề cập tới nhân vật cấp cao đối với ông ta ủng hộ và khen ngợi như thế nào, hạ tưởng lại bình tĩnh tiêu diệt từng bộ phận, đầu tiên là Lâm Tiểu Viễn, sau là Lâm Hoa Kiến, bước tiếp theo, thì là ai? Ông ta gia tăng hoạt động từ trên xuống dưới. Hạ tưởng cũng từng bước ép sát từ đuôi đến đầu, nơi mũi kiếm hướng tới, rõ ràng chính là vị trí chủ tịch tỉnh Yến. Không được, không thể khiến hạ tưởng muốn làm gì thì làm, nếu không phía trên chắc chắn sẽ ủng hộ hắn, và lúc Diệp Địa Bắc xa lưới, chính là lúc ông ta bị thất bại. Cha con nhà họ Lâm chính là vết xe đổ. Nhất định phải trước khi đoạt từ hạ tưởng, khiến Diệp Địa Bắc hoàn toàn thu tay lại, để tránh bi kịch cha con tái diễn. Ông ta phải nhanh chóng trước khi Hạ Tưởng trở về Tương Giang, đoạt trước một bước bố cục, trước mắt chiếm lĩnh địa hình có lợi rồi nói sau. Diệp Thiên Nam muốn giành giật từng giây Hạ Tưởng, nhưng ông ta chỉ đoán đúng một nửa, Hạ Tưởng không chỉ từng bước ép sát từ đuôi đến đầu, mà còn giải quyết tận gốc từ trên xuống dưới, là hai bút cùng vẽ. Thủ đô nhà họ Ngô, lần đầu tiên ngồi ở thư phòng của Ngô Tài Dương, Hạ Tưởng thản nhiên cười, ở trước mặt Ngô Tài Dương tùy tính đưa ra một ngón tay. Chương 1381, đề phòng chuyện xấu bất cứ lúc nào. Rất nhiều khi, chính trị không tồn tại sự chịu thua, việc thắng bại không được công bố trước, ai dám cho mình có khả năng thắng lợi. Không nhất thiết vì kiêu ngạo hay không biết gì, mà là mỗi người có một nhận thức giới hạn, đều nắm chặt lợi thế trong tay, không chịu buông tay. Bởi vậy, Hạ Tưởng có thể hiểu vì sao Diệp Thiên Nam vội vàng rời Bắc Kinh. Đương nhiên, hắn cũng không ngạo mạn cho rằng hắn nhất định thắng lợi. Bởi vì mấy chuyện lúc này, là hắn gặp được khảo nghiệm và khiêu chiến lớn trước nay chưa từng có, thành bại như thế nào, hắn thậm chí không có một chút quyền phát ngôn, duy chỉ có một điều khiến hắn tự hào chính là, hắn có đầy đủ sự may mắn và thực lực, có thể có đủ lực lượng xuất quân, đánh yểm trợ, đào cạm bẫy, hoặc là tạo ra một cạm bẫy lớn. Diệp Thiên Nam vội vàng trở về Tương Giang, Hạ Tưởng cũng không lo lắng gì nhiều. Bởi vì trong bốn người của tỉnh Tương, Hồ Định tuy rằng làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, còn Dương Hằng Dịch Đường Đườn là công an đảng ủy kiêm giám đốc sở, đều là những nhân vật có cấp bậc quan trọng, thực quyền nắm trong tay, nhưng cũng không như Diệp Thiên Nam có lực ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì Diệp Thiên Nam có thể hình thành một hạn chế có hiệu quả đối với Trịnh Thịnh, có thể chuyện trò vui vẻ cùng phó tiên phong, có thể ở trong cuộc họp hội nghị thường vụ, ngồi xuống trước mặt là có thể khiến Trịnh Thịnh đắn đo ba phần. Có thể khiến nhân vật số 1 băn khoăn. Nhân vật số 2 cũng nhường bước, giống như một đầu cá voi lớn, cũng đủ phân lượng phá rối nước Tương Giang. Nói không quá khoa trương, nếu không có khoảng thời gian Diệp Thiên Nam rời khỏi Tương Giang chạy đến Bắc Kinh, nếu chẳng phải Diệp Thiên Nam được cái này mất cái khác, thì biến cố của Lĩnh Nam, hội chiến thần đông cùng việc Lâm Hoa Kiến bị bãi miễn, sẽ không được thuận lợi như thế. Hạ Tưởng bình tĩnh nhận thức được chỗ đáng sợ của Diệp Thiên Nam, cũng biết rõ Diệp Thiên Nam hùng mạnh ở chỗ. Không chỉ y có hậu đài kiên cố không thể phá vỡ, còn bởi vì bản thân y rất bình tĩnh, lý trí, vừa có chính trị trí tuệ siêu đẳng hơn người, mọi chuyện đều thông suốt, nếu không phải bởi vì Diệp Địa Bắc, sự tồn tại của y dường như không chê vào đâu được. Cũng phải thừa nhận,
Diệp Thiên Nam xem xét thời thế, đúng lúc trở về Tương Giang, quả thật là hành động sáng suốt, lại thể hiện ra Diệp Thiên Nam có một quyết định kịp thời, khiến Hạ Tưởng khâm phục ưu điểm sáng suốt của y. Rất nhiều người đều không đưa ra được quyết định kịp thời, Diệp Thiên Nam có thể trong chớp mắt xoay người đi, quả thật khiến hắn âm thầm khâm phục. Bởi vì hắn nghe nói Diệp Thiên Nam còn có cơ hội gặp mặt một ủy viên thường vụ, thế mà lại bỏ cơ hội này, chứng tỏ y là người có nghị lực phi thường. Cũng chứng minh rằng Diệp Thiên Nam đang là mối nguy của hắn. Diệp Thiên Nam lúc này quay về Tương Giang, quả thật khiến Hạ Tưởng không khỏi lo lắng, hắn không phải xem thường Trịnh Thịnh không thể khống chế được thế cục, mà hắn hiện không ở Tương Giang, Phó Tiên Phong có khả năng lần nữa bị đong đưa. Phó Tiên Phong là một người tùy lúc đề phòng chuyện xấu, còn Trịnh Thịnh áp chế không được Phó Tiên Phong, lại đoán không ra tính cách của Phó Tiên Phong. Nếu nói như vậy, hắn cần phải nhanh chóng trở về mới được. Nhưng trước mắt, Bắc Kinh còn có mấy chuyện cần hắn xử lý, nếu chẳng may không kịp trở về, bị Diệp Thiên Nam dỗi dãi phản thủ cũng khá đau đầu. Khá tốt, hắn hiện tại cùng Ngô Tài Dương đàm phán, xem như sẽ tiếp tục tạo chướng ngại vật cho Diệp Thiên Nam, có lý do tin tưởng, sự tình sẽ sáng tỏ và rõ ràng, chỉ sợ giữa hắn và Thủ tướng sẽ càng lúc càng xa. Hạ Tưởng lo lắng thế cục Tương Giang, lo lắng Diệp Thiên Nam phản kích, ngược lại bỏ qua một nhân tố bất ngờ ảnh hưởng đến thế cục của tỉnh Tương, 8 người đàn bà. Những người đàn bà khiến hắn vừa yêu vừa không biết làm sao, đang thay hắn mở ra thế cục thứ hai. Những tiếng sóng của Tương Giang, trong thư phòng của Ngô Tài Dương có thể nghe được âm thanh nổi sóng, nhưng sắc mặt của Ngô Tài Dương khá bí hiểm, đối với đề nghị của Hạ Tưởng vừa rồi, y vẫn chưa đưa ra chủ kiến. Thư phòng của ông cụ nhà họ Ngô, Hạ Tưởng đã đến đây nhiều lần, nhưng đối với thư phòng của Ngô Tài Dương, đây là lần đầu tiên hắn bước vào. Nói đến thư phòng của trưởng ban tổ chức trung ương, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ngoại trừ mấy đồ nội thất ra, gần như không có bất cứ đồ trang trí nào. Ngô Tài Dương là người không quá chú ý chi tiết cuộc sống, nhưng cũng không có nghĩa rằng đối với chính trị y lại không tỉ mỉ chú ý, cùng Hạ Tưởng đối thoại, khiến trong lòng y bốn bề sóng dậy. Mặc dù Hạ Tưởng nói chuyện xúc tích, lời nói uyển chuyển, nhưng vẫn làm sáng tỏ ba mục đích. Ba mục đích, mỗi mục đích đều rất quan trọng, cho thấy dũng khí và sở thích của Hạ Tưởng thật khác người. Sở thích có khác người hay không không sao cả, Ngô Tài Dương đã từng gặp qua một người kiêu căng ngạo mạn hơn so với Hạ Tưởng, có lòng ham muốn mà không có dũng khí là người vô học, nhưng cho dù có tính ham muốn lại có dũng khí thì phải làm thế nào đây? Không có trí tuệ vẫn là lời nói khoác. Cho dù có ham muốn, có dũng khí, cũng có trí tuệ, nhưng không có thực lực, cũng chỉ là lý luận suông. Hạ Tưởng trực tiếp nói thẳng ba mục đích, không nói vòng vo né tránh. Thứ nhất, hy vọng nhà họ Ngô ủng hộ Cổ Thu Thật bước vào bộ chính trị. Thứ hai, hy vọng nhà họ Ngô ủng hộ Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm tỉnh ủy Hắc Liêu. Thứ ba, hy vọng nhà họ Ngô ngăn cản Diệp Thiên Nam nhậm chức chủ tịch tỉnh Yến. Cho tới lúc này, Ngô Tài Dương đều cho rằng Hạ Tưởng nói tổng thể, thức thời, cũng không đi quá giới hạn, cũng không đưa ra yêu cầu vô lý. Nhưng hôm nay Hạ Tưởng mặt không đỏ tâm không dao động, trước mặt đề xuất ba điều hy vọng, y thiếu chút nữa cười ra tiếng, thiếu chút nữa chỉ vào cái mũi Hạ Tưởng chất vấn một chút, anh mà cũng muốn nhúng tay vào chuyện quốc gia đại sự, anh mà cũng dám đưa ra điều kiện với nhà họ Ngô, anh mà cũng dám ở ngay trước mặt trưởng ban tổ chức trung ương trực tiếp đưa ra ba vấn đề. Còn dám tỏ ra dáng vẻ định liệu mọi chuyện, anh cho anh là ai vậy? Ngô Tài Dương nén cơn tức giận trong lòng. Nếu chẳng phải y gần đây có chút ấn tượng tốt với Hạ Tưởng, nếu chẳng phải bởi vì Hạ Tưởng hiện tại là lực lượng trung kiên của thế lực gia tộc, nếu chẳng phải Hạ Tưởng trung quy nhận được sự khen ngợi của mọi người, y nhất định sẽ đập bàn ra lệnh tiễn khách. Bởi vì Hạ Tưởng đưa ra ba lời đề nghị, không có cái nào phù hợp với lợi ích của nhà họ Ngô. Hạ Tưởng sư tử há miệng, giống như một người chính trị đưa ra ba điều kiện cho các bậc bề trên, cho dù hắn thay Tổng Bí Thư truyền lời, cũng không cần tỏ thái độ tự cao tự đại như vậy. Ngô Tài Dương sắc mặt âm tình bất định. Nếu nói ủng hộ Cổ Thu Thật tiến vào bộ chính trị, ngăn cản Diệp Thiên Nam đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Yến, còn có lợi ích có thể trao đổi, có ý nghĩa thử nghiệm, vậy ủng hộ Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm tỉnh ủy Hắc Liêu, thì Hạ Tưởng bị ấm đầu mới quyết định thế, về công, nhà họ Ngô có lý do gì để ủng hộ người của Thủ tướng. Về tư, nhà họ Ngô dựa vào cái gì ủng hộ cha vợ của Hạ Tưởng lên chức? Không nghĩ đến Tào Vĩnh Quốc là cha vợ của Hạ Tưởng còn đỡ, vừa nghĩ tới mối quan hệ này, sắc mặt của Ngô Tài Dương hơi âm trầm một chút. Hạ Tưởng vẫn im lặng sớm đã thâu tóm sắc mặt biến đổi của Ngô Tài Dương vào tầm mắt của hắn.
Mấy năm qua, Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương tuy không có giao tiếp nhiều với nhau, nhưng cũng không phải là tuyệt giao hẳn, nhưng hầu hết các trường hợp đều lén lút không như bình thường, gần như chưa từng ở văn phòng trưởng ban tổ chức trung ương gặp qua Ngô Tài Dương để giải quyết việc. Cho nên, hắn đối với việc ở bên trong thư phòng Ngô Tài Dương, vẫn chút lạ lắm. Hiện tại Ngô Tài Dương, không cần sụ bộ mặt giả dối xuống, lấy thân phận là trưởng ban tổ chức trung ương chỉ thị người, còn có thể tự tháo dỡ vẻ ngụy trang, với thân phận nửa công nửa tư nói chuyện với Hạ Tưởng, hiệu quả sẽ hay hơn nhiều. Cũng có thể khiến Hạ Tưởng có thể khám phá tâm tư của Ngô Tài Dương, từng bước nắm vững mọi chuyện. Hạ Tưởng, anh ở Tương Giang gây ra sức ép khá lớn, còn ngại Tương Giang nước cạn, chẳng lẽ còn muốn nhảy sang Trung Nam Hải tung hoành sao? Mí mắt của Ngô Tài Dương khẽ nhếch lên, trên mặt là nụ cười có như không, kỳ thật trong ánh mắt đã lộ ra sự coi thường. Ngô Tài Dương rốt cuộc vẫn tỏ thái độ thù địch với hắn, mặc dù mấy năm gần đây chạm trán qua lại khá nhiều, ấn tượng đối với hắn ít nhiều cũng có sự thay đổi, nhưng Ngô Tài Dương đối nhân xử thế cố chấp, quan niệm thâm căn cố đế không bao giờ thay đổi, hôm nay lại nghe hắn đề xuất vượt qua lẽ thường, càng tỏ thái độ ngạo nghễ khinh miệt. Đối với việc này, Hạ Tưởng sớm có tâm lý chuẩn bị. Hạ Tưởng trong lòng biết rõ, tuy nói ông cụ cả đời gian nan vất vả, nắm rõ thế sự, cơ hồ như khó thuyết phục nhất, kỳ thật không phải vậy. Người đã luống tuổi, vướng bận nhiều, tâm can cũng trùng xuống, dùng thân tình để cảm hóa là kế sách hay nhất, có hiệu quả tuyệt đối. Bởi vậy, khiến ông cụ chuyển hướng, khó khăn không nhỏ, nhưng cũng không phải là không làm được. Làm người ai cũng có nhược điểm, Ngô Tài Dương cũng có. Cho nên cho dù khi đối mặt Ngô Tài Dương, áp lực không nhỏ, nhưng Hạ Tưởng vẫn duy trì thái độ thản nhiên như trước. Trưởng ban Ngô, đây chỉ là đề nghị của tôi, nếu ông thấy khả thi, cần đàm phán tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán, sự tình đối với hai bên đều có lợi, tôi cho rằng nên thử một lần. Hạ Tưởng không bao giờ nói mà không có chuẩn bị, đối với nhược điểm tính cách của Ngô Tài Dương, hắn không dám nói hoàn toàn hiểu hết, trong lòng hắn hơi lo lắng. Ánh mắt Ngô Tài Dương từ từ sáng lên. Không phải là người ngoài, có việc cứ nói thẳng ra, hiện tại lại đang ở nhà. Lại hơi trầm ngâm. Tuy nhiên, tôi thấy sự tình đối với nhà họ Ngô chẳng có ích lợi gì. Giọng điệu so với lúc nãy rất khác, giọng điệu của sự dò xét. Hạ Tưởng ngấm ngầm cười, thái độ của Ngô Tài Dương chuyển biến cực nhanh, làm cho người ta buồn cười, nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải, sau khi tháo mũ quan xuống, cũng có nhược điểm như người thường. Ba chuyện, kỳ thật mọi chuyện đều có lợi cho nhà họ Ngô, trưởng ban Ngô nhất định trong lòng biết rõ. Hạ Tưởng đáp, có lợi hay không tôi không tính, cho nên. Ngô Tài Dương khoát tay, hơi có chút không kiên nhẫn nói. Không nên thừa nước đục thả câu, anh cần phải mượn lực lượng của người khác, anh lại không có vốn, nói thẳng, anh đang thay ai gửi lời. Tôi không thay ai cả, tôi chỉ nói lên quan điểm của tôi. Hạ Tưởng đầy tự tin trả lời. Ngô Tài Dương sắc mặt lại âm trầm. Hạ Tưởng, anh, dựa vào cái gì, chỉ với thân phận của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, anh với phân lượng chỉ bằng một cấp phó. Anh đề cập đến ba chuyện, đều là chuyện quốc gia đại sự, ngay cả Ủy viên Bộ Chính trị cũng quyết định không được sự tình trọng đại này. Tôi không có ý định quyết định cái gì ở đây cả, lại càng không ngốc đến nỗi quyết định chuyện của quốc gia, chỉ có điều muốn cùng trưởng ban Ngô đàm phán một sự tình mà tôi cho rằng có lợi cho hai bên. Chỉ là muốn nhà họ Ngô ủng hộ đề nghị của tôi. Giọng điệu của Hạ Tưởng vẫn thư thả như cũ. Vấn đề là, chính là muốn làm đòn bẩy, cũng muốn có đủ độ cứng mới được. Chỉ tiếc, Hạ Tưởng, anh đã không đủ tiêu chuẩn để hành động như một điểm tựa. Anh không có nguồn vốn. Ngô Tài Dương rốt cục cười lạnh. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, rốt cục đợi cho trưởng ban Ngô cười lạnh, hắn liền cười đến vươn một ngón tay. Trưởng ban Ngô, tôi có tiền, tuy rằng không nhiều lắm. Tuy nhiên phỏng chừng cũng đủ, 10 tỷ. Có đủ hay không? Đương nhiên, tôi nói là đô la Mỹ. Vẻ mặt Hạ Tưởng biểu lộ sự nham hiểm và gian ác, còn có chút đắc ý cười xấu xa. Chương 1382, cách dùng thứ 3 của 10 tỷ. Bên bờ sông Tương Giang, sắc màu rực rỡ, ngập trong vàng son. Mỹ nhân tỉnh Tương rất đẹp, lời ấy là thật, tuy là ban đêm, nhưng dòng người vẫn tấp nập, thật đúng là người đẹp như mây. Nhiều người đẹp làm lòng người say đắm. Cho dù là đùi trắng quần ngắn, hay là mặc váy dài thanh tao lịch sự, béo gầy, mỗi người mỗi vẻ. Trong đám mỹ nữ đẹp như mây, có ba mỹ nữ làm người khác chú ý. Một người đẹp như hoa cúc,
váy dài tóc dài, dáng vẻ tươi mát, chính là Vệ Tân. Một người đùi thon trắng, dáng người nóng bỏng, trang điểm đậm, vẻ mặt ăn ảnh, ăn mặc thời trang, nếu Hạ Tưởng nhìn thấy, nhất định sẽ sao lòng, bởi đó chính là Phó Tiên Tiên. Người còn lại, mặc quần không thể ngắn hơn được nữa, lộ ra da thịt ở thắt lưng, hơn nữa lại đeo mắt kính to quá cỡ, còn trang điểm diêm dúa, quả là giống người ngoài hành tinh, chính là Dương Diêu Nhi. Hạ Tưởng lại giữ bình tĩnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng sẽ ngạc nhiên bởi vì hầu như ba người chưa bao giờ tụ họp lại với nhau, lại cùng nhau nói cười, giống như bạn tốt từ lâu, đi tới quán trà bên bờ sông, không ngờ muốn uống trà ngắm trăng. Cho dù đêm nay ánh trăng mờ ảo, cũng không thể bỏ qua thưởng thức cái đẹp. Không sai, quả thật là Phó Tiên Tiên và Vệ Tân cùng Dương Diêu Nhi đi cùng nhau, dùng tiệc trà xã giao, tăng thêm sự giao lưu. Có thể khiến Dương Diêu Nhi và Phó Tiên Tiên, Vệ Tân cùng ngồi nói chuyện, không thể không khâm phục lời ăn tiếng nói của Phó Tiên Tiên, dù sao cô năm đó cho dù là tiểu ma nữ có lối sống buông thả, Phó Tiên Tiên muốn nhận được sự tín nhiệm của Dương Diêu Nhi, cũng không có gì khó. Mà Vệ Tân sở dĩ cùng Phó Tiên Tiên đến gặp Dương Diêu Nhi, cũng là bởi vì cô muốn vì Hạ Tưởng làm chút chuyện gì đó, nghe Phó Tiên Tiên nói Dương Diêu Nhi là người mở đầu, cô không chút do dự phối hợp Phó Tiên Tiên, quyết định cùng Phó Tiên Tiên, liên kết đánh hạ Dương Diêu Nhi. Bộ ngực của Dương Diêu Nhi quả thực không nhỏ, ít nhất so với Phó Tiên Tiên và Vệ Tân là niềm tự hào của nhiều người, nhưng nếu so về trí óc và độ thông minh, cô đương nhiên kém hơn. Cách ăn mặc của Phó Tiên Tiên khiến cô rất có thiện cảm, còn sự dịu dàng của Vệ Tân cũng khiến cô không cảm thấy uy hiếp. Sau hai lần tiếp xúc, Dương Diêu Nhi và Phó Tiên Tiên, Vệ Tân liền trở thành chị em. Ba mỹ nữ đi đến đâu cũng làm tiêu điểm cho mọi người ngắm nhìn, Dương Diêu Nhi làm việc này tự thấy hài lòng, còn đối với sự khiêu khích trêu chọc của mấy tên thanh niên bất lương ai đến cũng không cự tuyệt. Phó Tiên Tiên đỡ hơn, bình tĩnh ứng phó, Vệ Tân khó tránh khỏi khẽ nhíu mày, không mấy thích ứng. Sau khi ba người ngồi xuống, dùng trà và ăn vặt, nói chuyện phiếm, dường như không có chủ đề, nói một số chủ đề về phụ nữ, trang điểm, nói về đàn ông, nói về quần áo, tán gẫu đủ thứ. Vệ Tân cũng dần dần cởi mở, cũng tiếp chuyện, kể chuyện vui trước kia, kể chuyện vui đến nỗi mọi người cười đến vỡ bụng. Không khí dần dần trở nên hòa hợp. Phó Tiên Tiên thân phận là em gái của Phó Tiên Phong, Dương Diêu Nhi cũng biết, đương nhiên. Còn có nhiều nội tình cô không biết, và lại, cô cũng không phải là người nhiều chuyện, chỉ cần hợp tính tình, chơi thân, lại vui vẻ, sẽ tự nhiên bộc lộ hết mọi thứ. Đề tài, dần dần rơi vào Lâm Tiểu Viễn. Nghe nói cô và Lâm Tiểu Viễn, có một thời gian ở cùng nhau. Phó Tiên Tiên cười rất hiểm. Người đàn ông mà quen tôi một thời gian rất nhiều, đâu chỉ có Lâm Tiểu Viễn, từ góc độ của người đàn ông mà đánh giá y. Y coi như có một chút năng lực khiến cho người ta nhớ nhung, tuy nhiên nói đến phương diện khác, không đáng để nhắc tới. Dương Diêu Nhi phất tay phản đối. Y không đánh hỏng mắt Hoàng Nghĩa, tôi cũng không hận y, phỏng chừng y cũng bởi vì yêu mà thành hận, đối với tôi còn có chút cảm tình. Vệ Tân chớp mắt, cười khẽ hỏi. Tình tương chí ít cũng có người con gái như chị thực giỏi, có thể nổi tiếng ngang bằng ba vị công tử. Dương Diêu Nhi cười khúc khích. Đừng nói bốn thiếu gia tình tương gì nữa, hiện tại tan tác cả rồi. Làm sao lại tan tác, đã không có Lâm Tiểu Viễn, còn có thể gọi ba thiếu gia tình tương mà. Phó Tiên Tiên vừa uống trà, vừa không chút để ý hỏi. Phó Bí Thư Diệp đã về, cảnh báo chúng tôi, bảo chúng tôi kiềm chế một chút, còn nói sau này không để cho chúng tôi kết thành một bè. Nghe nói y còn sắp xếp cho Diệp Bắc Địa đi nước ngoài bồi dưỡng, dường như muốn học lên đại học gì đó. Học quản lý công thương. Còn muốn Hồ Quân mau chóng xuất ngoại, cho dù không ra nước ngoài, cũng không ở lại Tương Giang. Dương Diêu Nhi bất mãn lắc lắc đầu. Tôi mới là người không thể rời khỏi Tương Giang có chỗ nào không tốt. Bọn họ đều sợ Hạ Tưởng, tôi không sợ, tôi không làm chuyện gì xấu. Cùng lắm thì có ăn nằm với Hạ Tưởng một lần, xem hắn đối với tôi thế nào. Sắc mặt Vệ Tân biến đổi, vội uống mấy hớp trà, mới chế ngự được cảm xúc. Phó Tiên Tiên lại hồn nhiên chưa phát hiện, một chút xấu hổ cũng không có, hơn nữa cô cười. Diêu Nhi, cô dụ dỗ Hạ Tưởng, có được gì không? Vẻ mặt Dương Diêu Nhi hối hận. Thiếu chút nữa, thật đáng tiếc, nếu không Hạ Tưởng hiện tại thành người của tôi, vui biết mấy. Nhưng vẫn còn có cơ hội. Phó Tiên Tiên cười rất tà ác. Vậy cô có dụ dỗ Phó Bí Thư Diệp không?
Phụt, một tiếng, Dương Diêu Nhi phun một ngụm trà ra ngoài, thiếu chút nữa là phun đầy người vệ tân. Cô mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Phó Tiên Tiên hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy tay của Phó Tiên Tiên. Cô bạn, thật cao thủ, bí mật thầm kín của tôi cũng bị cô thấy được, ai cũng thật không ngờ tôi đã từng cùng Phó Bí Thư Diệp có. Ha ha, ngay cả người quen thuộc cũng không thể ngờ tới, không ngờ cô chỉ liếc mắt một cái đã biết hết, cô rất giỏi, cô tổng cộng quen qua mấy người đàn ông. Phó Tiên Tiên ánh mắt sáng rỡ, tuy nhiên đè nén sự vui sướng, trong lòng thần bí đắc ý nói. Mấy người đàn ông, mấy chục người thì có, không đếm được. Đàn ông là gì? Là đồ chơi trên giường của chúng ta. Dương Diều Nhi cười dâm đãng, bỗng nhiên dường như phát hiện ra cái gì đó, quan sát Phó Tiên Tiên vài lần, trong ánh mắt chứa sự nghi hoặc và hoài nghi. Phó Tiên Tiên cho rằng Dương Diêu Nhi đã nhìn thấy được cái gì, cô tuy rằng giả bộ khá hay, kỳ thật là xưa nay đây là đầu tiên làm gián điệp, trong lòng vẫn bất ổn. Dương Diêu Nhi là người phóng đãng, cô thì không phải, chỉ có điều nói quá đà mà thôi, nếu bị Dương Diêu Nhi lôi kéo đi tìm đàn ông, cô cũng không dám. Chẳng lẽ Dương Diêu Nhi hoài nghi cô cái gì? Sửng sốt trong chốc lát, Dương Diêu Nhi mới mỉm cười. Tiên Tiên, cô ăn cái gì mà dáng vẻ tươi tốt như vậy? Chẳng phải đã trải qua vô số người đàn ông, dáng người của cô còn có mùi thơm của cơ thể, giống phụ nữ còn trinh. Một câu nói thiếu chút nữa khiến Phó Tiên Tiên mặt đỏ tai hồng, vệ tân ở một bên vẻ mặt ngạc nhiên liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái, thầm nghĩ quá thần kỳ, còn trinh hay không cũng có thể nhìn thấy ư. Lại lập tức nghĩ đến, Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng quen nhau đã nhiều năm, cô làm sao còn trinh, chẳng lẽ là... Lại nghĩ tới cô và Hạ Tưởng quan vài năm mới đi đến ngưỡng giới hạn cuối cùng, trong lòng lại thương cảm ngọt ngào. Vệ tân ngọt ngào và thương cảm, Phó Tiên Tiên đương nhiên không biết, cô chỉ biết là, cô vẫn là tiểu ma nữ, kỳ thật so với nhiều người vẫn thuần khiết hơn, nhiều năm như vậy, vẫn giữ vững khí tiết. Lập tức cũng thương cảm không thể hiểu, giữ đi giữ lại, người xấu kia có biết quý trọng hay không? Bên người hắn quá nhiều mỹ nữ, đã có 8 người phụ nữ ở Tương Giang rồi. Trong 8 người phụ nữ, chỉ có cô còn chưa từng cùng hắn. Có phải cô quá vô dụng không? Tuy nhiên hôm nay, quả thật rất có thu hoạch, không ngờ khiến cô hỏi ra chuyện cất giấu của Diệp Thiên Nam. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên Nam là đồng sự của cha Dương Diêu Nhi, lại có quan hệ nam nữ với Dương Diêu Nhi, quả thực quá vô sỉ rất ghê tởm. Lại nghĩ, với sự dâm đãng của Dương Diêu Nhi, người đàn ông nào chịu nổi dáng vẻ hấp dẫn của cô? Đàn ông trên thế giới đều có đức tính này, ngoại trừ Hạ Tưởng ra, Phó Tiên Tiên lập tức nghĩ xa xôi, hừ, tên xấu hiện tại hẳn là biết cô cũng có trọng dụng, bao nhiêu tin tức bên trong đều bị cô khai quật cả rồi, sau khi trở về, xem hắn cảm ơn cô như thế nào. Hạ Tưởng còn không biết hắn được Phó Tiên Tiên sau lưng ngấm ngầm khen ngợi, càng không biết đám phụ nữ của hắn đang hoạt động khắp nơi ở Tương Giang, dư luận Tương Giang xôn xao, hắn hiện tại vẻ mặt vẫn tươi cười ngồi ở nhà Ngô Tài Dương, chờ Ngô Tài Dương trả lời. Ngô Tài Dương chấn kinh rồi. Từ vẻ mặt khiếp sợ của Ngô Tài Dương, Hạ Tưởng lại đắc ý tự nói, lại thành công rồi, lần trước ông cụ nhà họ Ngô sau khi đề cập qua 10 tỷ, quả nhiên ông cụ nhà họ Ngô không có kết nối với Ngô Tài Dương, thậm chí có lý do để tin tưởng, ông cụ đến Ngô Tài Giang cũng không nói. Bởi vì Hạ Tưởng hiểu rõ ông cụ, hiện tại ông cụ là người cô độc, có rất nhiều sự tình buồn bã ở trong lòng, chưa có đưa ra quyết định cuối cùng. Sẽ không cùng Ngô Tài Dương hoặc là Ngô Tài Giang kết nối, thậm chí sau khi có quyết định, cũng chỉ nói cho bọn họ kết quả, không nói cho bọn họ quá trình ông suy nghĩ. Ông cụ già rồi, khi làm việc, đắn đo hơn, đảm bảo cho ba đời nhà họ Ngô phú quý cũng quá kinh người, ông cụ sẽ không cùng Ngô Tài Dương thảo luận, mới không để cho Ngô Tài Dương không tín nhiệm, hoài nghi sức phán đoán của ông. Ông sẽ không cho bất cứ kẻ nào khiêu chiến quyền uy của ông, cho nên, ông tốt nhất là trầm mặc. Ngô Tài Dương quả thật chấn kinh rồi, quả thật đúng chóc suy đoán của Hạ Tưởng, 10 tỷ là chuyện lớn, y chưa từng biết tin tức này từ miệng ông cụ. Nói lại thì, cho dù là ông cụ nói, y cũng chỉ cười trừ, không tin tưởng. Lời nói của ông cụ y không thể tin tưởng, lời của Hạ Tưởng, y lại càng cho rằng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho nên Ngô Tài Dương sau khi kinh ngạc, không chút nào che giấu cất tiếng cười to. Hạ Tưởng, nếu anh không có việc gì quan trọng, tôi còn mấy văn kiện cần phê duyệt. Dứt khoát trực tiếp cắt đứt cuộc nói chuyện. Hạ Tưởng đứng lên, lại nói một câu. Trưởng ban Ngô, ngày mai sẽ có một số việc phát sinh,
đến lúc đó anh sẽ biết những lời tôi vừa nói lúc nãy sẽ thật như thế nào. Tôi ở trước mặt ông, không nói dối câu nào, cũng không thổi phồng mọi chuyện. Nói xong, Hạ Tưởng xoay người rời đi, không có chút do dự. Nhìn bóng dáng Hạ Tưởng biến mất sau cánh cửa, Ngô Tài Dương ngược lại ngây ngẩn cả người. Sửng sốt khoảng một phút, y mới bừng tỉnh, lắc đầu cười, nghĩ thầm rằng lời của Hạ Tưởng thật có tình ý, tuy nhiên nghĩ đến dáng vẻ kiên định và nghiêm túc của Hạ Tưởng, trong lòng cũng hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Hạ Tưởng thực sự có 10 tỷ đô la Mỹ? Cho dù có, hắn dám bỏ ra 10 tỷ đô la Mỹ để triển khai hoạt động của ba việc này. Chẳng qua 10 tỷ đô la Mỹ, thật sự có thể làm được rất nhiều chuyện không để người ngoài xen vào mới đúng. Ngô Tài Dương đang chìm vào suy nghĩ sâu xa. Sáng sớm hôm sau, không đợi Ngô Tài Dương trả lời, Hạ Tưởng liền quay về Tương Giang. Bởi vì Tương Giang đã xảy ra hai chuyện, hắn phải tự mình trở về xử lý, hơn nữa đây là chuyện lớn một khắc cũng không được chậm trễ. Chương 1383, thế cục ngày càng sáng tỏ. Hai chuyện, một chuyện nằm trong dự liệu, một chuyện khác, ít nhiều nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng. Chuyện thứ nhất là sự tình xảy ra ở Hoài Dương. Thái Giang Vĩ sau khi bị bắt, đầu tiên chỉ là nhận trách nhiệm tội đã gây ra là áp bức người chết. Theo sự tiến triển của vụ án, Cục Công an thành phố và Ủy ban Kỷ luật tỉnh kết hợp phá án, nhiều vấn đề của Thái Giang Vĩ nổi lên mặt nước. Ở trước thế công và bằng chứng hùng mạnh, phòng tuyến tâm lý của Thái Giang Vĩ sụp đổ, giải thích rất nhiều sự thật, khai ra ở thành phố Hoài Dương không ít cán bộ đảng và chính quyền, đồng thời vụ việc cầu Hoài Dương sụp đổ bởi. Chuyện cũng nhắc lại, liên quan tới Lâm Tiểu Viễn, Hồ Quân Do và Diệp Địa Bắc, Dương Diêu Nhi. Cũng có người có gì đó, sau khi đều cho rằng Thái Giang Vĩ đớn hèn mạnh miệng lớn tiếng, gào khóc còn cắn lại Hồ Định. Sự tình liền lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, bay lên độ cao chính trị. Đương nhiên, lời nói của Thái Giang Vĩ sẽ không lọt ra bên ngoài. Nhưng nếu liên tưởng đến hiện tại toàn bộ Ủy ban Kỷ luật bị Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh khống chế, vấn đề của Hồ Định cho dù áp chế, dự đoán cũng có thể thông qua con đường nòa đó truyền đến tai ông ta. Vì thế, những người gần Phó Chủ tịch Hồ vài ngày gần đây phát hiện, Phó Chủ tịch Hồ tâm tình đặc biệt không tốt, thường xuyên vô duyên vô cớ phát hỏa, hơn nữa còn dọa người trong cơn tức. Nếu chỉ một mình Thái Giang Vĩ không đủ để châm ngoài cho hội chiến Hoài Dương, nhưng sự tình xảy ra không ngờ, Ninh Nghị một nhà thầu cầu Hoài Dương sau khi lẩn trốn nửa năm, đột nhiên về Cục Công an thành phố Tương Giang tự thú. Ninh Nghị đầu thú, trở thành một gốc giả cuối cùng của Trịnh Thịnh luôn muốn dẫn phát hội chiến Hoài Dương. Bởi vì Ninh Nghị cắn rứt lương tâm, cảm thấy hổ thẹn đối với dân chúng vô tội bỏ mạng, toàn bộ thép của cầu Hoài Dương đều do y cung cấp, chỉ số tiêu chuẩn kỹ thuật thép đều nhỏ hơn 1 đến 2 số so với quy định. Nhưng không phải do ông ta, là bên thu mua chủ động đề xuất giảm bớt chất lượng thép, ông ta chỉ phụ trách cung cấp, không có quyền dùng loại thép nào. Ninh Nghị còn khai ra ông ta để trúng thầu, sự thực lần lượt đút lót cho bí thư thành phố Hoài Dương và phó thị trưởng thường trực, số tiền đút lót trên triệu tệ. Ninh Nghị nhận tội, đã tiến thêm một bước trong việc kích thích Thái Giang Vĩ vì có biểu hiện lập công, cũng đã đem rất nhiều tin tức quan trường Hoài Dương tung ra ngoài, Trịnh Thịnh cuối cùng quyết định xử lý Hoài Dương. Hội chiến thần đông khiến Trịnh Thịnh có tiếng tăm lẫy lừng, được điểm danh khen ngợi trong mấy hội nghị của Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tổng bí thư cũng ở trường hợp khác, hai lần nhắc tới công tác chống tham nhũng ở Thần Đông được nhân dân quan tâm sâu sắc, là một cơn lốc chống tham nhũng có ý nghĩa sâu xa. Nếu mượn gió xuân của hội chiến Thần Đông, tiếp tục cho thành phố sau, thành tích mà tỉnh Tương giành được trên vấn đề chống tham nhũng, sẽ vượt qua tỉnh sở, mà Trịnh Thịnh làm bí thư, cũng ghi chép thêm vào lịch sử của tỉnh Tương một chiến tích rất lớn. Bởi vậy, Diệp Thiên Nam vừa về đến tỉnh ủy, ngay cả khi khuôn mặt cũng chưa kịp rửa, liền nhận được thông báo tổ chức hội nghị công việc bí thư Trịnh Thịnh tặng ông ta một phần đại lễ, muốn phát động hội chiến Hoài Dương. Diệp Thiên Nam bị đánh một đòn trở tay không kịp. Vốn định đề xuất không đồng ý, nhưng muốn xâm nhập để hiểu biết một chút tình huống mà quyết định, nhưng Trịnh Thịnh không cho ông ta cơ hội kéo dài, công bố Ủy ban Kỷ luật đã nắm giữ được chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ chờ Hạ Tưởng đến sẽ áp dụng hành động. Trước khi hành động, mời các đồng chí nghiêm khắc giữ bí mật theo quy định. Diệp Thiên Nam vô cùng buồn bực, hội nghị công việc bí thư tuy rằng không có Hạ Tưởng tham gia, nhưng Thương Giang đại biểu cho Ủy ban Kỷ luật tham dự, hiển nhiên là ra sức ủng hộ lập trường của Trịnh Thịnh, mà Phó Tiên Phong cũng cam chịu, nếu mà chỉ mình ông ta phản đối, thì thật chướng mắt. Vừa trở về,
thế cục tỉnh ủy vừa rồi vẫn hiểu không quá sâu, liền mạo muội phản đối cũng không tốt lắm, Diệp Thiên Nam đành phải cố mà làm như đáp ứng nhưng trong lòng vẫn vô cùng không thoải mái, tương đương với bị Trịnh Thịnh đánh một đòn. Nhưng mà, sự tình phía sau còn khiến ông ta càng không thoải mái. Vừa mới trở lại phòng làm việc, mấy chiếc điện thoại trên bàn Diệp Thiên Nam liền vang liên tiếp, tiếng chuông rất chói tai, khiến cho ông ta phá lệ bực bội. Vừa thấy một trong số đó là điện thoại có đường dây riêng tới quân khu, hắn trong lòng căng thẳng, lại xảy ra chuyện gì? Vội giơ tay nhận điện thoại, bên trong truyền đến tiếng thở hổn hển. Phó Bí Thư Diệp, anh cũng đã về rồi. Nói cho anh một tin tức rất xấu, lại một thuyền dầu bị bắt giữ. Cái gì? Diệp Thiên Nam bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Quá đáng, rất quá đáng. Một lần còn được, không ngờ lại bắt lần nữa, thực muốn tạo phản sao. Vụ bắt thuyền lần trước, cuối cùng quan tòa vẫn đánh tới quân ủy mỗi bên đánh 50, xem như không giải quyết được gì. Kỳ thật Diệp Nam Thiên biết rõ, đối phương đã thắng một ván nhỏ, bởi vì thuyền không thả, người đã bắt, dầu tịch thu. Nhưng thắng bại một thuyền dầu chưa nói lên điều gì, cũng không nhất định sẽ chứng minh đối phương có lực lượng đè đầu cưỡi cổ. Ai ngờ ở lần trước sự tình còn chưa hoàn toàn kết thúc, đối phương lại liều lĩnh, bắt giữ lần nữa, kết thù lớn rồi. Cũng chứng minh được một điều, đối phương không hề sợ hãi, không chịu để yên. Thật to gan, sau khi lên tiếng, còn dám như thế, Diệp Thiên Nam cũng không phải là người mới bước vào quan trường, liền biết, e rằng đồng thời vào lúc Tổng Bí Thư ở các tỉnh phối hợp thay đổi nhân sự, trong quân đội điều động cũng dày đặc, vừa muốn có người lên có người xuống, có người thăng quan phát tài, có người xui xẻo ngã ngựa. Nghĩ lại, Diệp Thiên Nam lại kết luận, hạ tưởng, thật sự là một thanh kiếm sắc, một cây súng trường, toàn bộ sự việc đều do hắn dựng lên. Nếu không phải hắn từ giữa khơi mào, tỉnh tương, làm sao tỉnh tương lại liên tiếp xuất hiện nhiều sự kiện như vậy? Hơn nữa còn toàn những sự việc về quân đội và địa phương. Chẳng lẽ, hạ tưởng thật sự là chưa thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định? Diệp Thiên Nam đột nhiên đấm mạnh xuống bàn. Nếu có một ngày khiến ông ta phát hiện hạ tưởng sau lưng ngăn cản ông ta đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Yến, ông ta dù không dùng hết thảy thủ đoạn, cũng phải khiến hạ tưởng nếm mùi đau khổ. Tuy nhiên Diệp Thiên Nam lại nghĩ, Diệp Địa Bắc tại sao không nghe lời ông ta mà thu tay lại, ngược lại lại tiến thêm một thuyền dầu, là đạo lý gì? Sự tình xảy ra ở Hoài Dương và Lĩnh Nam lại gây xáo trộn, hai chuyện kẻ trước người sau, lại khuấy động nước tương giang, cũng khiến hạ tưởng trước khi trở về. Vốn còn muốn gặp mặt lão cổ lần nữa, chỉ có thể để lần sau hãy nói. Nhưng cũng đã nói chuyện điện thoại rất lâu với lão cổ. Hứa Quan Hoa, Đỗ Tử An, Hạ Bạc Viễn, cậu đều đã gặp qua, mạng lưới quan hệ của tôi cậu đã tận dụng triệt để, khi nào tôi nhắm mắt cũng thấy an tâm. Đỗ Tử An so với Hứa Quan Hoa lý lịch kinh nghiệm sâu hơn, cấp bậc cũng cao, nhưng lão cổ lại đem Hứa Quan Hoa xếp đầu tiên, có thể thấy được về cảm nhận của ông ta. Hứa Quan Hoa tiền đồ rộng mở hơn. Hạ tưởng biết rằng, lão cổ nói đùa, với thành tựu của cả một đời chinh chiến của ông ta, trong quân khẳng định không chỉ ảnh hưởng tới vài thiếu tướng, trung tướng và đại tướng e là cũng có, trong quân ủy trung ương, cũng sẽ có người thân của ông ta. Trước khi tôi chưa quen biết mấy vị đại tướng, trung tướng, ông nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Hạ tưởng nói nửa đùa nửa thật. Ha ha, nói như vậy. Ta còn phải sống lâu thêm vài năm nữa sao? Lão cổ vui vẻ mỉm cười, tuy nói người đã có tuổi không còn màng danh lợi, nhưng vẫn hy vọng lời nói của mình còn chút trọng lượng, lão cổ cũng không phải ngoại lệ. Lão cổ, ngài bảo biến cố Lĩnh Nam cuối cùng sẽ giải quyết như thế nào? Hạ tưởng chỉ biết, lão cổ vẫn quan tâm chuyện này, bởi vì chuyện này và cổ ngọc có liên quan. Nghe nói lại bắt giữ lần nữa. Lão cổ giọng điệu rất nhạt, nói. Một lần thì cũng xem như thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì quá đáng rồi, cuối cùng không chừng chỉ một hai người, kỷ luật quân đội sẽ bị chê cười. Hạ tưởng nghe rõ ràng, mỉm cười. Tôi sẽ nói với Cổ Ngọc điều tốt này. Cổ Ngọc là chuyện nhỏ, nó làm cho người ta bớt lo, ngược lại là cậu lại không làm cho ta bớt lo. Lão cổ còn nói, có một việc ta thật sự muốn nhắc nhở cậu một chút. Đang lúc hạ tưởng chăm chú lắng nghe, lão cổ lại không nói. Thôi đi, không nói nữa, cậu tự mình suy nghĩ nhiều chút, tự giải quyết cho tốt đi. Từ khi nào lão cổ cũng trở nên không quả quyết, rốt cuộc là chuyện gì khiến ông cũng khó nói ra. Hạ tưởng nghĩ trên đường đi, về tới Tương Giang,
vừa mới xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm. Anh ở thủ đô thế nào mà không quay về? Không biết Tương Giang có một đám phụ nữ đang đợi anh sao? Mở đầu liền trêu chọc Hạ Tưởng một câu, khiến Hạ Tưởng không biết chống đỡ kiểu gì, rồi Mai Hiểu Lâm lại ha hả cười, nói đến chính sự. Chú bảo gọi anh để liên hệ một chút, nói là có việc gấp. Mai Thái Bình tìm hắn có việc gấp gì? Hạ Tưởng cũng không thèm nói thêm gì với Mai Hiểu Lâm, liền lập tức gọi điện cho Mai Thái Bình. Chủ nhiệm Hạ, cậu ở thủ đô hoạt động lâu như vậy, mà cũng không nói với tôi một tiếng, có phải không đủ thú vị? Mai Thái Bình cũng không có hỏi thăm, mở đầu ngay bằng một câu nghi vấn. Hạ Tưởng hiểu Mai Thái Bình ám chỉ điều gì, ha hả cười. Tuy nói cử hiền bất thị thân chọn hiền tài không cần tránh người thân của mình, nhưng Tào Vĩnh Quốc dù sao cũng là cha vợ. Tôi và chủ tịch tỉnh Tào có quen biết, rất hiểu cách đối nhân xử thế của ông ta, vừa rồi vừa khéo Khâu Tự Phong gọi điện thoại, chúng tôi nhất trí cho rằng, chủ tịch tỉnh Tào hẳn là đi theo hướng cương vị công tác trọng yếu hơn. Nhà họ Mai dành tỏ thái độ trước nhà họ Khâu, khẳng định là sự tình xảy ra biến cố ở chỗ nào đó, Hạ Tưởng không kịp nghĩ kỹ, trước hết tạ ơn qua Mai Thái Bình. Cháu thay cha vợ cảm ơn chủ tịch Mai và Tự Phong. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, quá khách khí là người ngoài rồi. Mai Thái Bình ý tứ, không nói nhiều nữa. Tôi sẽ không gọi điện thoại tới chủ tịch tỉnh Tào nữa, gần đây bận. Bận chẳng qua chỉ là một lý do, chủ yếu là Mai Thái Bình muốn hắn mang ơn, mà không cần nhạc phụ phải nhớ. Vừa về đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng vừa vào văn phòng, còn chưa ngồi xuống. Liền thấy Phó Tiên Phong cười nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Chu nhiệm Hạ, khí sắc không tồi, hành trình tới thủ đô, hẳn là thu hoạch rất khá. Phó Tiên Phong mở đầu bằng một câu ném đá dò đường. Hội nghị ủy ban kỷ luật trung ương, cũng coi như có chút thu hoạch. Hạ Tưởng biết rằng Phó Tiên Phong nhất định có việc, liền đứng lên nghênh đón. Mời chủ tịch tỉnh Phó ngồi. Phó Tiên Phong khoát tay. Không ngồi nữa, tôi đến để nói một sự kiện. Thay tôi hỏi thăm chủ tịch tỉnh Tào. Trong bốn nhà, liên tiếp có ba nhà tỏ thái độ ủng hộ Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là một mắt xích nào đó, đã được thông. Hạ Tưởng thậm chí còn chưa kịp chủ động gọi điện thoại hỏi một chút, đã xảy ra sự tình gì, điện thoại trên bàn đúng lúc vang lên, là điện thoại từ thủ đô. Hạ Tưởng chợt nghe một tin khiến hắn khiếp sợ. Lần lượt bổ sung đề danh ủy viên Bộ Chính trị, buổi chiều mời dự họp hội nghị lần đầu tiên. Ván đầu tiên của Trung ương, đã bắt đầu rồi. Vừa buông điện thoại, thư ký số 1 của tỉnh ủy Đồng Phàm vẻ mặt ý cười gõ cửa tiến vào, tự mình đến mời Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, bí thư Trịnh mời ngài qua một chút. Ván thứ 3 của tỉnh Tương, bắt đầu rồi. Chương 1384, Tiểu Lang Quân thành thực đáng yêu. Tối hôm qua, sau khi Hạ Tưởng đi rồi, Ngô Tài Dương ở trong thư phòng một mình, trầm tư một hồi lâu. Đừng thấy Ngô Tài Dương ở trước mặt Hạ Tưởng tỏ vẻ ngạo nghễ, thật ra sâu trong tâm, y đối với Hạ Tưởng vẫn có cảm giác bất lực nhìn không thấu mỏ không ra, cũng có mặt không muốn thừa nhận, y vẫn có chút khâm phục Hạ Tưởng. Năm đó y ở Tây Bắc một mình phấn đấu, đoạn tuyệt quan hệ với ông cụ, tuyên bố không cần gia tộc trợ giúp, tuy nói cái nhãn thế lực gia tộc trên đầu của y sinh ra đã có, không có khả năng mất đi, nhưng y trước sau vẫn cho rằng trước khi vào cấp tỉnh cấp bộ, vẫn phải dựa vào sự cố gắng của chính mình. Quả thật, quan hệ sáng tối đối với tiến bộ của hắn cũng có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Nhưng Ngô Tài Dương cảm nhận được, y xem như là một loại khác trong thế lực gia tộc, không giống như người khác, như Mai Thái Bình, Phó Tiên Phong, mỗi một bước đều phải dựa vào bàn tay khổng lồ của gia tộc thúc đẩy mới có thể tiến lên. Ở điểm này, Hạ Tưởng và y rất giống nhau. Mặc dù căm giận mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạp, mặc dù sự việc trôi qua đã vài năm, y cũng dần tiếp nhận được sự thật. Nhưng đối với Hạ Tưởng, y vẫn vừa thưởng thức lại vừa bài xích, cho dù sau đó Hạ Tưởng hoàn toàn gia nhập vào thế lực gia tộc, y đối với Hạ Tưởng vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận, và lại càng tuyệt đối không tín nhiệm hắn. Quan hệ của Hạ Tưởng rất phức tạp đến nỗi khó có thể khiến thế lực gia tộc hoàn toàn khống chế, khiến cho Ngô Tài Dương trước sau đều lo lắng không yên. Ông cụ dồn hết tâm sức giúp đỡ các kế hoạch của Hạ Tưởng, có thể là một bước cờ sai hay không? Hay là Hạ Tưởng cuối cùng lại đứng về phía đối lập với thế lực gia tộc. Ngô Tài Dương cũng biết, y và ông cụ càng ngày càng ít liên lạc. Hiện tại, trong lòng ông cụ đăm chiêu suy nghĩ điều gì cũng rất ít khi nói rõ với người ngoài,
có lẽ chỉ có Hạ Tưởng mới có thể đoán được vài phần. Người già rồi, luôn luôn có lúc hồ đồ. Nhưng do tình thế biến hóa, theo sự đẩy mạnh thời cuộc, Ngô Tài Dương lại bỗng nhiên kinh ngạc, chờ y gặp được Tổng Bí Thư mới cảm thấy rất tán thưởng Hạ Tưởng. Khi mối quan hệ giữa Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng càng ngày càng chặt chẽ, trong lòng y có một suy đoán kinh người nhưng lại là sự thật phải nhìn thẳng vào, không ngờ Hạ Tưởng được bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp. Đến tận lúc này, y mới thực sự khâm phục con mắt tinh tường và bí hiểm của ông cụ, cũng khâm phục Tổng Bí Thư biết xem xét thời cơ, thức tỉnh người tài năng. Tập hợp được sự tín nhiệm của các phương cho bản thân, có thể được hai tầng quan trọng là thế lực gia tộc và phái hệ của Tổng Bí Thư tán thành, phóng tầm mắt ra thiên hạ, chỉ có duy nhất một mình Hạ Tưởng, mặc dù lúc này Hạ Tưởng cùng phái bình dân càng đi càng xa, còn bị một thế lực lớn bí ẩn coi là cái đinh trong mắt, nhưng hiện tại Hạ Tưởng tuy rằng chỉ đang ở cấp thứ trưởng, kỳ thực đã trưởng thành như cây đại thụ che trời. Chỉ có điều, Hạ Tưởng, cái cây này hiện tại thật sự lắm cành nhiều lá. Hắn có thể giơ tay điều động 10 tỷ đô la Mỹ, đây là thực lực hùng hậu loại nào? Ngô Tài Dương tuy rằng hoài nghi sự chính xác của lời Hạ Tưởng nói, nhưng y cũng biết rõ ràng, Hạ Tưởng rất ít khi nói mạnh miệng, đừng thấy Hạ Tưởng làm người ta hận, Lừa Liên Nhược Hạm khăng khăng một mực theo sát hắn, nhưng nhân phẩm của hắn quả thật đáng tin cậy, cũng đủ tư cách làm con rể của nhà họ Ngô. Chẳng qua, 10 tỷ lớn như thế Hạ Tưởng vận động thế nào mới có thể có khoản tiền lời lớn đến vậy? Ngô Tài Dương vẫn vô cùng khó hiểu, y đứng phía trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn sáng của vạn nhà bên ngoài, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ tới mức nhập thần. Ngày hôm sau khi đi làm, vừa mới xử lý một vài sự việc liên quan đến kinh tế, liền nhận được thông báo của Bộ Chính trị, chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị đang trống, mời dự họp hội nghị tiến hành thảo luận về việc đề cử danh sách các ứng cử viên. Trong hội nghị, chính là mấy đại đầu xỏ lại thêm vài ủy viên Bộ Chính trị mấu chốt, bước đầu tiên liền tiến hành thảo luận chọn người đề danh. Chỉ sau khi thảo luận thông qua, mới có thể ở Bộ Chính trị mở hội nghị chính thức nghiên cứu quyết định. Kỳ thật tuy rằng ở trước mặt Hạ Tưởng ra vẻ khoan dung, nói là đề danh Cổ Thu Thật làm ứng cử viên không phù hợp với ích lợi của nhà họ Ngô, tuy nhiên chỉ là thủ pháp quen dùng trong chính trị mà thôi, bình tĩnh mà xem xét, với vị trí Cổ Thu Thật bên trong cảm nhận của Tổng Bí Thư, với quan hệ mật thiết giữa Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng, hơn nữa cộng thêm quan hệ tốt giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô, ủng hộ Cổ Thu Thật là lựa chọn tốt nhất. Ngô Tài Dương càng rõ ràng hơn, thêm 2 năm nữa là đổi nhiệm kỳ mới. Tổng Bí Thư lựa chọn lúc này tận hết sức lực thúc đẩy Cổ Thu Thật tiến vào Bộ Chính trị, kỳ thật vẫn là vì một ván cờ thay thế người nối nghiệp, so với 2 năm sau tiến vào Bộ Chính trị cần phải có lý lịch kinh nghiệm và bảo lãnh lớn hơn. Mặc dù việc Cổ Thu Thật tiến vào Bộ Chính trị, khó khăn chồng chất, lực cản thật lớn, sự phản đối rất nhiều, nhưng Tổng Bí Thư từ trước tới nay cũng chưa từng có quyết tâm lớn đến vậy. Bởi vậy trong lần hội nghị thảo luận đề danh lần này, thái độ của nhà họ Ngô là rất quan trọng. Nhưng Hạ Tưởng làm thế nào vận tác được 10 tỷ lớn như vậy? 10 tỷ tư đô la Mỹ tuy rằng không phải của cải vô cùng lớn, nhưng so với thị trường tài chính, nếu vận tác thích đáng, cũng có năng lực hô mưa gọi gió, cũng đủ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và thị trường tài chính. Ngô Tài Dương đối với thị trường tài chính vận tác như thế nào cũng không rõ ràng cho lắm, dù sao y không phải chuyên gia tài chính, đang suy nghĩ, thì có một cuộc điện thoại gọi vào điện thoại của Ngô Tài Giang. Ngô Tài Giang và Ngô Tài Dương tuy là anh em ruột, nhưng cũng chẳng mấy khi gặp mặt, điện thoại lại càng ít, hôm nay không ngờ lại gọi điện thoại tới, hẳn phải có chuyện hệ trọng. Quả nhiên, mới câu đầu tiên Ngô Tài Giang đã nói. Tài Dương, liên tiếp xuất hiện một vài sự việc tài chính trọng đại, chỉ sợ sau lưng nhất định là sắp đặt của một bàn tay khổng lồ. Ồ, Ngô Tài Dương trong nháy mắt liền nhớ tới vẻ mặt Hạ Tưởng thản nhiên cười, không hiểu ra sao chống ngực đập liên hồi. Tình hình cụ thể là thế nào? Ngô Tài Giang nói một đống thuật ngữ chuyên nghiệp, y liền nhíu mày, ngắt lời Ngô Tài Giang nói. Tài Giang, chỉ nói kết quả và ảnh hưởng, không cần phải nói tới quá trình cụ thể nữa. Ngô Tài Giang ha hả cười. Nghe nói có chục tỷ đô la Mỹ dũng mãnh được đưa vào trong nước, có tin đồn là sẽ đầu tư vào một vài ngành sản xuất, vừa lúc đó ngành sản xuất của 4 nhà họ Ngô, họ Mai, họ Khâu, họ Phó cũng đang cần được đầu tư. Cho nên cổ phiếu của 4 nhà tăng không ngừng, tiền đồ phát triển có vẻ rất khả quan. Hơn nữa, còn có tin đồn, mấy công ty bán ra thị trường của 4 nhà có nguồn tài chính dũng mãnh, cho nên chỉ trong thời gian ngắn, sản nghiệp trên danh nghĩa mấy nhà cũng từng bước bay lên trời xanh,
ước đoán bảo thủ, tổng tài sản nhà họ Ngô có thể tăng giá trị trên dưới 5%. Không chỉ có như thế, thủ đô đã có mấy công ty có thực lực hùng hậu nguyện ý đầu tư vào mấy sản nghiệp nhà họ Ngô, sau khi bước đầu tiếp xúc, có khoảng 100 triệu đô la Mỹ có thể dũng mãnh rót vào. Mặt khác, mấy công ty đó ở Bắc Kinh trong kế hoạch bán ra thị trường ở nước Mỹ đang gặp khó khăn, không rõ nguyên nhân, đồng thời khiến cho cổ phiếu của công ty bán ra thị trường trong nước lại hạ xuống không ít, có tin tức nói rằng, có khả năng còn tiếp tục hạ nữa. Ngô Tài Dương nghe rõ, một đánh một đè, một thả một thu, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, chục tỷ đô la Mỹ đưa ra trên toàn thị trường tài chính hoặc thị trường chứng khoán, tuy cũng không nhiều lắm, nhưng nếu biết cách thì uy lực chục tỷ đô la Mỹ vẫn vô cùng kinh người. Hơn nữa lúc này chỉ sợ bắt đầu lộ ra, bước thứ hai, có lẽ sẽ có một trận đánh ác liệt thực sự muốn đánh vào lĩnh vực kinh tế. Trong nháy mắt, Ngô Tài Dương hăng hái hẳn lên. Ngô Tài Dương dù không hiểu về kinh tế cho lắm, cũng đại khái đoán được điều gì. Ngô Tài Giang ngừng cuộc gọi điện thoại, y lại mở điện thoại, lần lượt gọi cho nhà họ Mai, họ Khâu, họ Phó, trước khi sự việc xảy ra, phải thông tin qua lại mới tốt. Lúc Ngô Tài Dương bình yên bước tới tham gia một hội nghị quan trọng, Hạ Tưởng cũng thản nhiên, đi vào phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy. Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam, Lương Hạ Ninh cùng Trịnh Hải Kỳ đều đã vào chỗ ngồi, hắn lại là người đến cuối cùng. Tuy nhiên không ai nhìn hắn với ánh mắt bất kính, ngay cả Trịnh Thịnh cũng cười, gật đầu nói. Đồng chí Hạ Tưởng đã vất vả rồi. Là vất vả, còn không phải vất vả bình thường. Ở thủ đô rõ ràng là đi mở hội nghị của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, kỳ thật đã trở thành trò đùa của rất nhiều người, mượn danh nghĩa cầm 10 tỷ, khiến ánh mắt nhiều người đầy hoảng hốt, cũng tạo lên một cơn gió xoáy, về sau còn có thể khiến càng nhiều để ý. Hạ Tưởng thậm chí không có ác ý mà nghĩ, kỳ thật hắn không có 10 tỷ đô la Mỹ cũng không sao, chỉ để ý thổi gió nhóm lửa là được rồi, tuy nhiên phải thật sự làm như vậy, hắn còn có thể ở trước mặt cổ thu thật, ở trước mặt ông cụ nhà họ Ngô. Ở trước mặt Ngô Tài Dương, có dũng khí như vậy hay không? Hắn dù sao cũng không phải thương nhân, bản thân còn không có nổi một xu lại có thể mặt không đỏ tim không nhảy tự biên tự diễn là tỷ phú, kỳ thật mà nói, người trong nước có thể làm cũng không phải ít. Nói cho cùng, hắn vẫn rất thành thực, Hạ Tưởng không khỏi tự trách, hắn rốt cuộc vẫn là người tốt, tiểu lang quân thành thực đáng yêu, không đủ mặt dày tâm đen, cũng không đủ lòng lang dạ sói. Nếu thật sự muốn hạ độc thủ, trực tiếp thâu tóm một vài sản nghiệp của mấy nhà, tuy lúc trước cũng rất muốn vất vả vung tay, ban đầu cũng nghĩ qua, Lý Thấm thậm chí khi sắp muốn thao tác, sau lại bị hắn phủ quyết, đe dọa một chút mới được, không cần thiết phải sử dụng bạo lực. Nhưng giữ một đường, cũng dễ để gặp lại, nếu đối phương thực sự nghĩ rằng là hắn phô trương thanh thế, đến lúc đó, hắn liền lộ hàm răng để đối phương nhìn. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn hơi ngượng ngùng. Hiện tại bất cứ lúc nào hắn cũng có thể điều động 10 tỷ đô la Mỹ không phải là giả, nhưng đến hiện tại, 10 tỷ đô la Mỹ còn nằm im lặng trong tay Lý Thấm. Đầu tiên là phô trương thanh thế, sau đó vừa vào vừa ra dùng cổ phiếu để tiết lộ, chẳng những một phân tiền không mất, còn trên thị trường chứng khoán mà kiếm được một món tiền, tuy rằng tiền lời không nhiều lắm, nhưng cũng đủ nuôi sống một đám nhân vật mỹ miều bên trong Nam Cung. Người ăn vào cổ phiếu nhà họ Ngô và ba nhà khác là Tiếu Giai. Cũng là Hạ Tưởng vì Tiếu Giai suy nghĩ một kế sách vẹn toàn. Việc kinh doanh của Tiếu Giai trên cơ bản đang khó tiến thêm một bước, gần như đã làm tới đỉnh núi, hơn nữa cô cũng không có tâm tư tiếp tục mở rộng kinh doanh, bởi vậy, cầm trong tay một quả trứng phân cho sản nghiệp của bốn đại gia tộc, là con đường phát tài đáng tin nhất, tuy rằng lợi nhuận không lớn, nhưng có thể cam đoan lâu dài. Có thể nói, chiến dịch lần này là tài chính, là dưới sự trấn thủ của Liên Nhược Hạp, dưới sự thao túng Lý Thấm. Dưới sự thực thi cụ thể của Tiếu Giai, phân công hợp tác, cuối cùng lấy được thành quả chiến đấu của giai đoạn thứ nhất. Nhưng cuối cùng thành quả chiến đấu có phát huy tác dụng hay không, còn phải xem ý chí chiến đấu của hai bên. Hôm nay, Hạ Tưởng sẽ cùng Diệp Thiên Nam một lần trực tiếp đấu trí. Có khá nhiều vấn đề cần thảo luận trong hội nghị hôm nay, chủ yếu là đồng chí Thiên Nam và đồng chí Hạ Tưởng đều đã trở lại, cho nên còn một ít vấn đề còn đọng lại sẽ đem ra bàn luận nốt trong ngày hôm nay. Trịnh Thịnh tùy theo độ mạnh yếu mà vung tay lên, ông ta hiện tại đã thỏa thê mãn nguyện, thế cục Tỉnh Tương càng ngày càng trong sáng hóa, Diệp Thiên Nam đã có dấu hiệu thất thế. Vấn đề cuối cùng còn sót lại của Thần Đông, vấn đề tham ô của lãnh đạo đảng và chính quyền Hoài Dương, trong hội nghị hôm nay, đều tranh thủ cùng nhau giải quyết.
Thần Đông bắt được tổng cộng hơn 10 cán bộ lãnh đạo cấp cục trở lên, gần như đã quyết định người thay thế các chức vụ này, còn có mấy người nhân vật số 1, số 2 mấy quận huyện chưa bổ nhiệm, là muốn giữ cho Diệp Thiên Nam một ngụm canh. Nhưng Hoài Dương chống tham nhũng theo quy mô và độ mạnh yếu, cùng với ứng cử viên sau khi đề danh, bây giờ còn chưa ai biết, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ, muốn xem Diệp Thiên Nam sẽ làm một ván hòa nhau như thế nào. Chương 1385, anh không xấu, chưa chắc người khác sẽ cho rằng anh không xấu. Theo thường lệ, Trịnh Thịnh nêu ý chính, Phó Tiên Phong tán thành vài câu, rồi đến Hạ Tưởng giới thiệu cụ thể về ý kiến điều tra và xử lý với lãnh đạo chủ yếu của Đảng và chính quyền thành ủy Hoài Dương. Lúc Hạ Tưởng còn ở thủ đô, đã biết đại khái về tính nghiêm trọng của vấn đề ở Hoài Dương. Và so với Thần Đông thì chỉ có hơn chứ không kém. Bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực, ngoài ra còn có trưởng ban tuyên giáo thành ủy, thậm chí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, chắc chắn cả cục trưởng, toàn bộ rơi vào tay giặc. Một khi nổ ra hội chiến Hoài Dương, tỉnh Tương sẽ lại trở thành trung tâm chú ý của cả nước. Bởi vậy, chiến tích của Trịnh Thịnh sẽ càng thêm dày đặc. Chống tham nhũng, đánh xã hội đen, hát ca tụng, phương pháp tuy khác nhau, nhưng mục đích lại giống nhau, đều là vì nước vì dân, cũng vì thanh danh và lợi ích chính trị của bản thân, có thể nói là đều rất tốt. Trên thực tế, tham ô nhận hối lộ nghiêm trọng diễn ra ngay tại cấp sở, bởi vì cán bộ cấp sở có thực quyền nhất, lại có quyền giơ tay quyết định hạng mục công trình mấy trăm triệu đến hàng tỷ, lại có quyền bổ nhiệm nhân sự cán bộ cấp cục, huyện, bởi vậy, tham ô nhận hối lộ gần như là hạ bút thành văn, muốn may mắn thoát khỏi cũng khó. Hơn nữa, 70% cán bộ trở lên không có hy vọng thăng chức từ cấp sở lên phó tỉnh, cho nên, đều hy vọng mặc sức mò đủ ở cấp sở, để an hưởng lúc tuổi già. Với các nguyên nhân đó, làm cho tỷ lệ cán bộ cấp sở tham ô cao, làm người ta không dám đối diện. Rồi tới cấp bậc của Trịnh Thịnh, tiền đồ có triển vọng, con đường về sau rộng mở, khẳng định phải yêu quý thanh danh, quý trọng danh dự, thanh danh và chiến tích lớn hơn hết thảy. Trừ việc đó ra, bồi dưỡng thế lực cũng xem là nhiệm vụ cấp bách. Cho nên Hạ Tưởng cũng có thể hiểu được sự cấp bách trong lòng Trịnh Thịnh, hội chiến Thần Đông xem như bước đầu tiên củng cố cơ sở, nếu hội chiến Hoài Dương cũng giành được thắng lợi, thậm chí có thể nói là Trịnh Thịnh đã nắm chắc tấm vé 2 năm sau tiến vào bộ chính trị. Diệp Thiên Nam sẽ để ông ta được toại nguyện sao? Bởi vì Hạ Tưởng vừa mới trở về, còn chưa kịp cùng Trịnh Thịnh hội đàm, đối với mong muốn của Trịnh Thịnh về quy mô cùng độ mạnh yếu, cũng chưa nắm rõ, nhưng cũng may hắn đại khái đã nhìn thấu tính tình Trịnh Thịnh. Hơn nữa vấn đề Hoài Dương so với vấn đề Thần Đông càng nghiêm trọng, trên nguyên tắc xuất phát từ thực tế, hắn cũng sẽ không mảy may che giấu. Hơn nữa, sự tình Hoài Dương có dính dáng tới Hồ Định. Hồ Định là phó chủ tịch thường trực tỉnh, là một trong bốn người đứng sau Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương, một nhân vật cấp quan trọng, bàn về xếp hạng và thực quyền, gã so với Dương Hằng Dịch còn có trọng lượng hơn. Đương nhiên, cho dù có chứng cứ xác thực chỉ về phía Hồ Định, cũng không có khả năng lấy việc này làm thành bài văn lớn, nhưng dù không thể làm thành một bài văn lớn, cũng tất yếu có thể dùng để nhẹ nhàng trừng trị Diệp Thiên Nam một chút. Hạ Tưởng trước tiên cầm chứng cứ xác thực do Ủy ban Kỷ luật nắm giữ nói trước mặt mọi người, sau đó nói ra ý kiến bước đầu xử trí của Ủy ban Kỷ luật. Bắt giam bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực, cùng mấy ủy viên thường vụ và vài cục trưởng. Đề nghị trực tiếp giao cho cơ quan tư pháp, bởi vì chứng cứ đã vô cùng tỉ mỉ xác thực, không cần theo trình tự đưa qua Ủy ban Kỷ luật nữa. Ủy ban Kỷ luật hiện tại có rất nhiều việc, bận tối mày tối mặt. Diệp Thiên Nam ngẩn cả người. Dường như cảm thấy không yên lòng, tuy nhiên ánh mắt vừa dừng lại ở Trịnh Thịnh, lại thấy cảnh tượng lão hổ lim dim mắt. Trịnh Thịnh rất vừa lòng với đề nghị của Hạ Tưởng, nói. Trên nguyên tắc, tôi đồng ý với ý kiến xử lý của Ủy ban Kỷ luật. Tiên Phong, ông nghĩ thế nào? Phó Tiên Phong thẳng lưng nói. Vấn đề chống tham nhũng vẫn là vấn đề kinh tế đặc biệt nặng nề, đối với ý kiến xử lý vấn đề Hoài Dương, tôi không có bổ sung gì. Chỉ có điều... Hiện tại đang thiếu cán bộ, cần gấp gáp lựa chọn đề danh, đề nghị lần sau thảo luận đưa ra quyết định. Phó Tiên Phong vừa nói Trịnh Thịnh lập tức ngẩn ra, trong lòng lập tức có một ý niệm hiện lên, Diệp Thiên Nam trả đòn, lại xúi dục Phó Tiên Phong lay động động. Hạ Tưởng thản nhiên liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, hắn cũng hiểu rõ, chắc hẳn Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong đã thỏa thuận điều gì phía sau hậu trường rồi, liền khẽ mỉm cười. Hắn đã đoán trước được điều này. Diệp Thiên Nam khẽ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói.
Tôi cũng đồng ý với ý kiến xử lý của Ủy ban kỷ luật, tuy nhiên có 3 điểm theo cách nhìn của tôi có vẻ không ổn lắm. Thứ nhất, vừa mới gióng trống khua chiêng xử lý trong vấn đề Thần Đông, hiện tại lại lớn tiếng mà đến một hội chiến Hoài Dương, có phải rất không ổn không? Hiện tại dù sao cũng là hình thái xã hội hài hòa, chống tham nhũng hẳn là nên làm, nhưng cũng phải chú ý tới phương pháp, có phải không? Tỉnh Tương nếu muốn nổi danh trong cả nước, cần nhờ vào thực lực kinh tế, chứ không thể dựa vào nhiều tham quan, ha ha. Trịnh Thịnh hơi biến sắc, những lời Diệp Thiên Nam nói, rất khó nghe. Điểm thứ hai, Hoài Dương xảy ra chuyện, đương nhiên phải xử lý đúng lúc, nhưng không thể lại nói là hội chiến Hoài Dương, nghe có vẻ rất mịt mờ không rõ ràng, truyền ra ngoài, đối với thanh danh của tỉnh ủy sẽ không tốt. Không bằng đổi thành chống tham nhũng Hoài Dương, vừa chuẩn xác lại có hình tượng. Hạ Tưởng khẽ cau mày, Diệp Thiên Nam là nhẹ nhàng chém một đao, ý là giảm cường độ chống tham nhũng Tỉnh Tương xuống thấp nhất, cũng là thản nhiên như không mà dội nước lạnh vào kế hoạch lớn của hắn và Trịnh Thịnh. Điểm thứ ba, cá nhân tôi cho rằng, vì muốn ổn định cảm xúc của các cán bộ ở hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương cho tốt, hẳn là nên bổ nhiệm hai cán bộ lãnh đạo được đề bạt từ chính Thần Đông và Hoài Dương, mới có thể đảm bảo kéo dài hòa bình ổn định hai thành phố. Đề nghị cuối cùng của Diệp Thiên Nam, tuy có vẻ vô nghĩa, dường như chưa có gì cụ thể, kỳ thật lại là giấu giếm sát chiêu, bởi vì dòng chính của Trịnh Thịnh tất cả đều nằm trong hệ thống tỉnh ủy, muốn sắp xếp người của mình xuống, phải do tỉnh ủy thuyên chuyển công tác. Đề nghị thứ ba, là vì muốn hạ mức độ chống tham nhũng thấp xuống một chút, còn hai đề nghị khác là mức độ lớn nhất vì người của ông ta đặt nền móng chiếm thành quả, hay cho một Diệp Thiên Nam, vừa mới quay lại Tương Giang liền thong dong bố trí, hơn nữa dưới thủ pháp ôn hòa, ẩn giấu một cú đánh vô cùng cay nghiệt. Điều càng làm cho Hạ Tưởng khiếp sợ hơn cả chính là, ngay sau đó Lương Hạ Ninh lên tiếng, không ngờ cũng phụ họa với Diệp Thiên Nam. Ban tổ chức cán bộ trải qua phỏng vấn và điều tra, cũng cho rằng đề nghị của Phó Bí Thư Diệp phù hợp với tình hình Thần Đông và Hoài Dương hiện nay, khi nghiên cứu để danh cán bộ lãnh đạo tiếp nhận chức vụ, phải tận lực chiếu cố đến ích lợi của quần chúng nhân dân địa phương. Lại là một đòn mạnh giáng xuống đầu. Hạ Tưởng chú ý thấy vẻ mặt Trịnh Thịnh động lại trong nháy mắt. Chẳng qua hắn về muộn hơn Diệp Thiên Nam chưa đến 2 ngày, Diệp Thiên Nam liền ung dung bố trí phản kích, không ngờ trước sau xúi dục cả Phó Tiên Phong và Lương Hạ Ninh, nắm chắc đại cục. Quả nhiên là một nhân vật rất giỏi, khiến Hạ Tưởng cũng vô cùng khâm phục. Thủ đoạn của Diệp Thiên Nam nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn nói Phó Tiên Phong không có lập trường chính trị, bởi vì Phó Tiên Phong từ đầu đến cuối vốn không có bất kỳ phương hướng gì nhất định. Bất cứ lúc nào y cũng có thể bảo lưu lại quyền lựa chọn và nguyên tắc của y. Đương nhiên, cũng không có thể trách Lương Hạ Ninh đã không tiếp tục nhất trí cùng Trịnh Thịnh, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không có khả năng hoàn toàn một lòng với bí thư tỉnh ủy. Nếu mọi chuyện đều theo bí thư tỉnh ủy, thì việc bị điều khỏi Tỉnh Tương cũng không xa, cũng là không có biểu hiện trí tuệ chính trị, nhưng ở thời khắc mẫn cảm như thế, toàn bộ liền đảo ngược hướng về Diệp Thiên Nam, không phải vì lực hấp dẫn của Diệp Thiên Nam đủ hùng mạnh. Cũng không phải quyền uy của Diệp Thiên Nam khiến Lương Hạ Ninh cúi đầu, chỉ có thể nói rõ một điểm. Trung ương rốt cục có người đã tạo áp lực đối với Lương Hạ Ninh. Bởi vì có người ý thức được, hai đại chiến dịch Thần Đông và Hoài Dương, náo động càng lớn, thì Trịnh Thịnh càng có lợi, ngược lại, sẽ càng làm Diệp Thiên Nam mất hình tượng, thậm chí có thể dẫn tới hậu quả chính trị nghiêm trọng. Trong lòng một vài người đều hiểu, quan tham ngã ngựa ở Thần Đông và Hoài Dương đều có một điểm chung. Chính là cầu đường Tỉnh Tương, mà cầu đường Tỉnh Tương tuy rằng đã thay máu, nhưng bàn tay khổng lồ phía sau còn vẫn đang ung dung tự tại. Chỉ sợ sự tình càng làm càng lớn, không có cách nào kết thúc. Nếu chẳng may lại dẫn tới kẻ gây tai họa, cuối cùng bị người ta lần ra được phía sau Diệp Thiên Nam là cầu đường Tỉnh Tương thao túng, thì chính là sự kiện chính trị rất lớn không thể cứu vãn. Kỳ thật trong lòng Hạ Tưởng hiểu được, Trịnh Thịnh cũng không phải có ý tạt nước bẩn lên người Diệp Thiên Nam. Ông ta chỉ muốn mượn thời cơ chỉnh đốn lại tập tục nơi quan trường Tỉnh Tương, giành được thanh danh và chiến tích, chưa từng nghĩ tới Diệp Thiên Nam phải như thế nào. Chẳng qua về phía chính trị, anh không xấu, người khác chưa chắc sẽ cho rằng anh không xấu. Anh tốt lắm, người khác có lẽ cho rằng anh giả vờ thanh cao. Rốt cục chỉ một bàn tay khổng lồ từ Trung Nam Hải xa xôi với đến, muốn khuấy đục nước sông Tương Giang. Hội nghị công việc bí thư hình thành cục diện 3-3. Trịnh Thịnh sau khi hơi chút chần chừ, lựa chọn lấy lui làm tiến hội nghị công việc bí thư lần đầu tiên sau khi Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng trở về,
cuối cùng miễn cưỡng thống nhất phải cấp bách giải quyết vấn đề Hoài Dương, nhưng lại không có đề cập đến phương diện quy mô cũng như độ mạnh yếu. Trên cơ bản có thể nói, đây là một hội nghị tương đối thất bại. Lực lượng của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương vẫn thâm căn cố đế, nhất thời khó có thể làm lung lay. Cũng làm cho Hạ Tưởng lại một lần nữa cảm nhận được một lực lượng hùng mạnh khác. Sau đó, Hạ Tưởng còn chưa trở lại văn phòng, Diệp Thiên Nam vẻ mặt có ý cười đẩy cửa tiến vào, còn rất là hiền hòa cười hỏi. Nghe nói cậu có trà ngon. Hạ Tưởng cũng cười, hơn nữa còn cười rạng rỡ hơn cả Diệp Thiên Nam. Phó Bí Thư Diệp đến thật đúng lúc rồi, thực sự trà ngon, ông cứ ngồi đi đã, tôi đi pha ấm trà ngay đây. Diệp Thiên Nam cũng không ngồi, vừa kiên nhẫn nhìn Hạ Tưởng pha trà, lại có vẻ như không để ý hỏi một câu. Chủ nhiệm Hạ, nghe nói cậu với Bí Thư Cổ quan hệ cũng không tồi. Cổ Thu Thật ở trong nước cũng được xem là người có danh tiếng, nhắc tới ông ta, không cần gọi đầy đủ tên họ cũng có thể biết là đang nói tới ai. Nếu không sẽ đặc biệt thêm vào và gọi là Bí Thư Tỉnh ủy Hắc Liêu Cổ Thu Thật. Việc này quả thật là khó mà nói được. Diệp Thiên Nam khẳng định là không có việc không trèo lên điện Tam Bảo, Hạ Tưởng liền tự nhiên ứng phó giống như đánh thái cực. Bí Thư Cổ là bằng hữu tốt, ông ta quan hệ với rất nhiều người, tôi thấy ông ta đối với tôi và những người khác cũng không có gì đặc biệt. Diệp Thiên Nam nhận chén trà Hạ Tưởng vừa đưa cho, nhẹ nhàng và khéo léo chuyển đề tài. Chủ nhiệm Hạ, trong lúc tôi ở thủ đô có gặp thủ tướng một lần, thủ tướng có nói tới cậu, thủ tướng đối với cậu rất là tán thưởng, tán dương cậu không ít lời. Thủ tướng tán dương hắn tin, nhưng Diệp Thiên Nam lại mang bộ mặt quang vinh, khiến Hạ Tưởng liền cười thầm trong bụng, dối trá đạt đỉnh cao, Phó Bí Thư Diệp, có chuyện cứ việc nói thẳng mới tốt, đã quen nhau như vậy, cứ vòng vo, thật chẳng có ý nghĩa. Tôi có một ý nghĩ, muốn cùng cậu nghiên cứu thảo luận một chút. Diệp Thiên Nam ngồi xuống, tỏ ra muốn có một cuộc nói chuyện dài. Không biết chủ nhiệm Hạ có hứng thú hay không? Diệp Thiên Nam tin Hạ Tưởng có hứng thú, càng tin rằng với điều kiện y đưa ra hoàn toàn có thể làm cho Hạ Tưởng rung động. Hạ Tưởng cũng không phải là người kiên định đi theo Trịnh Thịnh và hiện nay, lập trường của hắn với Trịnh Thịnh giống nhau, đơn giản cũng chỉ vì ích lợi mà thôi. Chỉ cần món mồi của y đủ lớn, không tin không thể lay chuyển được Hạ Tưởng. Nhưng không ngờ người kinh ngạc lại chính là Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng lại từ chối y. Rất xin lỗi Phó Bí Thư Diệp, Ủy ban Kỷ luật còn có một hội nghị khẩn cấp phải dự họp, nếu không để lần sau ta nói chuyện tiếp vậy. Chương 1386, phản ứng dây chuyền đang dần dần hình thành bão táp. Đúng là Diệp Thiên Nam tự nhận là cán bộ có khả năng kiềm chế nhất tỉnh Tương, cũng không thể không biến sắc, giọng điệu lập tức lãnh đạm hơn rất nhiều. Không còn cách nào. Tôi cũng là nhất thời tâm huyết sôi trào, mà quên mất. Đồng thời, trong lòng âm ỉ tức giận cố gắng đè nén, thật hay cho một Hạ Tưởng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thực sự hắn nghĩ rằng mình yếu thế nên đến đây. Quả là tự cao tự đại, được, nếu ngươi muốn một trận chiến máu đến cùng, chúng ta sẽ không chết không ngừng, không tin ngươi có thể là người cười cuối cùng. Diệp Thiên Nam tươi cười, thoải mái mà rời đi, vừa mới ra khỏi cửa, sắc mặt y liền lập tức u ám. Trở lại văn phòng, một ngụm nước cũng còn chưa uống, đã nhận được điện thoại của Diệp Địa Bắc. Ba, Trần Pháp Toàn nói, hai chiếc thuyền hàng chuẩn bị tới đây, cuối cùng anh ta vẫn cứng rắn quyết tâm muốn làm. Diệp Địa Bắc bị Lý Thấm vẽ ra một miếng bánh nhân lớn đầy hấp dẫn, luôn luôn chìm đắm trong vực sâu, mắt thấy đã tới lúc chạm được tới đáy. Diệp Thiên Nam lại cảm thấy không ổn, lập tức ngăn không cho gã tiếp tục nhúng tay vào kinh doanh dầu mỏ, kêu hắn trước cứ hoãn lại. Từ từ sẽ bàn lại sau. Diệp Địa Bắc ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thật sự không yên, không chỉ bởi vì tài chính của Lý Thấm có tới hàng tỷ, còn bởi vì cách nói của Lý Thấm lần đầu tiên gợi lên tình cảm sâu sắc trong gã, khiến gã có cảm giác như rơi vào bể tình. Đã bao nhiêu năm nay, Diệp Địa Bắc vẫn độc thân chưa lập gia đình, chính là cảm thấy những người bên cạnh không đủ hoàn mỹ. Lý Thấm xuất hiện, mới khiến gã hiểu được người gã tìm kiếm bấy lâu chính là kiểu người giống như Lý Thấm. Đàn ông cả đời theo đuổi là cái gì? Tình yêu và sự nghiệp, nói thông tục một chút, chính là đàn bà cùng tiền tài. Lý Thấm là một người có cả mỹ mạo và của cải, quả thực chính là lễ vật trời ban cho gã. Diệp Địa Bắc thật sự không bỏ đi được, mặc dù Diệp Thiên Nam luôn yêu cầu gã phải thu tay lại, cho dù không rời khỏi Tương Giang, cũng phải bớt phóng túng một thời gian, nhưng gã không đè nén được cảm xúc,
luôn nhớ tới Lý Thấm, tìm mọi cách để gặp mặt Lý Thấm. Sự tình, cũng dần dần không khống chế được. Trần Pháp Toàn dưới tình hình hai chiếc thuyền hàng liên tiếp bị bắt giữ, lại một lần nữa đi ngược gió gây án, không phải cậy mạnh, cũng không phải vì lợi nhuận mà bí quá hóa liều, mà chỉ muốn thử thăm dò điểm mấu chốt của đối phương. Bởi vì hai thuyền hàng liên tiếp đều bị bắt, tin tức tới tai người đang ở thủ đô, rất tức giận, nên suốt đêm vài vị cấp cao trong quân đội đến thỉnh an, sau khi nhận được tinh thần chỉ thị, một loạt mệnh lệnh liền được truyền tới quân khu Dương Thành và quân khu Tỉnh Tương. Sự kiện bắt giữ thuyền, rốt cục đã lên tới tầm cao chính trị, trở thành mồi lửa chiến trường. Sao lại đối nghịch như vậy? Diệp Thiên Nam cảm thấy đau đầu, y đương nhiên biết hành động này của Trần Pháp Toàn mang ý nghĩa chính trị, nhưng không phù hợp kế hoạch của y lúc này, có khả năng sẽ làm rối loạn sự sắp xếp của y, ảnh hưởng đến đại kế của y, nhưng quan trọng hơn là, y không khống chế được Trần Pháp Toàn, đối với quân đội cũng không có chút lực ảnh hưởng nào. Vừa mới hòa nhau một ván trong cuộc họp, giờ lại tới hành động của Trần Pháp Toàn khiến tâm tình của y có chút giảm sút. Vừa rồi, nếu ngay cả trước mặt Hạ Tưởng phải chịu sự lạnh nhạt, nghĩa thắng lợi của hôm nay đã không còn đáng kể nữa, sự vui vẻ toàn bộ đã biến thành căm tức và bực bội. Suy cho cùng, biến cố ở Lĩnh Nam còn không phải là do Hạ Tưởng gây ra. Hạ Tưởng thật sự là một kẻ khốn khiếp làm người ta hận không thể một đá đá chết, một chưởng đánh chết. Nghe nói còn có người gọi hắn là Tiểu Lang Quân thành thực đáng yêu, thật sự là mắt chó mù rồi, Hạ Tưởng là người nham hiểm nhất.